Xin chào các bạn khán tính giả của kênh Hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Huyền Di sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Bán mình chôn cha. Thưa các bạn, hắn vừa nhìn thấy cô thì đã muốn thực hiện kế hoạch của mình. Một cô bé 6 tuổi ngơ ngác với đôi mắt tròn to đã đi sâu vào tâm trí của hắn. Để rồi hắn quyết định sẽ đưa cô về nhà, thay thế hình bóng nghĩa tỷ trong lòng mình và chấp nhận với cái thân phận là thân phụ của cô bé này Và rồi một cô bé 6 tuổi Trở thành con gái nuôi Của một thiếu niên 12 tuổi Theo thời gian trôi đi Cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp Và rồi những tình cảm Tưởng chừng giữa như cha nuôi và con gái kia Có thực sự chỉ dừng Tại mức này hay không Hay nó sẽ trở thành một thứ tình cảm khác Nằm ngoài sự khống chế của hắn Khiến cho hắn phải dài rất không thôi Ngay sau đây Mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến ở trong câu chuyện Bán mình chôn cha để tìm câu trả lời nhé. Người người đi trên đường, nhìn thấy một tiểu cô nương quần áo bẩn tiểu quỳ ở ven đường. Trên mặt sơ bẩn, đôi mắt to đen nhánh linh động là điểm nổi bật nhất khi nhìn thấy cô bé này. Tiểu cô nương ở trước ngực Trao một tấm vãn gỗ mỏng có viết chữ Bán mình, chôn cha Còn nhỏ tuổi, cô bé cũng không hiểu được ý nghĩa của mấy chữ này Cũng không hiểu được chính mình quỳ ở chỗ này có tác dụng gì Tinh thần của cô bé này đều bị cái quán bánh bao kia đã hấp dẫn Cô thật là đói, thật là đói mà Nhìn xem, nguyên một đám bánh bao nóng, khỏi khí bốc lên Nàng nuốt đứt miếng ừng ực chỉ có thể như vậy mới có thể xem những chiếc bánh bao kia mà đem nuốt vào trong bụng phụ thân vì cái gì mà liên tục ngủ chứ cô lại mãi đều không tỉnh lại đại thầm muốn mình đừng cãi phụ thân còn muốn mình quỳ ở chỗ này nhưng mà nàng thật là đói chân cũng đau nhức nàng không muốn quỳ muốn gọi phụ thân đứng lên bất quá lại nghĩ tới vị đại thầm hàng xóm hung dữ kia mặt mũi nàng một phút chốc lại trở nên méo mó nàng không thích đại thẩm kia, rất hay đuổi nàng, mắng nàng, giờ còn bắt nàng quỳ không cho phép nhúc nhích, lại còn trộm nhéo bắp đuổi của nàng, bắt nàng phải khóc. Nhưng nàng tuyệt không muốn khóc, nàng chỉ muốn tìm phụ thân, muốn ăn no bụng mà thôi. Tiểu cô nương lén lén mọi nơi nhìn quanh, phát hiện cũng không thấy đại thẩm quanh đó. Trong lòng nàng vui mừng, đang chuẩn bị chuồn đi, thì ai ngờ do quỳ quá lâu, đôi chân đã sớm tê dại đến mức không thể làm gì được mới hơi cơ động một chút một cảm giác như ngàn châm đâm vào chân tê dại khiến cho nàng bị ngã ngồi trên mặt đất khó chịu khóc thật to nàng mới không cần khóc đại thầm kêu nàng làm cái gì nàng càng không làm cái đó tiểu cô nương quật cường mím môi cố gắng chống chọi trong lúc đó có một cái bánh bao nhảy vào tầm mắt nàng sừng sốt đã quên chân đau tê dại đã quên luôn ca vị đại thẩm đáng ghét kia cứ nhìn vào cánh bánh bao từ trên trời rơi xuống mà nước miếng dâng lên có muốn ăn không một giọng nói mang theo một cái cười khẽ nói truyền vào trong tai tâm hồn đều bị bánh bao chiếm hết rồi nàng đâu còn tâm trí xem là ai đang nói chuyện chứ nàng theo căn bàn là gật đầu rồi tầm mắt nhìn chằm chằm vào cánh bóng bao này chỉ sợ chỉ một cái nháy mắt là nó đã không thấy tăm hơi đâu nữa có chỉ thấy cái bánh bao này hướng về phía mình một chút nàng không một chút nghĩ ngợi đón lấy ngay lập tức há mồm mà cuồng cắn bà phát liền đem chiếc bánh bao không còn một màu quả như là một giấc mơ trong bụng đói như vậy có đồ ăn nóng hổi cứ thế một hơi ăn hết bốn cái bánh bao nàng mới vừa lòng thỏa mãn mà nấc lội ra một nụ cười mừng rỡ cuối cùng mới bắt đầu ý thức được người đứng ở trước mặt tiểu cô nương hiếu kỳ ngẩng đầu là một người con trai đập vào mắt vị thiếu niên này ước chừng mười mấy tuổi ngũ quan tuấn mỹ làm cho người vừa nhìn thấy liền hồn phiêu phách tán khí thế lạnh lùng ngạo mạn càng dễ làm cho người ta không tự chủ mà sinh ra lòng kính sợ không dám bởi vì hắn mà ít tuổi khinh thường hắn ta thấy nàng ngẩng đầu lên vị thiếu niên kia dùng một con ngươi đen thâm sâu, trầm già trước tuổi, một lần nữa nhìn nàng từ đầu đến chân. Thấy nàng có đôi mắt vừa sáng vừa tròn, con mắt của phúc quý, khóe miệng của hắn hài lòng dương lên, hơi thoáng một nụ cười, tuyệt đối không phải là một giấc mơ, ngược lại càng tăng thêm một cỗ tà mị khó có thể đoán. Hắn, hắn so với Bồ Tát trong miếu, lại còn xinh đẹp hơn nữa tiểu cô nương thấy hắn trợn mắt há hốc mùm từ nhỏ đến bây giờ nàng không hiểu cái gì là sống an nhàn sung sướng càng không hiểu được thiếu niên kia có khi chúng xuất chúng trói mắt như thế nào nàng chỉ biết là vị thần trong miếu là cao cao tại thượng mà vị thiếu niên trước mắt đủ tôn quý để sánh ngang với các thần tiên đương nhiên trên tay của hắn bánh bao lại càng giống như là thần tiên hiển linh làm cho nàng sùng bái không thôi Tầm mắt của tiểu cô nương nhìn đến cánh tay của hắn, có một chiếc túi giấy liền không rời mắt đi. Mặc kệ, hắn bộ dạng khỉ gió gì đều không quan trọng, càng hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng hắn, còn có cả đoàn tùy tùng cao lớn nữa. Những cái kia có thể cho muội được không? Phụ thân muội cũng rất đói. Nàng đánh bảo năn nỉ. Có những chiếc bánh bao ngon như thế này, phụ thân nhất định sẽ không ngủ nữa, người sẽ dậy. Phụ thân cháu không phải là Sợ chủ từ bị lừa gạt Tùy từng lập tức bác bỏ Mới vừa mở miệng thì đã bị chủ nhân giơ tay ngăn lại Hắn hiểu rõ ràng này cô bé là vì tuổi quá nhỏ Không hiểu được cái gì gọi là sinh ly tử biệt Nhưng hắn cũng không vội Lúc này chỉ dạy cho nhà đầu này Hắn chỉ muốn xác định một chuyện quan trọng hơn Mẫu thần của mọi đâu? Mụi không có nương Tiểu cô nên lắc đầu mà đáp mỗi mấy tuổi rồi không để ý tới tùy tùng bên cạnh Lòng mày càng nhíu thật chặt hắn tiếp tục hỏi dạ sáu tuổi ạ xuôi ra ngón tay nhỏ nhắn tiểu cô nương thét miệng cười mỗi lần có người hỏi như vậy thấy nàng báo ra tuổi bản thân thì mọi người sẽ khen nàng thật thông minh vì vậy chỉ cần có ai hỏi tuổi nàng nàng liền trả lời thật là vui vẻ nghe vậy vị thiếu niên kia khuôn mặt đang lạnh thoáng về câu hỏi này Lại nhìn thấy vẻ mặt tung tăng như chim sẻ Chỉ cười kia Hắn đã tìm hơn một năm Rốt cuộc cũng tìm được một người thích hợp Không chỉ có cặp mắt to tròn Nhìn thấu giống như người ấy Mà ngay cả điều kiện khác cũng hoàn toàn phù hợp Sáu tuổi Không cha không mẹ Thậm chí cùng với người bị nhặt nằm đó Cũng giống nhau Đều mặt mũi lọ lem Đều đói Chỉ khác là lúc này đây Người nhặt về là hắn có được cô bé này cũng là hắn. theo ra cái này không được đâu ạ. À? tùy tùng thấy tình huống không đúng nên vội vàng cất tiếng khuyên can. đứa bé này không rõ lai lịch, ít nhất ngài cũng phải điều tra rõ thân thế, bối cảnh của cô bé mới quyết định được chứ ạ. À? nếu đã biết rõ còn đứng ở chỗ này sao? nụ cười trên mặt của vị thiếu niên kia chưa giảm, nhưng mà con mắt đẹp dài híp lại trong nháy mắt, hắn vốn là thanh thản ung dung lại truyền thành khí phách không để cho người ta phản bác. Tìm người viết cho cô bé một cái linh bài, đem hậu sự lo cho Chu Toàn, làm xong rồi trở về. Dạ vâng. Bị khí thế của chủ nhân làm kinh sợ, tùy tùng không dám hai lời, nháy mắt liền rời đi. Một cả các trong đám hộ vệ nhanh chóng đi vào bên cạnh của vị thiếu niên kia, tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ tử. Tiểu cô nương không hiểu bọn họ đang nói cái gì cũng không biết bên cạnh tùy tùng kia đã thay đổi người. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn chăm chăm vào cái bánh bao, sợ hắn liền đi. Bánh bao cho muội có được không? Nàng nhịn không được lại mở miệng một lần nữa. Muội phải mang về cho phụ thân. Hắn nhìn về phía nàng, con mắt lạnh lùng hòa hoãn xuống. Nhà đầu này đã không có cha, sắp bị hắn mang về nhà, sau này sẽ cơm no áo ấm rốt cuộc không cần phải sống một cuộc sống đối với cái bánh bao mà nước miếng chảy ròng. Nhưng những chuyện này nhà đầu này bây giờ có thể hiểu được. Hắn cũng không muốn trên đường hao tẩm tôn trí cùng với nhà đầu này giải thích. Không vội còn nhiều thời gian mà sau này sẽ dốc lòng dạy bảo cô bé sẽ hiểu. Cầm lấy đi. Hắn đem cả túi bánh bao đưa vào trên tay cô bé. Còn cô bé này quá đỗi vui mừng. Ôm chặt lấy chiếc túi bánh bao kia Khuôn mặt nhò nhắn một lần nữa tươi cười mừng rỡ Cái gì đều đã quên luôn Hắn lấy xuống tấm ván gỗ kia Đang muốn cầm tay của cô bé Nhưng thấy trên tay giờ đầy dầu mỡ dơ bẩn Hắn nhếch mi mà nói cái gì cũng không chấp xuống Nghe nói vụ thần nam đó cũng là như thế này Đối với sự dơ bẩn của cô bé kia Ghét đến mức chỉ sách cổ áo Hài thật đấy hắn bây giờ có lẽ cũng chỉ giống như vậy. nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại tràn đầy vui sướng. cùng chắc chắn, dừng tay lại một lần nữa, duỗi ra truyền thanh nếu lấy ống thầy áo của cô bé kia. hắn tìm tìm kiếm kiếm, thật vất vả mới tìm được người phù hợp như thế. cũng không thể dùng phương thức sách cổ áo thô lỗ để dọa cho cô bé chạy mất. huống chi hắn khí lực cũng không còn đủ lớn để nhấc lên một cô bé không muốn đối mặt với sự thật kia còn chưa trưởng thành khiến hắn xa rút tinh thần hắn sẽ dùng sự tự tin ngạo nghễ để đền bù số tuổi không đủ kiên định mà mang cô bé rồi bước chân chúng ta đi thôi ca ca muốn cùng muội về nhà sao tiểu cô nương cửa dài cất tiếng hỏi ta dẫn muội về nhà hắn không để lại dấu vết uốn án nàng hắn không có nói dối từ nay về sau, đoàn mộc phù chính là nhà quần nàng, mà hắn là vụ thân nắm trong tay sống chết của cô bé này. Không nghi ngờ gì tiểu cô nương dùng sức gật đầu. Đối với nàng mà, mà nói, cho nàng bánh bao nhiêu như vậy, hắn đã thành người tốt nhất trên đời này rồi. Dạ vâng. Nàng một tay cầm lấy bánh bao, một tay kia bị hắn sách theo cười hì hì cùng nhau rời đi. Đối với cuộc sống kia sẽ thay đổi như thế nào? hoàn toàn không hay biết gì cả. Một năm đó, hắn 12 tuổi, nàng 6 tuổi, kiếp sống nghĩa phụ và nghĩa nữ cứ như vậy mà thành. Một khu đất trống bên ngoài nơi tụ tập của mấy đứa trẻ nhỏ. Bọn chúng đang chia làm hai phái, hai bên đang kịch liệt nổi lên tranh chấp. Không công bằng chính là một phái, chỉ có một tiểu cô nương một mình chiến đấu hăng hái. Không cho phép, mình nói xấu cha của ta, Tiểu cô nương hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực thở phi phi, nhìn chăm chăm vào đối thủ. Dù mình đang ít, địch thì nhiều, nhưng vẫn một lòng muốn bảo vệ phụ thân nàng, cũng không lùi bước một chút nào cả. Ta thích, thì ta nói đó, có làm sao hả? Mấy đứa trẻ trai kia cầm đầu, hoàn toàn không coi cô bé kia ra gì, cùng bắt trước không ngừng kiêu khích. Không được nói. Tiểu cô nương bưng bưng đỏ mặt, nhẹ răng giữ thận, vẻ mặt giống như là muốn ngay tại chỗ này nhào lên cắn xé tên nhóc kia. Còn thằng bé kia chẳng những không sợ, lại còn làm ra ra một cái mặt quỷ. Ta cứ nói đấy. Lời nói còn chưa nói xong thì đã bị tiểu cô nương đột nhiên xuất kích cắt đứt. Trong nháy mắt liền biến thành tiếng kêu la thảm tiết Mị dám cắn ta, buông ra, buông mau ra, đoàn mộc ngày Mày có nghe thấy không hả? nàng cứ nhai răng, lại nhai răng cắn thành một thương tổn quá lớn. Bé nằm kia đau đến kêu to, rất sợ mình sẽ bị cắn xuống một miếng thịt nào. Đoàn mộc ngài mới mặc kệ thằng nhóc này hô những gì, cứ ra sức ở cánh tay của tên kia mà hung hắc cắn, mà xác đối phương dãy ruột như thế nào cũng không rời miệng. Ai kêu mi muốn mắng cha ta chứ? Vội vàng cắn người dám phản bác mình, rồi hung ác trừng mắt với đối phương đầy lừa giận. Tay của tôi, tay của tôi, nhanh kéo nó ra đi. Không bỏ ra được, bé trai kia khóc lớn, vội vàng cầu cứu đám bạn của mình. Mấy đứa trẻ khác rồi rít hoàng hôn, tiến lên muốn giúp đỡ. Nhưng đoàn mộc ngài vừa thấy có người đến gần, lại dùng mồm há, cắn mạnh hơn nữa, khiến cho bọn kia sợ mà lùi bước. Dù phân tâm, vẫn không cắn tay nhóc kia, làm cho thằng nhóc này hoàn toàn không có cơ hội để trốn thoát. Con nhóc này có răng thật đáng sợ, phản kích làm cho mấy đứa kia sợ hãi. Có đứa né tránh, có đứa kêu gào, còn có đứa khóc lên. Hiện trường lập tức náo loạn. Kêu là gì thế? Đột nhiên một tiếng nói xuyên vào trận hỗn loạn này. Ngài đừng thanh âm kia thì tiếng khóc dừng lại. Kẻ là hát vội vàng ngậm miệng, đợi khi nhìn thấy người kia, thì mỗi đứa bé lại càng như nhìn thấy quỷ. Vốn là ẩm ý, trong nháy mắt lại trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ có đoàn mộc ngày là khác, cô bé ngược lại bắt lấy cánh tay trước mắt càng dung sức. Khuôn mặt trắng nõn tràn đầy cuộc cường cùng với ủy khuất, không chịu nhìn xem ai đang tới. Nàng không cần người giúp, chính nàng có thể giải quyết được. Bé trai bị cắn đau đến mức mặt nhăn nhó, lại không dám lên tiếng nữa. Bởi vì người tới chính là đoàn mộc húc, là đối tượng vừa rồi bọn họ lôi ra diễu cợt. Cái thôn trang này tất cả đều thuộc về đoan mục phủ. Ở đây trong nhà, những đứa trẻ kia đều là làm thuê cho đoan mục phủ sống qua ngày. Người kia là con trai duy nhất của chủ nhân, và bố mẹ bọn chúng còn phải cung kính, gọi một tiếng là thiếu gia. Nhưng mà làm cho bọn tiểu quỷ này không dám lỗ mãng, không phải là bởi vì quyền thế của đoan mục gia, mà đoan mục húc hắn có sự tự nhiên phát ra khí thế hiên ngang, cao ngạo. Bất kể hắn bao nhiêu tuổi, hắn ăn mặc như thế nào mà lại khiến cho người ta tự đáy lòng vui lòng phục tùng mà ngay cả người trưởng thành vô hình đều bị khí thế của hắn áp chế đến nói không thành câu đều là chuyện thường xảy ra đoàn mộc húc sớm thành thói quen nơi nào chỉ cần hắn xuất hiện thì không khí liền đông cứng hắn cũng không muốn vô công miễn cưỡng cười cố làm ra vẻ hòa ái bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ bốn chữ bình dị, gần gũi, vĩnh viễn không thể xuất hiện trên nam nhân của đoàn mộc xa. Chỉ là hôm nay hắn thấy trận chiến này thì không khỏi tức giận. Đoàn mộc hút, ngó qua cô bé vẫn hướng về đối thủ mà cắn, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thế. Mộc ngài, hắn tiến lên khẽ gọi, bình thản um ung dung phản ứng, giống như là cảnh tượng con bé này cắn mười mỗi ngày đều có thể thấy được. Nghe thấy tiếng gọi kia, tiểu ngài lâm vào dãy rủa muốn tìm kiếm an ủi mà ủy khuất chiến thắng quật cường nàng buồn lòng miệng bước đi thong thả đến bên cạnh cha nuôi cầm tay của hắn cúi đầu không nói một lời nào đoàn mộc húc nắm chặt tay đem con bé bảo hộ ra sau người tầm mắt lạnh lùng chậm rãi Sạch qua bọn con nít kia Trở về, đem chuyện ngày hôm nay, nói cho cha mẹ các người biết. Nếu kẻ nào đổi trắng thay đen hoặc là giấu giếm chi tiết nào, thì đừng trách ta. Hiểu rồi chứ. Hắn không mở miệng đe dọa, càng không cần phải cao giọng mắng chửi. Chỉ là cặp mắt đen sâu kia, không lường được cũng đủ để làm cho bọn nhỏ này hai chân trôn lên. Hù dọa nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu không ngừng mà đáp ứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia, xác định bọn họ tuyệt không có khả năng bằng mặt không bằng lòng. Đoàn mộc húc hài lòng thu hồi ánh mắt lại. Đi về nhà đi. Lời này bọn nội con nít nói ra, lập tức xài toán. Chỉ trong chớp mắt bỏ lại không một bóng người còn dư. Kể tiếp đến viên nhà đầu này, đoàn mộc hức đứng im lặng tại chỗ. Coi như là không có thấy, cũng không nói một lời nào, chỉ là buông lòng ra. Cử động này lại như một loại ăn ý. Đại biểu cho hắn là không tức giận, không để ý tới con bé, mà là tiện làm cho con bé làm những chuyện khác quả nhiên kẻ vốn là còn cứng rắn đứng ở kia thình lình ở phía sau nhào tới ôm lấy cha bắt đầu cất tiếng gào khóc lớn tiểu ngài vùi mặt trên lưng của cha cánh tay gầy ôm chặt vừa rồi mới bị bọn người kia phây chưa lộ ra vẻ sợ hãi mà dũng cảm kỳ thật toàn bộ là chống đỡ nhưng ngay tại người thân nhất trước mặt thì vòng bị đã hoàn toàn bị tan rã mềm yếu cùng đi lại không tiếp tục ẩn núp mà tiết ra. Mặc dù đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng mà lực đạo đụng vào của đoàn mộc húc hơi lớn, khiến chán nào đảo. Nghĩ đến sau lưng bây giờ đã bị nước mắt nước mũi của con bé này ướt thành một mảng. Hắn nhíu mi, muốn kêu nó đừng khóc, nhưng đôi môi giật giật, cuối cùng chỉ có thể bất đắc sĩ mà than nhẹ. Hắn nên thỏa mãn, ít nhất hắn không có lại giống như là lần đầu tiên. Người đến người đi trên đường, không hề để phòng bị nói nhào vào, dãy ruộng bỏ dậy. Hắn rất giống như một con rùa đen lật người không được mà đầu sò cây nên nó, vẫn còn chỉ lo đẻ ở trên người hắn liên tục khóc. Về sau tùy tùng ôm nhà đầu này đi, hắn mới có thể dậy được. Hắn đã thật lâu, thật lâu, không có bị chật vật như vậy. Vừa mới nghĩ tới nhà đầu này, giờ nằm trong sinh mệnh của hắn, cùng với những hình ảnh mất mặt của đoàn mục húc không khỏi âm thầm cắn răng hết lần này tới lần khác. Hắn có dự cảm, chỉ cần cạnh nó thì cái kinh nghiệm thê thảm tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Không đợi hắn hỏi thì tiêu ngại đã thút tha thút thít chủ động mở miệng. Bọn họ nói cha rất kỳ quái, không có rô riêng, bộ dáng cũng không cao, cản bản không giống như cha, nhưng nhưng mà... Nói đến đây, Cô giờ rồi lại òa lên tiếng khóc lớn. Nàng bị mang về đoàn mộc xa đã hơn 3 tháng. Ở chỗ này cuộc sống quả thực đến như tiên cảnh. Còn có rất nhiều đồ ăn ngon mà nàng chưa từng được ăn. Có rất nhiều đồ chơi lạ nàng chưa có xem qua. Nàng có thể ăn no mặc ấm. Còn có một thiếu niên xinh đẹp đối với nàng rất tốt. Tâm tư của nàng đều bị những chuyện hạnh phúc lấp đầy tràn, làm cho nàng không có cảm giác ly hương bất an cùng với sợ hãi nàng không hiểu vì cái gì mà cha của mình sẽ từ một nam nhân cùng khổ vất vả đổi thành vị thiếu niên trước mắt này mà đoàn mộc húc lời lẽ chính nghĩa giải cho nàng biết cũng đã nghe được những kiến thức nửa vời nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ kiêm hoạt bát sáng sủa hơn nữa đoàn mộc húc cẩn thận cưng chiều nàng cùng làm bạn ngoại trừ lúc mới bắt đầu âm ý muốn tìm cha chân chính của nàng nhưng mà giờ ngày ngày nhớ lại đoạn khống khổ sống trước kia thì từ từ trong trí nhớ của nàng mà phai đi chỉ là con nhỏ mặc dù đã tiếp nhận thay đổi rồi nhưng mà mấy đứa bạn giễu cợt lại trở thành một bóng ma của nàng nhất là đứa bé kia rất thích đem nàng sát để phiền toái lại còn ghen ghét cũng mang theo bé trai đối với tiểu cô nương đáng yêu mặt trêu cợt tâm tính đều là kẹp bướng bình bất kể nàng có phải hay không là dương nữ thì thằng bé kia vẫn là bắt nạt. Tiểu Thuận nói, ca ca của hắn so với cha còn lớn hơn, Chả mới không phải làm cha của con. Nói con đều là kêu lặn, khắp nơi đầu cũng là vụ thân. còn gọi cha là ca ca có được không? Còn không cần gọi là cha nữa. Tự khi có trí nhớ, tới nay, nàng cùng với vụ thân sống nương tựa lẫn nhau, vội vàng kiếm lấy manh áo cơm. Vụ thân chỉ nuôi công giáo, cũng không có cùng người nàng giải thích ý nghĩa của cha mẹ. Giờ nghe có người nhắc, nàng còn tưởng rằng kia chỉ là một lời xưng hô đơn thuần. Cho đến khi bị mang vào quần thể, thì chỗ khác lập tức hiện lên, làm cho nàng bắt đầu hiểu được chính mình mới vừa rồi có người nhà và những người khác không giống với mình. Mà dù biết cha mẹ đám tiểu tử kia tuyệt đối sẽ hào hào mà dạy dỗ bọn chúng, nhưng mà đoan mục húc vẫn cảm thấy rất giận bọn chúng không hiểu chuyện con đừng để ý đến bọn chúng nén xuống cảm xúc hắn tỉnh táo mở miệng nhưng thật là không sao Tiêu ngại nghẹn ngào phản bác nàng không muốn nghi vấn phụ thân nàng thích nhất nhưng nàng thật sự là bay sát trước mắt không thể để cho nàng dễ dàng bị thuyết phục như vậy con muốn có cha cũng muốn có nương còn muốn cả ca ca nữa Nghe được nó đem người trong nhà một lần phân phối nhân vật. Đoàn Mộc Húc cố tự trấn định vẻ mặt bắt đầu rạn nứt. Hắn chính là vì cha mới mang con bé về nơi này. Nếu là chờ tới khi có râu ria thì sẽ có biết bao nhiêu phiền toái đây. Mộc Ngài, đến đây. Đoàn Mộc Húc lôi con bé ra rồi ép mình phải dâng cao một nụ cười, khom lưng cùng nó nhìn thẳng. Cha không phải đã nói với con rồi sao? Cha cho con ở đây chẳng khác gì là ân công của con. ân công nó như thế nào thì liền như vậy. hoàng trì cha có thể làm được nhiều chuyện so với cha của bọn họ. còn còn muốn gì nữa chứ? tiểu ngai dừng lại tiếng khóc thút thít, cắn môi nhìn cặp mắt vừa đen lại vừa ôn nhu kia, rồi lại đem lời bạn bè nói. bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo trong lòng so dự bọn họ đều nói cha rất đáng sợ, nhưng nàng tuyệt đối không cảm thấy như vậy, bởi vì cha đối với nàng rất tốt. Còn có nụ cười chỉ đối với nàng có cho nên nàng rất thích phụ thân cũng rất muốn nghe lời của cha nhưng là cha thật sự cùng với những người cha khác không giống một chút nào cả. Cái kia con có thể gọi cha là ân công được không? Linh động nàng hưng vấn đề nghị. Bọn họ chưa nói qua cha không giống ân công, cha cũng nói là mình giống là ân công, như vậy gọi như thế thì có thể chứ? Tiểu ngài còn cho ra mình đã nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn đôi bên, trong lòng đang đắc ý, nhưng đã thấy đoàn mộc húc sắc mặt chợt thay đổi, bỗng nhiên đứng lên. Còn liệt như vậy, không muốn gọi ta là cha sao? Cái gì mà trầm ồn, cái gì mà nội tâm, toàn bộ đều ném lên chín tầng mây. Tính nhẫn nại đã bị trà sáng, hắn chỉ muốn hô lên một tiếng để phẫn nộ. Tốt thôi, tùy còn thích gọi gì thì gọi, ta không quản nữa hắn tức đến xoay người rời đi. Biến cố đột nhiên này đem tiểu ngài sợ hãi, vội vàng níu lấy ống tay áo của cha. Cha không nên tức giận, cha đừng bỏ con mà. Đoàn Mộc Húc cũng không để ý tới con bé, cũng không quay đầu lại nhìn thẳng tắp về phía trước. Cô bé kia người bé, chẳng những không ngăn cản được bước chân của hắn, ngược lại bị lôi đi, không biết nên làm thế nào cho phải, năng sợ đến khóc lớn hơn. Con không muốn hại cha Con không muốn bọn họ nói xấu cha đâu Nước mắt quần quần chảy xuống Làm cho nàng cái gì đều không nhìn thấy Hai tay cơ ôm chặt lấy ống áo của cha không chịu buông Chỉ sợ vừa buông tay Thì cha liền đi mất Nghe ra ý tứ chân chính của con bé Thì đoan mộc húc dừng lại bước chân Quay đầu lại chứng kiến con bé khóc đến nước mắt thê thảm, Đầy cả khuôn mặt nhỏ nhắn Lửa giận lập tức bị dập tắt hơn phần nửa. Hắn rất giận con bé, cũng tức giận chính mình. Từ sau sự kiện kia, cá tính của hắn đã sửa lại rất nhiều, không hề như khi còn bé lộ ra vẻ ương ngạnh, mà là cố gắng hướng tới cha làm chuẩn, học đem ý niệm trong đầu cùng tâm tình giấu vào trong đáy lòng, trở thành một kẻ sâu xa khó hiểu, một nam nhân trưởng thành. Hắn tiến bộ rất nhiều mà ngay cả nương đều nói là không thể nhận ra nổi chỉ có con bé này cũng chỉ có bé con này là sẽ làm cho hắn thất thố kích động đem hắn trở lại thành một đứa bé như vừa rồi hắn còn tưởng rằng con bé là bị châm ngòi đến công cần cha này kết quả là nó hóa ra đã bảo vệ hắn còn không cho hắn bởi vì sự tồn tại của nó mà bị người ta chỉ trích cảm động Ai nấy cùng với sự phẫn nộ đan xen thành tâm tình phức tạp dị mặt không kiêu ngạo hắn không biết được nên phải dùng thái độ gì để đối mặt đành phải kiên nhẫn che giấu hết thầy đừng khóc nữa hắn nói nhỏ tiểu ngài lập tức nghe lời mà im lặng nước mắt đã ngừng lại tuy vẫn còn vài tiếng ức sụt sùi thút thít toát ra từ cổ họng một đôi mắt to đáng thương nhìn về phía cha cho dù là con sắt lại buồn mực ở trong lòng cũng bị bộ dạng của con bé này hoàn toàn dập tắt đoàn mộc húc nhìn qua cùng với gương mặt kia trong trí nhớ cực kỳ tương tự hắn ít hỏi ở trước mặt mọi người biểu hiện ra hỉ nộ chỉ có cùng với cô bé này ở cùng một chỗ mới có thể bỏ mặc chính mình toát ra vẻ ảo não lại vừa buồn cười một vẻ mặt bất đắc dĩ kỳ thật hắn đã từng muốn buông tha cho nhà đầu này con bé này rõ ràng cùng với người ấy bộ dạng giống nhau như vậy cá tính nhưng lại hoàn toàn khác người ấy ít nói đến cả ngày đều không lên tiếng còn con bé này lại như con chim sẻ nhỏ ríu rít cái gì cũng đều muốn hỏi cái gì đều giấu không được khóc thì liền khóc đùa thì liền cười làm hắn cũng bị ảnh hưởng hắn tin tưởng theo địa vị nhà đoan mộc xa cộng thêm cá tính cô bé này rất dễ dàng cùng người ta gần gũi muốn tìm nhà nào tốt hộ thu dưỡng, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Hắn cũng có thể tìm được người khác cho là thích hợp, không cần lại bởi vì cô bé này khiến cho tầm phền ý loạn nữa. Nhưng khi nhìn thấy con bé ngoan ngoãn, ngồi ở đằng kia, mở to đôi mắt tròn vo nhìn về phía hắn, bộ dạng kia lại cực kỳ giống người ấy lúc nhỏ, làm cho hắn đã quên bị nhà đầu này hành hạ cực khổ như thế nào không ngừng ăn ủi chính mình, chỉ cần hắn dụng tâm hơn, càng cố gắng hơn, nhất định có thể đem nhà đầu này thành một người khác. Nhưng vì cái gì, hắn sẽ cảm thấy một ngày nào đó, tự hồ xa không thể chạm vào đây. Tức, rất tức, đoàn mục húc, hay không có biện pháp nào đối mặt với gương mặt kia, hùng áp quyết tâm, vẻ mặt giãn ra một chút, còn người ôm lấy nhà đầu này lên. Về nhà hôm nay đã đủ rồi tha cho con bé một mạng vậy tiểu ngài nín khóc mỉm cười làm nũng tựa ở đầu vai của cha cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn cha cha có thể ỉ lại tràn đầy cảm giác an toàn làm cho nàng đã quên tất cả những gì không vui tiểu ngài sẽ đem người tâm tình hòa tan ngọt ngọt tại ở một chỗ mà gọi tiếng cha sung sướng hưởng thụ có người che chở nàng mà cũng không biết đây đối với một thiếu niên mới 12 tuổi là bao nhiêu gánh nặng. Cánh tay còn chưa đủ mạnh, Đoàn mộc húc cơ hồ là ngước lên người mà thừa nhận trọng lượng của cô bé này, gắng làm mới có thể làm cho nó ăn ổn mà ngồi xuống, không bị trượt. Hắn cố gắng gượng, chống đỡ, khuôn mặt tuấn tú bởi vậy mà đỏ bừng lên. Làm gì vậy? Sớm như vậy ngoan ngoãn thì không tốt sao? Đoàn mộc húc ở trong lòng nghĩ, khóe miệng lại bị lời kêu ngọt kia mà dụ dỗ. Khi đó lần thứ nhất của bé nước mắt ròng ròng, kể ra hắn cũng không như những người cha khác. Cha bọn họ sẽ để cho con mình ngồi ở trên cánh tay ôm về nhà. Rồi từ khi nào hắn hàng ngày đến trường đưa đón, khiến con bé vui vẻ, đồng thời cũng là thời khắc hắn thống khổ nhất. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có một chút oán hận nào, mà kệ mệt mỏi cũng muốn gắng mạnh lên để ôm con bé đi hết quãng đường này. Bởi vì vấn đề này không chỉ là mặt mũi, mà là muốn chứng minh cho nó thấy mình là một vụ thân tốt, đáng giá để an tâm mà tin cậy. Hắn cũng đã làm được những thứ này, mà nó còn không muốn nhận hắn làm cha sao. Đoàn một Húc nghĩ đến cô bé vừa rồi, rõ ràng là tha rằng lựa chọn gọi hắn là ân công, làm cho hắn thật vất vả mới dẹp loạn được lửa giận những nghĩ tới lại bắt đầu rục rịch cậu có gì mặc dù kia trải qua có một chút hung ác nhưng tiểu ngài vẫn mặt mày hớn hở vừa mới nói không có gì thì lập tức vừa nóng mà kêu lên cha cha tâm tư đơn thuần của nàng không phải là nịnh nọt cũng không phải là đền bù cái gì nàng chỉ muốn là kêu cha quan hệ chặt chẽ cùng thân mật làm cho nàng cảm giác thật là hạnh phúc. Thật là ẩm ý. Đoàn Mộc Húc nhẹ nhàng kiên trách, không muốn thừa nhận mình bị nó làm cho lăng lăng. Biết rõ, hắn gọi cha là có nhiều ca thụng đi. Cha người khác là tâm huyết dâng trào mới có thể ôm con về nhà. Nhưng hắn lại là thương nàng đau đến tận xương. Ngay cả trên đường đều không bỏ được để cho nàng tự đi. Mặc dù đối với cái cử chỉ này, mình đủ để làm cho người lớn sánh ngang, cảm thấy rất kiêu ngạo. Nhưng đoàn mộc húc vẫn cảm thấy may mắn, hoàn hảo nó đến nay, vẫn chưa từng cãi nhau, rồi muốn ngồi đầu vai của hắn. Rất hiểu biết làm theo khả năng có thể của hắn, chứ không thì cùng nhau ngã ở trên đường lớn rồi. Vì sao chỉ có cha gọi con là cây ngài cứu chứ? Lầm bầm gọi một hồi, tiểu ngài đột nhiên nghi vấn mà cất tiếng hỏi trước kia nàng không có tên đều bị người ta kêu là muội muội tới đây giúp cha nàng lấy tên rồi tất cả sau đó mọi người đều gọi nàng là tiểu ngài nếu không thì chính là đoan mộc ngài cả tên họ đều gọi cũng chỉ có cha nàng sẽ gọi nàng là cây ngài cứu không tốt nó thói xấu lại nữa rồi đoan mộc húc nụ cười tu lại sẵn sàng mở trận địa đón quân địch như vậy con mới biết được chả là đang gọi con. Hắn lời ít mà ý nhiều, không để cho con bé tiếp tục truy vấn. Chỉ là vậy đối với suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh của con bé, một chút tác dụng cũng không có. Nàng lơ đánh nói, rồi lập tức cải biên đề tài. Con có thể không cần phải đi học trường tư không? Bọn họ thật là xấu, đều kỳ dễ con, con không thích đâu. Không được. Lần này trả lời ngắn hơn, chỉ có đơn giản hai chữ. Nhưng mà cha cũng không có đi mà Nàng lập tức chỉ ra điểm đáng ngờ Cha có lão sư riêng Vừa thừa nhận trọng lượng của con bé Lại vừa trả lời vấn đề của nó Đoàn mục húc đã có điểm lực bất tòng tâm Sắc mặt càng ngày càng khó coi Do nương tự mở trường tư Ở trong thôn xóm đã nhiều năm Khi con bé Hắn từng tại đó học qua một khóa Nhưng không đến 10 ngày Đã bước ba lão sư rời đi chỉ trách hắn thiền tư quá thông minh. Những lão sư kia đều bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được, hổ thẹn mà rời đi. Ngược lại, làm hại tất cả mọi người không có lớp học, làm cho những đứa trẻ trong thôn không được học. Mẫu thần rốt cuộc, hết hy vọng, đành phải tới tới kinh thành mới đến lão sư kiến thức uyên bác để dạy hắn. Lúc này mới có thể làm cho trường tư tiếp tục vận hành. Vậy thì con cũng muốn có lão sư riêng dạy như cha vậy. Tiểu ngài mới không dễ dàng bị đánh bại như vậy Còn nghe không hiểu sao Chê cười Con bé ngày càng ngày chữ viết thiếu nét Nó làm sao có thể cùng hắn Ngồi cùng bàn đây Cái nguyên nhân này hắn cùng cô bé đã giải thích Qua trăm ngàn lần rồi Nhưng đúng là con không biết chữ Nhưng cha không phải nói là Chỉ cần chăm chỉ học vẽ là được sao Vậy thì nếu như con Nghe không hiểu được Có phải chịu học liền hiểu sao vì muốn tranh thủ thêm một chút thời gian ở bên cạnh cha, tiểu ngài liều mình dùng đến lý do muốn thuyết phục cha mình. Chính là lại vấn đề lài nhài này hỏi hắn, làm hắn muốn dứt khoát, thoát khỏi mục tiêu. Đoàn hụt Húc cắn răng không còn sức lực, giống to, hàm răng hét đầy hai chữ. Im miệng. Nghe ra cha rất mất hứng nên tiểu ngại biểu môi. Thần phụ cái gì cũng tốt, cũng chỉ có thường khi nói nàng không được nói chuyện, điểm này thì nàng không thích cho lắm. Nhưng bà nội nói có vấn đề gì, lên hỏi, rất tốt, như vậy mà có thể học được nhiều. Nghĩ đến có người ủng hộ thì cả tính lạc quan vui vẻ khó có được, yên tĩnh mà duy trì một lát. Vì cái gì mà xa xa, Cùng cha giống như vậy chứ. Nàng lại khách quật lên một vấn đề khác. Mặc dù xa xa thoạt nhìn mới giống cha, nhưng nàng cũng chỉ biết tình nguyện phải gọi tiểu thân phụ này là cha của mình, bởi vì bởi vì đó là cha của cha. còn bé cứ chốc chốc lại hỏi, làm cho đoan Mộc Húc vừa tức lại vừa mệt mỏi. nó có thể không nói được không? vậy chúng ta bộ dạng không giống, nhưng cha lại là cha con, có phải là rất kỳ quái hay không? cẩn trường, bởi vì đèn nén xuống lửa giận mà khẽ co rúm. Đoàn Mộc Húc bắt đầu nghiêm túc cân nhắc nên đem đứa con này trực tiếp ném thẳng vào một bên ruộng, miễn cho nó bước đến hỏng mất phòng tuyến, khiến cho mục tiêu trở thành nam nhân thành thục càng ngày càng xa. Hay là con gọi cha là ca ca thì tốt rồi. Cái tiểu ngô ngốc này, con rất không biết sống chết nhắc lại chuyện cũ. Hơn nữa còn là không chuyện bao lâu vừa mới khiến cho hắn sóng to gió lớn nữa. Tức giận cả bộc phát, đoàn một húc bưng tay mất đi chống đỡ cô bé kia lập tức dọc theo thân thể hắn mà trượt xuống hắn còn muốn lấy tay đẩy nó ra nổi giận đùng đùng tự mình đi lên phía trước tiểu ngài lúc này mới ý thức được mình đã gây họa vội vội vàng vàng đuổi theo cha thực là xin lỗi không nên tức giận mà bắp chân ngắn ngủi chạy đi chạy lại mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp theo cha cha đi nhanh khiến nàng đuổi đến thở hồng hộc cái gì cũng không làm, ta mặc kệ. Đoàn Mộc Húc rống giận, hạ quyết tâm lần này tuyệt sẽ không tha thứ cho nhà đầu này. Nếu là Đoàn Mộc Húc biết rõ quanh mình có người đánh chết hắn cũng khó có khả năng làm ra lại hành vi ngây thơ như thế này. Hết lần này tới lần khác, bọn họ đi qua chính là ruộng bóc cài chờ thu hoạch. Người ở bên trong căn bàn là không nhìn thấy, nhất thời không mắt bè hắn cơ như vậy một trước một sao trên đường truy đuổi hướng vào biệt viện chạy đi. Người trong thôn len lén thăm dò, chứng kiến tiểu thiếu gia tâm cao khí ngạo, khó có được ở trước mặt mọi người trình diễn một loại hình ảnh vô tư đáng yêu mà lộ ra một nụ cười vui mừng. Kể từ khi bọn họ ở thôn tới nay, đã lâu lắm rồi, bọn họ mới trông thấy tiểu thiếu gia có sức sống như vậy. Như thế này mới đúng là một đứa trẻ tiểu cô đương này thật là được lắm. Xa xa nhìn thấy bọn họ, ngay cả bước vào trong cửa nhà vẫn còn giận dỗi. Người trong thôn cười đến càng vui vẻ. Đối với cha và con gái này, có thể mang đến bao nhiêu niềm vui là đề tài nói chuyện không hết. Tiểu tiểu gia mười phần khí thế, tiểu ngài cô nương hoạt bát cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Ai thắng ai thua, lên mỏi mắt mà mong chờ đây khi tiểu ngài đã hoàn toàn quen thuộc với hoàn cảnh mới cùng cuộc sống này mới biết nàng ở đây thể ra tiểu phụ thân của nàng cũng sẽ không vĩnh viễn ở cùng với nàng đường ra đoàn mộc phù chính là gia gia của nàng đoàn mộc bách nhân mặc dù mang theo thư tử cứ ở thôn nhỏ này nhưng thân là con trai của tể tướng tiền nhiệm kỳ thật là vốn có sản nghiệp cùng quyền thế giao thiệp hoàn toàn vượt quá khả năng tưởng tượng của người dân trong thôn này mà người thừa kế duy nhất là đoàn mộc húc lại càng từ nhỏ liền đem kinh sử thành nhà thứ hai một mặt do quản lý gia nghiệp học tập từ sách không đủ kinh nghiệm một mặt cũng là vì gắn bó với các vương công quý tộc quen biết với nhà họ đoàn mộc hắn một năm ít nhất sẽ đi lên kinh thành hai chuyến mà mỗi lần đi cơ hồ một tháng mới có thể trở lại khi nghĩa tỷ của đoàn mộc lập gia đình rời đi sau nơi hắn nhất định phải tới. Đã thêm một vị giám thị, xem như là người đó có đối xử tốt với người ấy hay không. Hắn lại tới đó, ở nửa tháng hoặc 10 ngày. Kể từ đó, hắn ở nhà thời gian càng ngày càng ít. Người trong thôn đối với việc lần này đã sớm tập mãi thành khói quen. Còn hắn đối với trẻ trong nhà đã sớm ra giang hồ độc lộc sống, cùng cảm thấy tán thưởng không thôi. Nhưng lần đầu tiên cùng hắn tách ra, tiểu ngài lại có có một chút không quen. Nàng không hiểu cha cánh vác lấy trách nhiệm gì, cũng không hiểu được đoan mộc xa, thù dưỡng dưỡng nữ, làm việc may mắn như cỡ nào. Nàng chỉ biết là thiếu phụ thân làm bạn nàng rất tịch mịch nha. Buổi chiều nay, tiểu ngài từ trường trở lại, chán ghét đến chết ở trong phòng lăn tới lăn lôi. Lắc lắc lại đi tới chạy viện, nàng dừng bước chân lại do so dự mở cửa tham dò nhìn lén vào bên trong. Một cô gái diện mạo xinh đẹp đứng ở bên ngoài, đang bề bồn đem dược thảo trong ngực, từng thứ từng thứ để vào trong tủ thuốc. Cửa sổ ánh nắng xuyên qua người, mặc bạch ý đó tạo ra một phòng sáng, cùng bốn phía có tủ thuốc cao ngất, tối tối lại có sự an tĩnh, an bình. Phẳng phát chỉ cần vào gian phòng này, tâm trạng táo bạo, tâm cũng sẽ an ủi nhiều phát giác có người đến. Hàn Lạc quay đầu lại, trông thấy là cô bé, thì thản nhiên cười rồi hướng tới nhát đầu mà vẫy tay. Tiểu Ngài à, mau vào đi. Mặc dù đây chỉ là một lời bình thường, thế nhưng hoàn toàn là vẻ mặt bao dung cùng với vẻ ấm áp, khiến cho Tiểu Ngài tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, mà sung sướng mở cửa đi vào. Bà nội, Hàn Lạc nụ cười cứng đờ trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay là nên cười nữa. Nàng nghĩ bất quá cũng mới 30, trong cuộc sống đang rực rỡ, lại bởi vì con trai không giống người thường, kiên trì hại nàng bị lên cấp trở thành cấp tổ mẫu. Sợ làm bị thương tâm tư nhỏ bé của tiểu ngày, nàng kháng nghị cùng ơi oán hận chỉ nhằm vào con trai. Hết lần này tới lần khác, cả tính của con trai tùy tâm sở dục cùng với trưởng phu giống nhau như đúc một khi quyết định chuyện gì cho dù là hoàng đế ra mặt cũng không thể cứu vãn chống lại không có hiệu quả nàng chỉ có thể an ủi rằng mình đã quen rồi mà thôi vấn đề là cho dù nghe nhiều hơn nữa nhưng nàng cũng chỉ có thể khó mà thản nhiên tiếp nhận không được nếu là cứ tiếp tục như vậy nàng bị gọi là già là một chuyện nhỏ mà quan niệm của tiểu ngài sẽ sinh ra thác loạn mới là vấn đề mấu chốt lớn nhất hạ quyết tâm. Hàn Lạc mặc kệ con trai tức giận, tất cả đều xóa đi, xuống thang rồi đi vào trước mặt Tiểu Ngài, mỉm cười nói. Tiểu Ngài à, chúng ta thương lượng một chút nhé, chỉ cần Húc Nhi không có bên cạnh, con liền kêu ca là nương đi, để cho ta làm nương của con, con có chịu không? Tiểu Ngài ngạc nhiên mừng rỡ, mở to đôi mắt, không thể tin được mình đã nghe thế gì. Nàng có mẹ sao? nàng có thể không cần phải gọi là bà nội sao? Nhưng nàng nàng vui sướng vừa mới hiện ra, thì cái đầu nhỏ liền lập tức nổi lên khuôn mặt của cha nhỏ tức giận. Còn mắt phát ra ánh sáng hạnh phúc, lập tức lại ảm đạm xuống. Không được, cha nói là phải kêu là bà nội. Nàng cắn môi dãy dụ quyết định. Không sao đâu, không cần phải cho nó biết là được rồi. Còn không muốn có nương nương hay sao? Hàn Lạc lại càng ôn nhu cười nói hấp dẫn. Cô ý nói, mà cho dù con bé kia chỉ gọi nàng là bà nội, nàng cũng chỉ biết sẽ rất thương cô bé mà thôi. Nương sẽ giúp con trải đầu, sẽ dẫn con đi làm quen với Thảo Dược. Con còn có thể ngồi ở trên đùi để người ta kể chuyện nữa đấy. Khát vọng có được tình thương của mẹ khiến tiểu ngài vừa nghe được thổn thức không thôi. Đứa nhỏ yếu ớt lên không chịu nổi kháng cự bị lời nói rất hay của hàn lạc đánh tan hình ảnh kia nhưng con mắt lại nhớ ra rồi lại ản đạn tiếp có thật vậy không người sẽ không nói với cha chứ cho dù là tim đã rất muốn nhảy nhót nhưng nàng rất sợ thân phụ sẽ tức giận không để ý tới nàng nàng cũng không dám dễ dàng đáp ứng như thế thật sự mà đây sẽ là bí mật của chúng ta hàn lạc đối với cô bé này nháy nháy mắt mấy cái, kiên định hứa hẹn rồi phất nhẹ đi sự bất an của con bé. "Nương à." Mừng rỡ trong nháy mắt trên gương mặt khả ái kia, tiểu ngài không thể chờ đợi được vì tới ở phía nàng, rồi đem Hàn Lạc ôm chặt lấy. "Ngoan." Đã thật lâu không có một tiểu cô nương gọi mà làm nũng như vậy, Hàn Lạc cảm động, tay ở trên lưng của con bé vỗ nhẹ. Hỗn hợp có vị thảo dược hương thơm nhàn nhạt, nhạt cùng xúc cảm mềm mại chen chút đây là cái mà phụ thân không thể cho được tiểu ngài biết mình thích nhất là phụ thân nhưng hoài bão muốn cố mẹ cũng làm cho nàng sung sướng vậy thì ra ra phải làm sao bây giờ nhớ lại còn có một người không biết nên cho địa vị như thế nào tiểu ngài ở trên gương mặt cười buồn trầu thay thế Hẳn là còn chưa mở miệng thì lại có một thân ảnh mang theo giọng mỉa mai lạnh nhạt trả lời vấn đề này. Ta không ngại, con không cần gọi ta như vậy cũng không có quan hệ. Tiểu ngài quay đầu lại, thấy người trong miệng bị gọi là Gia Gia, đoàn mộc bách nhân đang bước vào phòng thuốc. Phát giác, tầm mắt của Gia Gia yên lặng, dừng lại ở vòng tay của Hàn Lạc, nàng vội vàng lùi ra về phía sau một bước dài. Mặc dù Gia Gia cùng cha, bộ dạng rất rất giống nhau. Trên mặt luôn mang theo nụ cười Cho tới bây giờ không có mắng qua nàng Nhưng không biết vì cái gì Nàng chính là dễ sợ Hơn nữa kỳ quái chính là đôi khi Người này không cần lên tiếng Nàng cũng biết là Gia Gia đang suy nghĩ gì Giống như là bây giờ Gia Gia chính là mất hứng Khi nàng chiếm đặt nương Hy vọng nàng cách xa một chút Tiểu quỷ này thật là cơ chế Đoàn mộc bắt nhân mỉm cười Hài lòng rồi tu tầm mắt trở về cùng con trai rất giống. Ngoài hình tuy có tuấn mỹ, nhưng khí thế lại thâm trầm. Khỏe môi luôn tự nhích lên, làm cho người ta nhìn không thấu được suy nghĩ chân thật cùng hỉ nộ của hắn. Dù không cần ngôn ngữ, cũng có thể dùng ánh mắt đạt tới mục đích mà hắn muốn. Chẳng làm gì mà dọa con bé thế. Hàn lạc sẵn sòng, đưa tay lên đem tiểu ngài kéo về bên cạnh mà nhu cười trấn an. Chỉ cần chị Húc không có ở đây Con liền kêu là cha Cha cùng với nương cùng yêu thương con mà Tiểu ngày trộm do xét đoan mộc bách nhân một cái Vừa vặn chống lại ánh mắt Kiều mị ngạo nghĩ Muốn gọi trong cổ họng lại nuốt trở vào Dạ vâng Nàng mà dù gật đầu Nhưng không có lập tức gọi cha Phản ứng xem tâm tư người khác của con bé Biểu lộ không sót Hàn lạc đương nhiên biết rõ Nàng lối bước chính là nguyên nhân Nàng xoay người nhìn về phía trưởng vô Nó chỉ là hài tử Chẳng không thể đối mặt với nó ôn hòa một chút hay sao Ta vẻ mặt rất là ôn hòa mà Đoàn mộc bách nhân hư khẽ một tiếng Là do thế tử có ý trấn an Lại không để lại dấu vết Mà đem cái tiểu vương bận kia đẩy ra chiếm hữu ôm lấy hàn lạc Chàng căn bản chính là nụ cười quỷ quyệt gian tà thì có Hàn lạc không biết nên khóc hay là nên cười sợ tiểu ngái nghe được sẽ cho là chồng nàng không thích nó nàng tận lực nói nhỏ chàng nghĩ rằng thiếp không biết sao chàng không muốn tiếp nhận con bé vẫn là đối với con bé phát ra tín hiệu lãnh đạm người sống chớ lại gần nó làm sao có thể chủ động cân trang được chứ nàng cùng ta vốn là không liên quan đoàn mộc bách nhân thẳng thắn thừa nhận bộc trực vẫn ôm dung cười Hán tuyệt không có cảm giác mình là có lỗi lầm gì cả Tiểu tử kia, thích thì nhặt mấy cô bé, đều kệ nó đi. Ta không phản bối, nhưng đừng hy vọng ta sẽ tốn tâm tư cùng nó chơi trò chơi này. Hàn Lạc nuôi cáo, đẩy chồng ra. Có nhớ không hả? À? Nếu không phải là một câu nói của chàng, Húc Nhi làm sao có thể có ý niệm kỳ quái này chứ? Từ nhỏ, nàng liền cổ động nó có ý độc chiếm, lợi dụng nó cho cùng với tiểu thảo nhìn lam lam. Khi nó hy vọng tan biến, chàng lại ám hiệu nói chàng thân là người làm phụ, có thể khống chế được cuộc sống của con gái. Chàng làm sao có thể nói sự xuất hiện của nha đầu này là không liên quan tới chàng chứ? Nàng thật là không hiểu nên là tức con trai hay là tức trưởng vô đây. Tiêu Thào là nàng hơn 20 năm về trước, lúc vừa mới đến tồn này là nhặt được cô nhi này. Khi Húc Nhi chưa sinh ra, đã được bọn họ thu dưỡng làm dưỡng nữ, đổi tên là Đoan Mộc Thù Du nhưng người nhà thì vẫn là dùng nhũ xanh. Húc Nhi rất thích nghĩa tỷ này. Sau khi lớn lên, muốn cùng tỷ kết hôn, lấy nàng, làm theo lời nói trên bờ môi. Kết quả sau hai năm trước, bị một trình rào kim đột nhiên xuất hiện mà đoạt đi. Nàng còn tưởng rằng trượng phu thông minh, tài trí, tuyệt đối có thể đem vẫn nộ cùng công cam lòng của con trai mà trấn ăn xuống. Không nghĩ tới, trải qua bao trượng, phù chỉ là chỉ điểm sai lầm con trai lại theo hình thức họ thu tiểu thảo tìm tới tiểu cô nương này một lòng muốn đào tạo đoàn mộc thủ du thuộc về nó để đền bù cho nghĩa tỷ bị người khác đoạt đi rõ ràng là mỗi người luôn khác nhau lại cứ như vậy cứng rắn đem hình ảnh của một người khác cố gắng ép ở trên người cô bé đây không phải là quá tàn nhẫn hay sao nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu bị thành thế thân hàng lăng đã cảm thấy tim rất đau hạ quyết tâm về bảo vệ cho tiểu cô nương vô tội này bên dọa cái tên cây ngài cứu ẩn trong đó là huyền cơ nàng kiên trì gọi con bé là tiểu ngài và nàng tận lực dặn dò cho hạ nhân trong nhà nô bộc đều tránh cho đối với tiểu ngài nhắc lại chuyện cũ tiểu ngài chỉ biết là có một nghĩa tỷ được cả đi chưa từng gặp mặt cũng không hiểu được mình tới đây để làm một tiểu thảo thứ hai kia âm lợn tuy hơi lớn dẫn đến người đang tò mò nhìn quanh bốn phía là tiểu ngài bị kéo trở lại tâm thần nhìn một chút hàn lạc lại nhìn một chút đoàn mộc bách nhân còn mắt vòng tới vòng lui cuối cùng rơi vào gương mặt tuấn Mỹ không có rời đi nàng thật nhớ cha đó phụ thần nói chỉ cần nàng ngoan ngoãn thì cha có sẽ mau mau trở lại cho nên nàng cũng sẽ không cùng bạn học cây khổ nữa cũng sẽ rất nghiêm túc nghe lão sư học nhưng vì cái gì cha còn không mau trở lại đây. Rõ ràng là đối với nam nhân trước mắt này tránh không kịp. Tiểu ngài lặng bởi vì quá mức tưởng niệm, chỉ có thể tham luyến không ngừng nhìn trộm người này một cái. Để hình dung khuôn mặt tương tự kia, coi như đi đỡ sự cô đơn ở trong lòng mình. Phát giác được hành vi này của cô bé, đoàn mộc bách nhân không đem bức lui mà tùy ý cho con bé xem đủ. Bởi vì trấn an thê tử mới là quan trọng hơn nàng nên hiểu ta không quan tâm bất luận là kẻ nào hắn tức giận một lần nữa ôm vợ vào trong lòng dùng một giọng nói ôn thuần thì thầm tại bên tai nàng kẽ cười nói ở trên đời này duy nhất có cái thể làm cho hắn cần đó chính là thê tử vì nàng mà kè với vạn vật luôn luôn cao ngạo như hắn can tâm vì nàng mà bỏ qua kiêu ngạo suy ngã độc tôn tới nơi này ẩn cư cùng nàng trải qua cuộc sống không tranh quyền thế. Hắn cũng quý tiểu thảo, bởi vì vợ đem con bé coi như là chính sinh mệnh, nên hắn mới có thể yêu ai thì yêu cả đường đi. Về phần cái con trai lại cho mình sớm trở thành trường thành kia. Xin tha thứ cho hắn máu lạnh. Đối với tiểu tử kia, hắn thực không có biện pháp nào tuân ra tình yêu phụ tử. Thay vì nói hai cha có bọn họ tình cảm ít, chẳng nói ra bọn họ giống như là bị lão tiên gia không cẩn thận Bày hai mãnh thú ở cùng một nơi rằng có khiêu chiến là cách thức trùng đụng của hai người này mà đem con trai tâm trí cao khí ngạo nghĩ trêu trọc cho đến giờ nổi giận chính là niềm vui lớn lao trong cuộc sống của hắn hàn lạc mắt đỏ trừng hắn bị hắn nói nhỏ khiến cho vừa ngọt lại vừa giận hắn ngay cả cái này cũng có bản lãnh cả đời làm cho người ta tức cũng chỉ có thể nói thẳng ra là ta chỉ để ý đến nàng. Cái này là hạnh phúc của một thê tử. Hết lần này tới lần khác, nàng chính là hiểu hắn. Biết rõ hắn muốn thừa nhận nàng là nhược điểm của hắn. Đối với người tự cao tự vụ như hắn là bao nhiêu khó khăn. Cái ngày không sợ chết đứng sao? Hàn Lam rất muốn tiếp tục nghiêm mặt, nhưng tim đã sớm mềm hóa, làm cho nàng thành liếc mắt đưa tình. Thật là cái ngày không sợ chết đứng mà. Đoàn mộc bách nhân cười nhẹ, sủng môi như có như không, vớt nhẹ qua vành tay của nàng. Đừng như vậy mà. Sợ bị tiểu ngài trông thấy một cái gì không nên, bị trêu trọng toàn thân mềm yếu, hàn lạc vội vàng đẩy chồng ra, rồi kéo về chủ đề, bị hắn kéo xa. Đối tốt với con bé một chút, cho dù không có biện pháp như thế đối với tiểu thảo thương nó, nhưng ít nhất bớt phóng ra khí thế của chàng, đáp ứng thiếp đi mà không phải là van xin mà là yêu cầu. Trong thiên hạ cũng chỉ có nàng dám đối với hắn nói chuyện như vậy. Đoàn mộc bách nhân nhíu mi, nhìn như hắn không vui. Khi thật con người đen ở chỗ sâu nhất, chỉ có tràn đầy sự sủng ái. Ai kêu hắn là yêu nàng vô bờ bến đây, không muốn làm phụ thân nhà sau, Lại chỉ ở nhà mở sát tiệm thuốc chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Đem người trong tôn toàn bộ trở thành người nhà của mình. Hiện tại, lại thêm vào một tiểu nữ oa, không quen không biết này làm hại hắn vĩnh viễn đều không thể độc chiếm lòng nàng. đời rồi giống như nàng nói, không hơn. hắn cũng không phải là chán ghét tiểu cô nương không tạo thành uy hiếp này, mà là khi tranh đoạt tiểu thảo, hắn nhờ vào địa vị của phụ thân thắng được con trai một lần. nếu là lần này, hắn lại tham gia quá nhiều thì sợ sẽ không nói được. đoàn mộc bất nhân ngó qua hướng tiểu ngài mặc dù không cười, nhưng trong mắt có ý nói. Đến gần đây, cần thêm một chút cho ta nhìn thấy. Một bên tiểu ngài hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng ánh mắt kia lại làm cho nàng chú ý. Cách tình yêu còn rất xa, nàng chỉ cảm thấy hình ảnh đó làm cho nàng không chớp mắt. Ai ngờ lại đột nhiên chống lại ánh mắt của đoan mộc nhân, làm cho nàng sợ hết cả hồn. trợ giác của nàng nói muốn cúi đầu xuống lại phát hiện ra ra có điểm không giống động tác của nàng dừng lại nhìn qua ánh mắt trần đầy hoang mang tiểu ngài à con gọi cha đi hàng lăng cười ở bên kích lệ trưởng phu nguyện ý nhượng bộ làm cho nàng thật là cao hứng tiểu ngài trừ trừ cắn môi trước đây nàng nghĩ tới có nhiều lần trong sắc mộng hoàn mỹ an bài hôm nay trở thành sự thật nàng có cha cũng có mẹ hơn nữa còn các bạn thích hợp cùng nàng vui vẻ, nhưng thoáng một chút lại cảm thấy không có một chút nào vui vẻ như vậy. Bởi vì tiểu phụ thân nàng thích nhất không có ở đây. Mặc dù cha sẽ hung nàng, nói nàng không để ý tới nàng, nàng vẫn tương đối thích hắn là cha. Thích được cha ôm vào trong ngực, cho dù hai người bọn họ bộ dạng dù thế nào cũng không giống nhau. Chỉ có khi cha không có ở đây thôi. Tiểu ngài về mặt nghiêm túc thanh minh, tìm đã hoàn toàn hướng tiêm đoan mộc húc nàng mới có dễ dàng phản bội như vậy nói giống như là hắn cầu xin con bé đoàn mộc bách nhân nhíu mày cái gì cũng còn chưa kịp nói thì ánh mắt cầu khẩn của thê tử đã bắn tới làm cho hắn vừa bực mình lại vừa buồn cười nữa nhớ hắn đoàn mộc nhất nhân này là người sao hắn mới kinh thường cùng một tiểu nữ ao oa à này xoa đo chỉ là con mắt thần túy xẹt qua một cái đã nhận ra ánh mắt quỷ mị. Dương nữ không ngoan là tội lỗi của kẻ làm cha. Đời nhóc nhà mình còn nhỏ tuổi, đã muốn làm cha, nên vì thế sẽ phải trả giá thật là lớn. Món nợ này, hắn sẽ nhớ thật kỹ. Không thành vấn đề. Đoàn mộc bách nhân hào phóng đáp ứng, không làm cho thế tử phát hiện. Đáy mắt của hắn mơ đồ, chấp động một cái quỷ quyệt đầy vui vẻ. Cha! Cha! Tiểu ngại lúc này mới lộ ra một nét mặt tươi cười. Tùy ít ôm nhiều nhiệt tình, tặng kèm theo một cái cười ngọt ngào, cùng tiếng làm nũng kéo dài, đều thể hiện nàng tràn đầy thành ý. Tiểu ngại cũng không hiểu được, lúc này mình trẻ người non xạ, lại bởi vì một câu nói kia của nàng, sẽ gây ra mầm họa cho tiểu phụ thân. Đoàn mộc bách nhân người nào không chọc được. Rời nhà hơn nửa tháng, đoàn mộc húc trở lại nhà, đang muốn xuống ngựa, thì vừa mới xuống đất một cái, chân khác đã đạp tại chân, tiểu ngoại kích động đã hướng tới hắn mà vọt tới. Phản ứng không kịp, hắn cứ như vậy mà trước mặt bao người, bị con của mình bổ nhào nằm ngựa ở trên mặt đất. Toàn bộ người của đoan mục bách nhân xuất thủ tương trợ bọn họ mới không bị con ngựa kinh hoàng dẫm lên hắn. Hắn cái gì cũng không nói, nhưng chỉ nhíu mi cười liếc, làm đủ cho đoan mục húc tức giận đến nghiến răng đã bị chào đón nhiệt tình như thế. Đoàn một khúc căn bản sẽ không hoài nghi thân phận của cha mình đã bị dao động. Đối với kiểu lén lút quyền bảo kia, hắn cũng không biết một chút nào. Kế tiếp vài ngày, Tiểu ngày càng là thể hiện nó hoàn toàn là trung trinh. Ngoại trừ khi học từ sáng đến tối, liên tục nhắm mắt theo đuôi hắn. Trình độ quấn dính chỉ kém chứ không có trực tiếp dính tại trên lưng hắn, mà ngay cả buổi tối lúc đi ngủ hắn phải mang đoạn tiệp quan hệ ra, tiếp tục uy hiếp, mới làm cho con bé bất đắc dĩ trở về phòng của nó. Sáng sớm hôm sau, chỉ cần hắn mở cửa ra, liền gặp được gương mặt xem ra đã không thể chờ đợi được, hướng về phía hắn mà cười. Nếu không phải hắn xác định, nó sẽ không lừa gạt hắn. Hắn cơ hồ muốn nghĩ chắc chắn là cả đêm, nó đã canh giữ ở cửa phòng của hắn rồi. Kìa một hồi bất kể là đoàn mộc phủ hay là trong thôn, Đều thường xuyên có thể nghe được tiếng hắn Gầm to mà rống thét Đem hình tượng trầm ồn thật vất vả thành lập Hoàn toàn bị phá hủy Nhưng mặc dù hắn nhìn như bị quấn đến bực bội hỏng mất Kỳ thực là trong đầy, tràn đầy sự mừng vui Có thể làm cho hắn cao hứng Bởi hắn cho tới bây giờ cũng không bởi vì rời nhà Mà nhớ quê hương Hắn cái gì cũng muốn học còn quá nhiều Thứ làm cho hắn mới lạ còn quá nhiều hắn căn bản không có lãng phí thời gian yêu thương vô vị kia. Nhưng mà chuyến này hành trình trở lại, thiếu đi sự vướng víu mọi khi, hắn luôn thỉnh thoảng nhớ tới nữ nhi, khiến hắn phiền lòng. Ngoại trừ sợ nó không có ai làm bạn sẽ tịch mịch mà khóc thút thít, lại có nhiều bất an khiến cho hắn sao động. Lúc trước, hắn chỉ dùng một cái túi bánh bao liên dụ được hắn, nó khăng khăng một mực theo sát hắn, cứ như vậy tiếp nhận hắn, một người không quen biết điều này càng làm cho hắn lo lắng. Mình sẽ bị kẻ nào thừa cơ, chỉ cần có một người đối tốt với nó, cũng sẽ dễ dàng đem phần tân thiết này cùng với tiến nhiệm đem cho người khác. Chỉ sợ đến lúc đó, nó nói không muốn hắn làm cha. Cái lo sợ không yên này làm cho hắn lo lắng không thôi. Trong lòng như có châm lửa, làm cho hắn có thói quen du ngoạn, thành ra một kiểu hành hạ. Thật là đáng giận, hắn là con bé trông mòn mỏi mong hắn trở lại làm sao sẽ biến thành hắn sợ nó chạy theo người ta đây dẫn chính mình bị cái phiền toái nhỏ này chi phối tâm tình ảo não đến cực điểm đem có mắc mớ toàn bộ gạt bỏ qua bên ngoài nếu nó là muốn một người khác hắn mới cầu cũng không được đây sẽ mừng rỡ mà đem củ khoai lang phòng tay này mà chắp tay nhường lại cho người ta hắn có thể đi tìm một tiểu cô nương nhu thuận nghe lời làm nữ nhi miễn cho luôn bị nó làm cho tức giận mặc dù giận dỗi nghĩ như vậy không bị tâm tư khống chế vẫn là lại tâm khảm mọc rễ cứ như vậy mà thúc giục hắn đem chuyện nên làm mà mau chóng xử lý hoàn tất trong thời gian ngắn nhất có thể trở lại cho đến khi nhìn thấy con bé cười chân thành tha thiết vui sướng kia thì mọi nghi hoặc ở trong lòng mới thực sự biến mất mặc dù bà nội đối với con rất tốt nhưng con thích nhất là phụ thân đó. Cho dù hắn phát hiện ra, nàng cùng với cha mẹ cảm giác không giống lúc hắn rời đi. Nhưng câu câu nói này của con bé, bám vào bên tai mà chân thành thổ lộ hết. Mấy tháng sau hắn nhất định phải một lần nữa rời xa nhà, nên đối với con bé tín nhiệm không qua dao động. Bởi vì hắn biết rõ, mà kệ người ngoài cho nhiều yêu thương hơn nữa, cũng sẽ không thể thay thế được vị trí của hắn ở trong lòng con bé kia cuộc sống thuần trang an bình sẽ cho người ta đã quên thời gian. Nhưng mỗi lần rời đi cùng với trở về, có thể nhìn thấy bước đi của năm tháng ẩn vào trong đó. Số tuổi tăng lên, ngoại hình của bọn họ cũng có nhiều cải biến. Cùng với cá tính mà mọi người cứ nghĩ, bọn họ cũng không thể duy trì trò chơi cha con nữa. Nhưng mà hai người này vẫn lại liên tục kéo dài. Theo thời gian tích lũy giữa bọn họ lại càng ràng buộc càng ngày càng sâu mặc kệ đoan mộc húc đi xa bao nhiêu rời đi bao lâu thì vẫn sẽ có một khuôn mặt hé sáng lặng một khuôn mặt tươi cười chờ hắn nghênh đón hắn đem tất cả mệt mỏi của hắn biến đi làm cho hắn có cảm giác mình đã về nhà Kìa đã trở thành một loại nghi thức cần thiết bởi vậy mà lần này đoan mộc húc trở về lại không thấy được người nào nên nhào ra xuất hiện trước mặt làm cho hắn tâm trạng vốn là không được tốt lại càng sương tuyết băng lãnh nhưng mà giờ hắn đã 18 tuổi, đã trưởng thành, không chỉ là bề ngoài mà càng lộ ra vẻ tuấn tú cao ngạo, còn có phần tính tình thâm trầm. Cho dù hắn có bất mãn trong lòng thì khuôn mặt vẫn là lạnh lùng bình tĩnh, làm cho người ta không phát xác ra hắn là đang vui hay là đang buồn. Tiểu thư đâu? Khi tỷ nữ đưa lên khăn mặt, đoàn mộc húc vừa thay đổi sắc mặt vừa lơ đáng theo miệng hỏi. Dạ, tiểu thư lên nuôi hai thuốc ạ à? Tỷ nữ vừa mới vào phủ hơn một năm không hiểu cá tính chủ tử Tự trực tiếp trả lời tình thế Một nô tỷ khác nghe được Muốn ám hiểu đã không kịp Nguyên một đám bị dọa sắc mặt trắng bệch Nghe vậy Đoàn bộc húc trên mặt chưa thay đổi Vẫn là bộ dáng lạnh lùng, lạnh nhạt, ung dung Nhưng cặp mắt lại chuyển thành thâm u Làm cho con mắt hắn càng ngày càng biến sắc Làm cho mọi người có thể nhìn thấu Chỉ có lạnh một cỗ khí lạnh bay lên đem bốn phía đông cứng lại. Tỷ nữ kia còn không phát hiện ra cái gì không đúng, cho nên khi ngừng đầu lên, trông thấy cả mắt của chủ tử liền bị chấn động tại chỗ. Có người đi cùng tiểu thư không? Đoàn mục hút khóe môi khẽ nhếch lên, đem căn thả lại vào trong chậu nước. Không cười thì may, cười một tiếng kia lại càng lộ ra vẻ tuấn dược ngược lại làm cho tỷ nữ ở bên cạnh thở mạnh cũng không dám. Tỷ núi trong thôn cũng không có hiểm trở, cũng không xuất hiện qua thú rũ Nhưng thường thường tiểu thư một mình hái thuốc rất là quen thuộc, căn bản cũng không cần lo lắng. Nhưng những lời này, nàng một chữ cũng không dám nói ra khỏi miệng. Không có. Mở hồ cảm thấy đáp án này cũng không phải là ý chủ tử muốn. Tỷ nữ vẫn phải kiên trì trả lời, bởi vì tình huống này căn bản nàng cũng không dám nói dối thôi đi rõ ràng là dòng điệu nhẹ nhàng nhưng xuất từ miệng của đoàn mộc húc lại làm cho bọn nô độc ở đây mồ hôi lạnh túa ra đều đi xuống đi nghe được câu này bọn họ như trút được cánh nặng vội vàng lui ra ai cũng không có can đảm để hướng lấy cố khí cường đại kia đoàn mộc húc đi ra hành lang không nhanh không chậm bước chân đi vào nội viện rồi thi triển kinh công, lướt trên mái hiên liền biến mất bóng dáng. Nếu là hắn không có theo trong thư, viết sớm nói ngày sẽ trở lại, hắn sao có thể phát hiện ra? Thì ra con bé cũng rất bận rộn, cũng không phải là mỗi ngày đều ngoan ngoãn đợi hắn tại nhà. Nhanh chóng đi vào sân đạo. Bạn Mộc Húc vẻ mặt lạnh lùng, tầm mắt ở giữa rừng xuyên qua lửa giận, cháy lan đến ánh mắt, ngay cả trong bụi cây cũng không bương tha sợ nữ nhi nhàn rỗi nhàm chán cộng thêm trước tiểu thảo tỷ lúc nhỏ cũng hay ở bên cạnh mẫu thân học y cho nên hắn cũng không phản đối mẫu thân đem y thuật truyền thừa cho con bé nhưng để cho nó tự mình vào núi hái thuốc là hắn không cho phép không có xảy ra chuyện không có nghĩa là sẽ không xảy ra chuyện cho dù đối với ngọn núi này lại là quen thuộc ai có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh đây nhưng mẹ lại một chút không cảnh giác Còn không cho hắn đem chuyện bé xé ra to Huống chi lúc trước Tiểu thào chính là tại ngọn núi này Bị tên Hoắc Nhung kia bắt cóc Hắn hận không thể nói Nữ nhi vĩnh viễn, viễn đều chớ tới gần nơi này Ngay cả nô độc đều biết được đây là cấm kỵ Mà nó lại dám phản lại Cứ như thế mà đi Rất may Hay có lẽ là đối với con bé nói mà là bất hạnh Hắn đã phát hiện ra nó khuôn mặt hoạt bát đáng yêu nhỏ nhắn tươi cười, khỉu tay ôm lấy rổ thuốc, bàn tay cầm lấy đồ, cước bộ nhẹ nhàng nhảy xuống. Tâm tình còn tốt đến thế kia sao? Đoàn Mộc Húc đứng ở phía trước đợi nữ nhi, tức giận không che giấu tiếp tục con mắt hằn băng, lặng lặng nhìn xem, nó từng bước từng bước tiến tới gần. Tiểu ngài đang đắm chìm trong suy nghĩ, cho đến khi tới gần thì mới phát hiện ra sự hiện hữu của cha nàng dừng bước lại, còn mắt nháy lại nháy, thật lâu không nói ra lời. Mà kệ phụ thân rời đi nhiều lần, nhưng nàng cũng chỉ có biết làm thói quen đành phải tịch mịch. Mà hôm nay là ngày đợi nữa, ngày mai cha mới trở về. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai có thể trông thấy phụ thân, thì tâm tình của nàng rất tốt, cả ngày đều bật cười. Không nghĩ tới, người nàng mong nhớ ngày đêm lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Mừng như điên khiến nàng chỉ có thể giật mình đứng tại chỗ, hoàn toàn không đáp ứng gì cả. Làm chuyện xấu bị bắt, không dám gọi ta sao? Rõ ràng đã nhìn ra đáy mắt non lòng lành tầm tình chân thật, nhưng đoàn mộc húp vẫn cố ý nói mỉa mai. Nghe được âm thanh của cha, đoàn mộc ngài lúc này mới xác định mình không phải là gặp ảo giác, lập tức mừng rỡ, hướng tới phía cha mà chạy tới. Cha? Còn rất nhớ cha đó cha đã trở lại rồi. Cho dù nàng giờ đã 12 tuổi, độ cao cùng với đầu vai của cha, thành một thiếu nữ thất tha, chỉ thấy bề ngoài nàng thông minh động lòng người, như một tiểu thư khuê các. Nhưng chỉ cần khi vui vẻ lên, sẽ đem mọi điều như những năm đây hắn dạy bảo, toàn bộ đều ném đi. Cứ liều lĩnh rung sướng mà động tác kịch liệt biểu hiện ra bên ngoài. Đoàn mộc húc chờ, thấy thái độ nó khác thường, chỉ có vòng quanh hắn vừa cười vừa gọi, mà không phải là trực tiếp nhiệt tình nhào vào trong ngực của hắn. Phát giác được thay đổi này, khuôn mặt kia nhào lại, còn người đen giống như bị bịt kín một tầng băng xương. Đúng vậy, hắn là rất công tích năng tùy tiện, liền xúc động, làm thói quen. Nhưng nó là lần đầu tiên nghe lọt sao. Lúc trước dù cho như thế nào, nó cũng sẽ liều mình làm nũng hắn. Nhưng hôm nay thì ngược lại, trong núi này trừ bọn họ ra thì không có người khác. Cho dù nó đem hắn đụng ngã, thậm chí đem hắn đụng rơi xuống núi cũng không có người trông thấy. Hắn giờ có thể chịu đựng được sức nặng của nàng. Kết quả, nó chỉ dùng mấy câu nói liền qua loa mà bỏ qua hắn sao. Tâm tình cực kém của hắn, không có chiếm được an ủi mà hắn chờ mong. Ngược lại đã bị sự băng lãnh bao trùm. Hắn sôi trào tức giận không thể nén nhưng hắn kiêu ngạo không muốn thừa nhận bị nó chọc làm cho nguyên nhân chính, mà dùng cái lý do danh chính ngôn thuận để giải thích phản ứng của mình. Trong mắt con còn có người cha này sao? Cha đã nói rất nhiều lần, không cho con lên ngọn núi này. Kết quả thì sao chứ? Đoàn mộc húc, giọng lạnh lùng vô tình có thể giết người. Đúng vậy, hắn không phải là tức giận thái độ của những nhi thay đổi, mà những năm gần đây, hắn liên tục nhắc nhở nó phải đoan trang, phải ưu nhã. Nó có thể thụ giáo được đương nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng nó sẽ làm cho hắn tức giận như vậy. Nó là bằng mặt không bằng lòng. Nếu không phải là hắn ngoài ý muốn bắt được, hắn không hiểu được có thể bị nữ nhi nào lừa gạt bao lâu. Nhưng mà người khác sẽ bị hắn dọa đến hai chân nhũn ra. Nhưng con bé này xem ra khuôn mặt vẫn khéo léo tươi cười. Tiểu ngài lại cứ như thế, lại không thấy như là một con chó nhỏ, làm nũng và dùng mặt cọ cọ tại lồng ngực của cha. Cha, người đừng tức giận mà. Cho dù hắn lạnh lùng lần tránh, nụ cười tràn đầy, nàng vẫn kiên nhẫn lại gần. Những quả dâu dại ngày hôm nay mới chín đổi hồng. Nếu như chờ cho cha trở lại thì rõ bị bọn tiểu thuận hay hết. Như vậy thì cha sẽ không được ăn, cho nên con mới chín mình chạy tới. Cha đừng tức giận mà. Thấy con bé đến giờ vẫn rè rật nâng lưu dâu dại trong tay. Đoàn mộc húc lập tức hiểu nó cũng không phải là đối với hắn lãnh đạm, mà là sợ làm hư những quả dâu kia, mới miễn cưỡng xúc động không có trực tiếp bổ nhào vào trong lòng của hắn. Phần tâm ý săn sóc này, với một cô bé bộc trực là khó có được, nhưng mà cảm động ngập đầu, còn chưa kịp hình thành, thì lập tức lại bị sơ hở trong lời nói của cô con bé đánh tan, hóa thành lừa giận lớn hơn. Còn nếu là không có mỗi ngày đến, thì làm sao sẽ biết rõ dâu sẽ chín trong ngày hôm nay chứ? Còn căn bản là không có đem lời ta để ở trong lòng. Hắn chững chặt, lại muốn dùng thái độ lạnh kê người như băng, làm con bé mình tỉnh lại. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm qua làm cho hắn biết rõ, làm như vậy chỉ là tức chết chính mình. nuốt công trồi cơn tức này, hắn trực tiếp mắng lên. Có mà, con có để ở trong lòng mà. Kết quả nói chẳng những không biết xấu hổ cuối đầu, lại còn cây ngay không sợ chết đứng mà ngửa cầm lên đó là bởi vì xa tiền thảo hết Ngộ bà bá ngã bệnh không có biện pháp đợi đến khi quay trở lại con chỉ có thể nhanh lên núi hái cho nên mới biết rõ dâu sẽ chín chứ con sẽ không lên núi đâu ạ à. nói đi nói lại nó cũng không nhận sai sao trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội đoàn mộc húc không biết nên trực tiếp bóp chết nó hay là đem nó kéo về nhà khóa nhốt lại cả đời này đây. Nếu nó dối trá lừa gạt hắn tuyệt đối sẽ không ta Hết lần này tới lần khác trong lòng bởi vì nó không có làm sai. Cường mặt kia lại thẳng thắn vô tư, ngược lại nổi bật lên. Hắn là người lớn, sao lại cùng với nó so đo chứ? Có trời mới biết, hắn chính bản là so đo đấy. Cha, người đừng tức giận mà. Con rất nhớ cha, còn hái rất nhiều rau như vậy, đều là để cha ăn cho nên không cần phải tức giận đâu. Không đếm xỉa đến cái mặt sắt, đừng chọc giận đến ta kia. Đoàn mộc ngài là bắt đầu tại ngực của cha mình mà cọ cọ. Giọng nói ngọt ngào mềm mại như nước, tính làm đúng cùng ỉ lại, làm cho mọi giận dữ trong lòng hắn trở thành cho bụi, chỉ có một chút giận còn sót lại thôi. Ai nói con cha sẽ vì chuyện này mà tức giận chứ? Mặc dù vẻ mặt rất lạnh, cứng rắn, nhưng không có thái độ không có tránh đi, bày tỏ sự miễn cưỡng, sự xin lỗi cầu xin tha thứ của con gái. Nếu không thì có thể làm gì đây? Từ khi đem nó về từ lúc 6 tuổi, hắn có mọi phương pháp tất cả đều dùng qua, mắng cũng mắng, đèn đe dọa thì cũng đã đe dọa rồi, thì những cá tính của nó vẫn không một chút thay đổi. Còn về sau sẽ không mà. Một ngày nhăn nhăn mũi xinh đẹp, hai tay cầm lấy dâu rừng, rồi chỉ có thể dùng thân thể đẩy ra cha, buộc cha tới gần tàng đá ở ven đường. Cha, chắc là người mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem, đây không phải là đem những chuyện vừa rồi quên mất không còn một mảnh sao. Đoàn mộc húc vừa bực mình lại vừa buồn cười. Thuận thế bị nữ nhi chen đến tàng đá lớn này ngồi xuống, yên lặng nhận lấy một ít sức thuyết phục và hắn cũng không có đảm bảo. Thật không hiểu, nói nó là thông minh hay là ngốc đây cho dù khóc đến thầm cũng muốn gắt gao tôm lấy hắn mà nài nỉ đến thái độ hắn hóa mềm thì mới bỏ qua làm hại hắn dạn nạt cũng không có thành uy hiếp nếu như nó lớn thêm một chút cá tính sẽ bớt phóng túng hơn sao sẽ trở nên yên lặng một chút sao mọi cô gái lớn lên đều sẽ như vậy đoàn mộc khúc ở trong đầu hiện lên khuôn mặt ngày trước vừa mới gặp cùng với kẻ trước mắt này tươi cười ngọt ngào sáng lặng bởi vì tức giận mà hắn đã ngắn ngồi quên lãng đi sự ngột ngạt ở trong lòng ngực. Hắn lần này rời nhà đi tìm tiểu thảo tỷ. Đây là lần hắn hàng năm theo phép mà làm. Không chỉ có là thay thế cha mẹ, đi ra hỏi nghĩa thì xuất tá như thế nào. Mà nhân để cảnh cáo cũng đe dọa tên hoắc nhung kia. Hắn cưới người ấy rồi, không có nghĩa là có thể thành nhân sống. Nếu dám bạc đãi người ấy, đoàn mộc ra sẽ tùy thời cũng có thể dẫn người trở về bảo vệ. Mỗi lần hắn đi tới đó, đối với Hoắc Nhung đều tìm mọi cách để kêu kích. Từ nhỏ trực tiếp lộ rõ địch ý, đến bây giờ hắn đã thành thói quen, đến sẽ dùng cười nói lạnh nhạt, đem đối phương kích động như đứng đóng lửa, ngồi đống than. Chứng kiến Hoắc Nhung kia về mặt tức điên lên sẽ làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Hắn không có ngây thơ, đến nay vẫn ôm hy vọng xa vời người đó sẽ cải biến. Chỉ là khi hắn muốn mong đợi, lại rơi vào khoảng không. Điều này làm hắn không cam lòng. Hắn không muốn thả cho Hoắc Nhung kia sung sướng, nháo loạn để hắn không được độc chiếm tiểu thảo tỷ, làm hắn cũng cảm thấy thật cao hứng. Nhưng lần này đành phải chịu thua, Hoắc Nhung lại cho hắn một cái phản kích hung hăng. Tiểu thảo sinh con là một tiểu tử mập mạp, bộ dạng cùng Hoắc Nhung rất giống. Chuyện này từ lúc tỷ ấy viết thư gửi tới hắn đã biết, nhưng hắn cũng không hiểu được Muốn chính mình tận mắt nhìn thấy Không ngờ đạt thích sẽ lại lớn như vậy Chứng kiến hai vợ chồng kia Về mặt hạnh phúc Trêu trọng tiểu A Nhi Lời nói chuẩn bị chế nhạo hoặc nhung cứ như vậy Mà ngậm tại cổ họng Chỉ có thể lặng yên đứng nhìn một màn này Bọn họ Cũng không vì có nhiều hơn một đứa con trai Mà vắng vẻ hắn Nhưng chính là không sống Giống như lòng có một bức tường vô hình Đem hắn lại khỏi hình ảnh mỹ mãn kia Làm cho hắn rõ ràng hiểu Tiểu Thảo vẫn sẽ thương yêu hắn, nhưng sẽ không đem hắn ở vị trí quan trọng, mà đó lẽ là thuộc về Hoắc Nhung và đứa nhỏ mập mạp kia, mà không phải là một tên nghĩa đệ một năm chỉ gặp một lần như hắn ta. Rõ ràng lý trí hắn rất rõ, lại vẫn như có một cỗ hư không ở trong lòng hắn cảm nhấm. Khát vọng có thể có một người sẽ đem hắn đặt ở vị trí quan trọng, không ai có thể dao động, một vị trí chỉ thuộc về hắn đã không có mà dù hắn trở lại sớm đều không biết có thể làm gì nhưng tâm tư rời rạc bị một quả sâu đột nhiên nhất tới trước mặt kéo về đoàn mộc húc ngẩng đầu lên thấy một đôi mắt tràn đầy vui vẻ cùng với sự mong đợi thẳng tắp chuyên chú nhìn xem hắn phảng vất hắn là người duy nhất trên đời này khiến cho nó hao tổn tâm trí vậy ăn một trái đi cha còn là đặc biệt vị cha mà hái đó Tiểu ngài nhìn ra được cha tâm tình không được tốt lắm, không hiểu được nàng phải làm như thế nào, chỉ có thể dùng loại phương thức này làm phấn chấn tinh thần của cha. Huống chi dầu không ăn đi, nàng sẽ không có tay để ôm cha. Nghĩ đến tâm tình mình buồn chỉ cần được cha ôm vào lòng thì ngực nàng sẽ rất vui vẻ. Ta không muốn ăn. Đoàn Mộc Húc cố làm ra vẻ mặt lãnh đạm, tránh đi ánh mắt của nàng bởi vì hắn không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối với nàng cả. Sự tồn tại của nàng chính là một loại châm chọc, châm chọc hành vi vô ích của hắn ta. Tìm đến người ngoài có bề ngoài như tỷ ấy thì có ý nghĩa gì đây? Lên làm phụ thân danh hiệu này có thể thay đổi được cái gì đây? Nhưng chính là tình thế bắt buộc làm cho hắn nuốt không được cái đại bại này. Hắn thua phải hướng thấy hậu quả, chứng minh hắn không phải là không có năng lực mà là đã khác rồi. Từ khi nhận đứa bé này, sâu xa đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn và con bé này. Hắn không phải là hối hận, cũng không phải là chán ghét, mà là phẳng phất có một tầng sương mù dày đặc trước mắt, làm cho hắn liên tục cố chấp đi về phía trước, rốt cuộc phát hiện mình tự hồ đã đi lầm đường. Ăn một quả đi mà. Khuôn mặt tỏa sáng nãy giờ ảm đạm xuống, nàng thất vọng, cái miệng nhỏ nhắn đều vẫn kiên cố dụ dỗ mà nói nếu ăn thì tâm tình sẽ thành tốt đấy. Xem hắn như một đứa trẻ ba tuổi sao? Đoàn Mộc Húc không vui nhìn nữ nhi. Hắn tâm tình phiền muộn, thực tại rất không muốn đáp lại. Nhưng cuối cùng bị nhét mặt của nó làm cho mềm lòng, miễn cưỡng chọn lấy một trái ném vào trong miệng. Đủ rồi, không cho phép lại ẩm ý nữa. Chưa nói hương vị như thế nào, hắn chỉ nghiêm khắc nói, nếu không xác định vững chắc, sẽ bị một viên rồi lại một viên hắn sẽ phải ăn hết chỗ dầu này. Bị cha biết rồi sao? Ý đồ đã bị vạch trần, nàng ảo não lầm bầm, chính mình tự ăn, rồi nâng lên bàn tay để sát vào môi, dùng hàm răng nuốt hết dầu vào trong miệng. Thấy nàng không có bức bách mà ngoan ngoãn thù thập tàn cuộc, đoàn mộc hức cảm thấy rất vui mừng, muốn ăn nhiều hơn nữa, miễn cưỡng cho uống công nó vất vả. Vừa mới đưa tay ra, đã bị nó xoay người tránh ra cúi đầu ăn nhanh chóng, giống như là bị sợ hắn cướp mất đi. Chờ ăn vội như vậy. Cho rằng nàng là ham ăn, đoàn mộc húc cười nói. Nhưng nhìn nó hành vi liều mình đem hết dâu dại, hướng vào phía miệng mà nhét đến cuồng, làm cho hắn cảm thấy khát thường. Hắn vặn nổi mi lên. Cây ngại cứu, không cần phải giận dỗi. Nàng cuối cùng dừng lại, đống dâu kia toàn bộ vào trong miệng nàng, tay đầy màu đỏ tím cuối cùng ở gò má thoạt nhìn trông rất là chật vật tượng gỗ mới giận con bé mơ hồ không nói rõ khuôn mặt màu móng mà khóc còn nói là không có sao đoàn mộc húc hạ tiếng nói biết rõ hắn tâm tình không tốt còn chọn lúc này để cùng hắn rộng rỗi ư cho dù tham ăn cũng không có người ăn được như con bé nó rõ ràng là dùng loại phương thức này để kháng nghị vì hắn không ăn bởi vì con thấy chua Tiểu ngày mím môi muốn chính mình đừng khóc Lại vẫn không nhịn được mà đỏ mắt Nàng còn tưởng rằng sẽ rất ngọt Ai biết dâu trồng đẹp như vậy Lại vừa chua vừa chát Nghĩ đến cha vừa rồi ăn mà mặt không đổi sắc Nàng cảm thấy thật là khổ sở Rõ ràng là muốn ăn ủi cha Ngược lại lại biến thành cánh nặng cha Làm cho hắn bởi vì không đành làm từ chối hảo ý của nàng Mà miễn cưỡng phải ăn một trái chua đoàn một khúc sừng sốt lập tức hiểu ý con bé đột nhiên mở ra vòng tay ấm áp ôn trọn nó vào trong lòng cha cũng không thấy vậy cảm xúc lao quá nhanh làm cho hắn cơ hồ nói không ra lời hắn thật vất vả mới thốt ra được mấy chữ này thì ra là từ lúc trước lý trí của hắn đã không có phát giác kỳ thật trong lòng cũng đã rất rõ ràng cho nên hắn mới có thể luôn về sớm hơn vì không chỉ khuôn mặt tươi cười kia sẽ làm cho người ta tâm tình thay đổi, mà còn có sự đối đãi kia luôn biểu thị công khai đồng nhất vô nhị của hắn. Trên đời này, thật sự có người đem hắn để ở vị trí thứ nhất, ngay cả dâu chua cũng không dám cho hắn ăn, Thà rằng nó đem tất cả đều gánh đi. Bực bội trong lòng đều bị quét, chỉ có con bé mới đối với hắn là vô cùng quan tâm, an ủi đem trái tim trống vắn của hắn mà lấp đầy. Thật vậy ư? nàng rất hoài nghi, cảm thấy cha mình chỉ là đang ăn ủi nàng mà thôi. Thật sự, hắn vốn là không khổ, rồi người sợ khổ là con bé. Nhớ lại mới vừa ăn ngũ quan của nó vô cùng thống khổ. Đoàn mục húc nhịn không được mà mỉm cười, tầm mắt chuyển sang ôn nhô. Hắn về sau tuyệt đối sẽ không có bất cứ một cử động nào bỏ qua ý nghĩ của con bé nữa. Bảo vật khó có như vậy, hắn muốn giữ ở bên người để hào hào thương yêu làm cho nó cảm thấy bị hắn mang về là hạnh phúc, mà không phải là thường xuyên bị hắn dọa, khiến cho gào khóc lớn. Hắn đối với nữ nhi tới bên cạnh mình, rồi dịu dàng dùng tay áo lau sạch mặt nó. Áo cho dù trắng bị nhuộm bẩn cũng không một chút phật lòng. Dù sao, so với tâm ý của nó đối với hắn, thì cái áo này có ý nghĩa gì đâu. Đoàn mộc ngày thần thái tự nhiên tiếp nhận hành động ôn nhu của cha một ít cũng không có vẻ mặt sợ hãi lũng túng, phảng phất giữa bọn họ vẫn luôn là như vậy. Không phải sao? Trong mắt người ngoài thiếu gia luôn kiêu ngạo, nhưng cùng với nàng lại là một tiểu phụ thân cực kỳ san sóc lại vừa tỉ mỉ. Nàng biết rõ cha chỉ nói như vậy thôi, kỳ thật là cũng rất thương nàng, sẽ cho nàng ngồi ở trên đồi cha học bài, sẽ dắt tay nàng đi bốn phía toàn bộ. Trong nhà nô bộc nhiều như vậy, nhưng rất nhiều chuyện hắn cũng không cầm tay người khác mà luôn đem nàng nâng ở lòng bàn tay mà yêu thương cho nên nàng mới có thể thích cha như vậy hy vọng cha có thể tiếp tục cùng mình ở bên cạnh chồng con rất giống một kẻ ăn trộm đồ ăn đấy ngoài miệng mang dù ao náo nói thầm thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đã cười rất tươi cha đã trở lại thật là tốt quá bị nó cười sáng lặng mà nụm đồng tiền xinh đẹp của đoàn mộc húc không có cách nào xoay tiềm tầm mắt. Đột nhiên ý thức được năm tháng qua đi, con nuôi của hắn bây giờ đã thay đổi thật rồi. Nàng không chỉ càng ngày càng giống tiểu thảo tỷ, mà cặp mắt kia của con bé còn luôn tắt ra vẻ tịch mịch, hôm nay đã trở thành trong suốt mềm mại đáng yêu. Dù thế ngũ quan giờ tỉ mỉ xinh đẹp, chỉ sợ vài năm nữa nó càng ngày càng đẹp làm cho bao tên xài lang hồ báo muốn có đây. Nghĩ đến đứa bé mình nuôi vài năm sau, sẽ có một tên hỗn tử tiểu tử xuất hiện đoạt nó đi. Hắn nghĩ một xúc động rất muốn giết. Muốn cướp nữ nhị của hắn, thử tới đây xem hắn sẽ cho biết hắn ta thế nào là lễ độ. Kẻ nào không có bản lĩnh thì đừng cũng nghĩ mà mang nó đi. Đoàn Mộc Húc thậm chí bắt đầu tính toán như thế nào để xử lý những người kia để cho bọn họ tốt nhất là không dám si tâm vọng tưởng nghĩ đến cái mà cao hứng bừng bừng khuôn mặt tuấn dung đắc ý lại quỷ quyệt cười hoàn toàn không có phát hiện mình nghĩ đến hình như là hơi quá xa cũng không có phát hiện hắn không có bất cứ ý định nào đem nó lập gia đình người tài hạ đã thật lâu sợ bị hỏng dâu còn không dám để ở trong giỏ liên tục lấy tay cầm ngoài cả mệt cũng không có buông ra cho tới bây giờ Tiêu Ngài mới nhớ tới chuyện này cúi đầu nhìn lại Sẽ không phải là bị thương chứ Nàng rộng rãi vùng tay lên làn váy kiểm tra Tuyệt không cảm thấy động tác này có vấn đề gì Tình cảm bọn bọn họ vô cùng tốt Không có ý thức qua nam nữ khác biệt Ôm rồi dắt tay Đều đã là chuyện thường ngày Xem cái bắp chân thì có là gì xấu hổ cơ chứ Ngã ư ừ. Đoàn bọc húc mặt lên biến sắc Lập tức ngồi xồm xuống quỳ trước mặt con gái, tầm mắt chuyên chú đối với cặp chân trắng nõn kia, làm như là không thấy, chỉ lo để xem kỹ vết thương có bị thương hay không. Khi hắn đem quần con bé bén lên cao hơn, phát hiện đầu gối trái của nó có vết thương đỏ chảy ra, mặc dù không có rách ra chảy máu, nhưng vẫn làm cho tim hắn đau. Những quả dâu này quan trọng, hay là mạng của con quan trọng hả? Còn sao chỉ lo cho những quả dâu ư? hắn ảo não không thôi, làm cho hắn đã quên vừa rồi là muốn nghiêm khắc đối với con bé. Đoàn mộc hức tức giận cầm thép. Đó là nó may mắn chỉ bị thương thế, nếu không may ngã nặng hơn thì nó có thể làm sao? Nghĩ đến nó rất có thể sẽ bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Hắn không có cách nào kịp thời cứu đoan, thì đoan mộc húc cũng không khỏi toàn thân rất run, sợ hãi làm cho hắn giận quá. Chết tiệt! Hắn cũng bởi là vì mới như vậy mới không yên tâm để cho nó một mình lên núi. Không đau. Thật sự, thật sự không đau đâu. Sợ cha lo lắng nên tiểu ngại vội vàng cười, rời đi tâm tư của cha mình. Chúng ta lại đi hái dâu có được không? Cha, vừa rồi chỉ ăn có một trái thôi mà. Đoàn mộc hức tức giận trừng mắt nhìn nó. Hai cái gì mà hái chứ? Dâu kia là đầu sỏ hại nó bị thương. Giờ hắn chỉ muốn đem cây dâu kia nhổ sạch đi. Về nhà bôi thuốc. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp ôm lấy nữ nhi lên rồi thi triển kinh công lao đi. Thần hình của hắn bây giờ đã cao ngất. Hiện tại muốn ôm lấy nữ nhi đã không cần phải tốn nhiều sức. Nhưng hắn ngược lại rất ít khi ôm con bé nữa. Bởi vì nương đã nói rằng tiểu ngại đã lớn. Bọn họ không có quan hệ máu mủ Coi như là cha và con gái thì cũng nên phải đề phòng mà ngay cả cha cũng ra ám hiệu nói với hắn. Đừng với tiểu ngài có ý nghĩ không an phận mà chê cười. Năm đó cha ngồi cùng tiểu thảo chung một thư phòng mà có sao đâu lại còn biết xấu hổ nói hắn chứ. Nếu thật để ý tới các thứ thế tục kia hắn lúc trước cũng sẽ không thu dưỡng con bé này. Nhưng không muốn nhìn thấy con bé lại bởi vì bị đồng bạn giễu cợt mà khóc đỏ cả mắt nên hắn đành phải thu liễm trong trường hợp công cai thì nhiều nhất chỉ là nắm tay của con bé. Những thứ động tác yêu thương khác liền tạm gác tại một chỗ khi không có ai mới có thể thổ lộ ra. Mặc dù lừa dần điên cuồng cháy lên khiến tiểu ngại phát trôn, nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy cha, hy vọng thời khắc hạnh phúc này có thể vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Cha đã thật lâu không có ôm mình như vậy. Nàng biết rõ sau khi lớn lên thì không thể lại giống như khi bé ỉ lại vào cha như thế mà những người khác cũng không còn bị phụ thân của bọn họ ôm lấy như vậy nữa. Nhưng nàng vẫn cảm thấy rất thất lạc. Có thể vĩnh viễn, viễn không muốn được lớn lên có được hay không? Có thể vĩnh viễn, viễn đều được cha chiều như vậy có được hay không? Nàng vùi mặt bên vai của cha, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn cười. Nàng không muốn đáp án, chỉ muốn nắm chặt đến quãng thời gian hạnh phúc này thôi. Nàng thích nhất, thích nhất là tiểu phụ thân này thực là bận rộn quá mà. Đoàn mộc ngài cất bộ nhẹ nhàng xuyên qua đường. Dù trong lòng nhớ tới điều vui như vậy, làm cho khuôn mặt xinh đẹp, nở ra một nụ cười ngọt ngào. Thân ảnh hoạt bát linh xào nhanh nhẹn như bay, ôm lấy giọt thuốc bắc lắc lư, hình ảnh mà bao người trong thôn cười chờ đợi. Triệu thuốc à? Thương thầm không cần phải quá mệt mỏi, phải nhớ nghỉ ngơi một chút đó. Thôi tiểu tam ngươi, còn không mong ngoan ngoãn trở về trần bệnh hay sao? buổi chiều nếu không đến tiệm thuốc nhà ngươi liền xong đời đó. Tiểu cô nương xinh đẹp này cũng không có vì trưởng thành mà mất đi bản tính dí dỏm nhiệt tình của nó. Thấy người thì lên cười, lên tiếng dễ nghe chào hỏi, mặc dù lúc đó cũng có thể xen lẫn. vẻ mặt cố ý cứng rắn đe dọa, nhưng chỉ cần mỗi khi nàng đi qua đều chọc cho mọi người có vẻ mặt vui vẻ. Tạ rất tốt, tiểu ngài cô nương giúp phu nhân đưa thuốc sao một lão bà bán ở trên ruộng, bỏ gầu múc nước đắp lại. Những năm gần đây, nàng để đi theo Hàn Lạc để học tập y thuật. Hôm nay, nàng đã 18 tuổi, đã biến thành trợ thủ đắc lực của mẹ Hàn Lạc. Mọi căn bệnh, viết đơn thuốc rồi trần bệnh, tất cả đều không làm có được nàng. Tiểu ngài kinh nghịch, thành người trong thôn, ai gặp cũng yêu thích tiểu ngài cô nương này. Dạ vâng ạ, còn có bài nhà nữa là xong rồi. Tiêu Ngài vẫy tay chào tạm biệt. Dù dưới bàn chân đi chưa ngừng, nhưng nụ cười có mà lấu đồng tiền kia cũng không có một chút nào làm cho người ta không kiên nhẫn cảm giác ở lâu. Còn chưa kịp nàng muốn đưa thuốc, hái vài lá tử chấp, còn phải mang đi thăm bệnh bà Lưu. Bà bị khó thở khò kè đã đỡ chưa? Vì vậy nàng phải đi thật mau để xem bệnh, giúp nương trước khi cha về. Nếu không thì không xong rồi. Nghĩ đến những rồi lại nhớ tới lời cha, miệng lại nở ra một nụ cười, dưới chân tốc độ lại càng tăng nhanh. Sau khi tiểu ngài đem hết chuyện làm xong, là một lúc sau đó, khi đang chuẩn bị về nhà, nàng lại đi qua một nông trại, chứng kiến mấy đứa bạn lúc nhỏ, thấy A à Bình cơ lén lút núp sau đống cỏ khô mà không biết nhìn trộm cái gì. Nàng tò mò liền đến bên cạnh cô bạn cũng nhìn lén, lại không nhìn ra cái nguyên cớ gì. Cậu đang ở đây làm gì vậy? Tiêu Ngài cất tiếng hỏi. Làm ta sợ muốn chết. Phát hiện là nàng. A à Bình lại xoa ngược oán giận. Nhưng gương mặt lập tức lại tràn đầy hương phấn. Kéo nàng thấp xuống chỉ vào chỗ bức tường thấp kia. Chỗ kia, chỗ kia kia. Có thấy không? Thấy cái gì? Wow! Còn mắt hoang mang đang nhìn đến hai thân ảnh ở xa xa. Khanh khanh ta ta, trong nghe mắt phóng đại. Tiểu Ngạc kinh ngạc. Thì ra là Tiểu Thuận và Linh Nhi là một đôi sao? Sắp xin cưới rồi. A à, Bình đột nhiên phát hiện không đúng, quay đầu lại xem nàng. Hai, cậu không phải là không nên kinh ngạc, là bọn họ hơi quá thân mật sao? Tiểu Thuận tự cho là chỗ đó là chỗ kín đáo lớn mật, đến đều nhanh nhẹn đem Linh Nhi ăn hết, ngay cả người đã lấy chồng đều thấy đỏ mặt tới tận mang tai. Tiểu ngài rõ ràng chỉ chú ý bọn họ có phải hay không là một đôi sao? có khỏe không ạ? Tiểu Ngải nháy mắt mấy cái. Cho dù là mẹ lạc tận lực tránh cho nàng, bắt gặp cử chỉ thân mật giữa vợ chồng. Nhưng bọn họ tình cảm quá tốt. Cộng thêm đoàn mộc bách nhân, căn bàn là không để ý có người đứng xem hay không. Từ nhỏ liền có thói quen bọn họ tình đồng ý mật. Tình cảm tốt chẳng khác nào là động tác thân mật. Điều này khiến trong nội tâm của Tiểu Ngải, căn bạn là cho là đạo lý hiển nhiên, cũng không cảm thấy có gì là lạ. lạ. Chuyện này tiểu thuận thế nhưng cũng không nói với ta Lần tới nhìn thấy hắn Nhất định phải mắng chán ta một trận Dù sao giờ học tất cả mọi người Ai bận việc nấy Nhưng tình cảm giữa lẫn nhau Cũng giống như là một người nhà Huống chi thôn này cũng không quá lớn Một người có khi gặp mặt nhiều lần Mà tiểu thuận lại không có đề cập qua chuyện này A à Bình do dự đột nhiên thoát ra một câu Cậu không biết được tiểu thuận vốn thích cậu à Đừng có nói đùa chứ những lời này không có khiến cho nàng cảm thấy bất cứ một cơn sóng nào. Tiểu ngài mỉm cười phất tay, hoàn toàn không cho là thật. Khi còn bé, hắn đều khi dễ ta. Cậu còn biết cho con gì? Là thật đấy. Tiểu thuận về sau cũng bởi vì mình điều kiện mọi thứ cũng không sánh bằng thiếu xa, nên lúc này mới hết hy vọng. Thật may là tiểu thuận không có ngốc đến mức dám hành động, nếu không thì kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm mà. Cũng có trách. Tiểu gia tướng mạo xuất chúng, ngay cả người có gia đình rồi, đi qua cũng nhìn lại vài lần. Tiểu thuận làm sao có phần thắng đây cơ chứ? Nghe được tiểu phụ thân mình thích nhất được tán dương, tiểu ngài rất là vui vẻ. Chỉ là những lời kia nghe vào cũng làm cho nàng hoang mang phản mi. Điều này cùng với cha mình có quan hệ gì chứ? Tiểu thuận thích nàng và tiểu thuận so với cha nàng, đây căn bản là hai chuyện khác nhau mà. Cậu là con dâu nuôi từ bé của thiếu gia đây, đây là mọi chuyện mọi người đều biết làm sao sẽ không có vấn đề gì chứ a à, bình liếc mắt nếu không thiếu gia làm chi phải đem cậu bảo vệ kinh thế chính là vì sợ cậu bị người ta đoạt đi đấy còn đầu nuôi từ bé ư là nàng sao tiểu ngài tròn xanh mắt không phải đâu cha mình luôn bảo vệ mình như vậy là bởi vì mình là nữ nhi của cha căn bản cũng không phải là như mọi người nghĩ mà chúng ta từ nhỏ đã quen biết cậu ngay cả mình cũng muốn lừa gạt sao? A à, Bình che miệng cười, cho rằng nàng chẳng qua là ngượng ngùng. Người có mắt cũng nhìn ra được cậu thích thiếu xa. Nếu không như thế nào, lại làm cho hắn phả ôm và dắt tay như thế kia chứ. Mặc dù tất cả đều là chuyện khi còn bé, nhưng khi tiểu ngài bắt đầu lớn, đoàn mộc húc ở trước mặt mọi người cùng nàng giữ một khoảng cách, ngay cả dắt tay cũng chưa từng có. Nhưng bởi vì ấn tượng quá khắc sâu, nên chỉ cần vừa nhắc tới bọn họ thì hình ảnh thiếu niên ôm một tiểu cô nương liền hiện lên trăn đầu óc của mọi người, khiến người ta như lại có chuyện để nói. hơn nữa chỉ cần vừa nhắc tới thiếu gia, tiểu ngài liền con mắt lè lè tỏa sáng. Nàng đối với thiếu gia đều rõ ràng rành như vậy. Ý đồ của thiếu gia cũng quá rõ, cả hai đều có tình cảm. Thực không hiểu vì cái gì lại không tốt để thừa nhận chứ. Còn lẫn nhau xưng cha con gái, đến che giấu tai mắt của mọi người đến từng tuổi này nếu không nhanh thành thân thì mới là kỳ quái đây đừng nói với cậu là ngay cả bị chiếm tiện nghi đều không hiểu được đấy a bình bừng bừng tỉnh đại ngộ hướng nháy mắt nàng rồi cười trộm nói Khó trách cậu vừa rồi thấy vẻ mặt như vậy cũng không phải là thiếu gia đã sớm tiểu ngài bỗng chốc cứng đờ một gương mặt đỏ bừng nhưng lại tức giận cùng thẹn thùng một chút cũng không có mình rất là yêu thích cha cũng rất thích cha ôm mình nắm tay mình nhưng đó là bởi vì cha thương mình mới không phải là chiếm tiện nghi nàng nắm chặt tay keo lớn nếu không phải đối phương là một cô nương thì nàng đã sớm đánh người rồi cậu đừng nóng giận mà thực thực là xin lỗi à mình biết mình nói xong có chỗ hơi quá nên vội vàng nói lời xin lỗi do bọn họ tranh chấp ầm lượng to nên với đôi tình nhân kia như là mất hồn Tiểu Ngài chứng kiến bọn họ chạy trối chết. Nếu là bình thường nàng nhất định sẽ diễu cờ tiểu thuần. Nhưng nàng bây giờ lại tức đến hoàn toàn cười không nổi. Nghĩ đến đại trong mắt mọi người. Đem việc phụ thân đối với nàng sùng ái thành một loại tâm tính khác. Tiểu Ngài lừa giận cuồng nộ. Sợ chính mình sợ một lúc nào nữa sẽ không nhịn được mà động thủ. Nàng chỉ lựa chọn tỉnh táo. Mình còn có việc. Mình phải đi. Trở về nhà đầy ngập phiền muộn ngài lập tức hướng phòng mẹ của hàn lạc tới gầm cửa phòng rộng mở một lòng chỉ muốn tìm người thổ lộ nên nàng trực tiếp vào phòng lại bị hình ảnh cha mẹ hai người ôm hôn làm cho dừng lại cướp bộ bình thường nàng sẽ an tĩnh lại đợi ở một bên ngoan ngoãn xem cho đến khi nương phát hiện ra sự tồn tại của nàng đỏ bừng mặt đem cha đầy ra nàng mới không phải là hiếu kỳ cũng không phải là nghĩ sẽ làm bọn họ mất vui mà là bọn họ tình cảm phát tán làm cho kia hình ảnh trở nên rất đẹp đẹp đến trong lòng nàng cũng cảm thấy ngọt ngào không bỏ được tầm mắt nhưng lần này nàng lại lặng lẽ ra khỏi bên ngoài khoanh chân ngồi ở cạnh cửa này rõ ràng là chuyện rất tốt cha cùng với nương là vì hai bên yêu nhau tiểu thuận và linh nhi cũng bởi là vì thích lẫn nhau mới có thể thân cận mà kề cận như vậy nàng không hiểu về cái gì mà a bình muốn đem chuyện tốt như vậy Nói thành ra như thế, có thể cảm giác được nhiệt độ của đối phương ôm mình chặt chẽ, làm nàng biết được mình được quan tâm là cơn tịch mịch, không phải là yêu đương sao? Vì cái gì phụ thân không được đối với nàng như vậy, làm như vậy thì có lỗi gì? Nàng ôm chặt hai đầu gối, càng nghĩ thì càng loạn, càng không rõ ràng. Một chốc lát có người từ trong phòng đi ra, thấy cô bé thì đan mộc bách nhân như không phải ngoài ý muốn bởi vì hắn võ công thâm hậu. Từ lúc nó mới tiến vào đầu hành lang đã nghe được tiếng bước chân của con bé. Hắn chỉ là không muốn bởi vì nó mà gián đoạn niềm vui cùng thê tử mà thôi. Tôi viện con. Đối với trên mặt cô bé, vẻ mặt buồn rầu cũng không hỏi thăm. Đoàn mộc bách nhân nhàn nhạt nói rồi rời đi. Nên đi tìm mẹ tố khổ mà thôi. Tiểu ngài hướng tới bóng lưng của đoàn mộc cha, giả làm cái mặt quỷ. Mặc dù tâm tình vẫn không tốt, nhưng có người quan tâm cũng là phương thức an ủi đại phụ thân tâm tư rất nhỏ mọn dấu vết nào chạy vào cũng không thoát khỏi mắt của hắn nhưng hắn tự như bỏ lơ vạn vật lạnh lùng vô tình hiểu rõ biến hóa thế gian có thể nói mi với mình ba chữ kia cũng đủ để làm nam càng động đến rơi nước mắt rồi bất quá cái nặng cần hiện tại chính là lời mềm mại và dịu hiền tiểu ngài đứng dậy đi vào phòng cặp người trên mặt vẫn nhộm nhàn nhặt đỏ ưng là hàn lạc, lập tức làm nũng, tiến sát vào trong ngực của mẹ. Mẹ à, những năm gần đây, nàng đã đem hàn lạc trở thành mẫu thân chân chính, mà hàn lạc đối với nàng yêu thương cũng hoàn toàn không ngăn cách gì cả. Làm sao thế? Nhìn ra con bé tâm tư không tốt, hàn lạc cười kéo nó đến bên giường rồi ngồi xuống. Đầy một bụng ủy khuất, nàng đem chuyện vừa rồi phát sinh nói ra một lần. A à, Bình tại sao có thể nói tiểu phụ thân như vậy? Tự như nương hiện tại sẽ ôm con như vậy. Tiểu phụ thân đương nhiên cũng có thể chứ. Đầu óc hiện tại hiện lên về mặt mập mờ kia của A Bình. Sau khi nói hết xong, vẫn còn một chút cam giận mà bất bình. Từ nhỏ liền nghe nói, quen con bé lén lút dùng đại tiểu thụ thân để phân biệt. Hà Lạc đương nhiên biết rõ, nó chỉ là đoàn mộc húc. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng của con trấn an lại không bày tỏ bất cứ một ý kiến gì. Phát hiện đến sự trầm mặc của mẹ, Tiêu Ngài ngưng đầu, chứng kiến mẹ, người hay ôn nhu xinh đẹp lại xuất hiện vẻ mặt khó xử. Còn tưởng rằng mình tìm được đồng minh, hóa ra nàng bị đả kích lớn. Chẳng lẽ nương cũng cảm thấy là sai sao? Trong lòng của nàng quính lên, đến vành mắt cũng ửng đỏ. Hàn lạc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích thế nào không coi nhẹ nhàng thở dài từ lúc húc nhi đem tiểu ngài mang về nhà ngày đó nàng liền hiểu ngày này nhất định sẽ đến húc nhi cho rằng hắn yêu thương tiểu ngài cũng giống như là trưởng phu thương yêu tiểu thảo nhưng khi nàng nhìn lại hai người căn bản là hoàn toàn bất đồng trưởng phu đối với tiểu thảo là bảo vệ nó cho dù là cạnh nhau lâu như vậy cũng chỉ có tình cảm cha con kính yêu còn húc nhi đối với tiểu ngài yêu nhưng lại mang tính sủng ái nói sao tiểu ngài một lòng bị nó dụ đi nàng thừa nhận không có cường ngạnh muốn hai đứa nó giữ một khoảng cách là lỗi của nàng chẳng qua là khi chứng kiến bọn họ xứng đôi như thế tình cảm cũng đều liên tục tốt như vậy nàng khó tránh khỏi sẽ ôm vui mừng thấy sự thành công ý muốn của mình nếu như tiểu ngài đối với húc nhi không có tình yêu nam nữ nàng nhất định sẽ nhúng tay tự như lúc trước giúp tiểu thảo nhưng mà tiểu ngài đối với húc nhi tình cảm tuyệt đối là không thể nghi ngờ nếu không phải thật sự yêu một người làm sao nó có thể sẽ nóng ruột nóng gan làm cho người kia chiếm hữu đến mức này cơ chứ nàng cho rằng tiểu ngài sẽ dần dần hiểu nhưng đứa nhỏ ngốc này lại bởi vì từ nhỏ liền yêu hút nghi ngược lại đối với tình cảm của mình bỏ ra vài chục năm hoàn toàn không biết gì cả ngay cả có người đánh thức nó nó đều tưởng rằng người đó đang là nói bậy nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp kia đầy khổ sở cùng vẻ mặt không thể tin hàn lạc không biết nên yêu thương hay là mắng nó một câu ngô ngốc nữa tiểu ngài à còn có nghĩ tới hay không chính mình một lúc nào đó sẽ phải lập gia đình sẽ gả cho người khác như thế nào hay không có a à bình làm tiên phong hàn lạc không có ngốc đến mức đi thẳng vào vấn đề mà là lựa chọn phương thức phù hồi vì cái gì mà đột nhiên mẹ lại hỏi mình cái này tiểu ngài có một chút sừng sốt nhưng suy nghĩ nàng cũng mau chóng liền rời đi đề tài cha nói con còn nhỏ hiện tại không cần phiền não về cái này mà vấn đề này nàng từ lúc thấy bạn mình trong đó có người xuất giá liền hỏi qua cha còn rất công cao hướng hỏi ngược lại còn có phải hay không không thể chờ đợi được muốn rời nhà làm hại nàng còn liều mình giải thích nàng sẽ muốn hỏi chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi Nàng tuyệt không hâm mộ, bởi vì nàng cảm giác được mình hiện tại đã rất hạnh phúc rồi. Hẳn không thể có thể như vậy mà liên tục, làm sao lại muốn có thể một trưởng phu làm cho cuộc sống biến hóa không đáng mà. Con nghĩ liên tục ở lại bên cạnh mọi người, Còn không muốn lập gia đình đâu. Tiêu Ngài gật đầu đối với Hàn Lạc mà cười ngọt ngào, lời nói phát ra từ trong nội tâm. Hàn Lạc mỉm cười, nhưng trong lòng lại rất muốn đem con trai mắng chửi cho một trận. Chính là Húc Nhi có loại thái độ linh tinh này, làm cho nàng hoàn toàn không hiểu nó đang suy nghĩ gì. Mấy năm gần đây, Húc Nhi không hề trước mặt mọi người, lộ ra cử chỉ yêu thương đối với tiểu ngài. Nàng đã từng lo qua có phải hay không là bọn họ mỗi người một trí hướng về nhau. Là tiểu ngài mấy lần lỡ đã nhắc tới, nàng mới biết được thì ra là những lãnh đạm kia, tất cả đều là Húc Nhi tận lực ẩn núp tình cảm bọn họ bí mật, nàng cuối cùng cũng yên tâm. Húc Nhi là trời tiểu ngài lớn lên, những thời gian một năm rồi lại một năm trôi qua. Cái cô bé hơi khóc hay cười kia đã trở thành một tiểu cô nương yểu điệu 18 tuổi. Nàng đã không có biện pháp nào để dùng lý do này để thuyết phục chính mình. Vậy thì con có nghĩ qua, một ngày kia Húc Nhi sẽ lấy vợ, nó sẽ phải yêu thương thì sẽ là thê tử của nó không thể lại giống như trước đây yêu thương con. Vậy con lại phải làm cái gì bây giờ? Tiểu ngài muốn cười to phản bác, đột nhiên ý niệm này vọt qua đầu óc thì dừng lại. Sẽ không chứ? Hai chữ này như thế nào cũng sẽ không nói nên lời. Thật sự là sẽ không sao? Chuyện này sẽ không xảy ra sao? Mình sao có thể xác định chứ? Đại phụ thân đối với nương ôn nhu, bởi vì mẹ là tê tử mà cha yêu. Nếu như tiểu phụ thân gặp được người cha yêu sâu đậm, cũng sẽ không lại như vậy mà quan tâm mình chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đầu óc trống rỗng. Con, con... Từ trước đến nay, nàng rất ít khi bị á khẩu thế này. Giờ nghĩ chỉ cần có người thay thế nàng, cướp đi những yêu thương che chở kia. Nàng hoảng hốt, nàng không biết phải làm sao cả. Con không muốn. Đoàn một ngày trong nháy mắt, mặt mày tái nhợt. Hàn lạc thật cao hứng, cũng rất hối hận chính mình không có sớm một chút mà tham gia, bởi vì Húc Nhi ca tính trưởng phu, nàng biết rõ ép buộc chỉ biết không được, cho nên mình cho tới bây giờ cũng không can thiệp bước đi của nó. Nhưng Húc Nhi thật sự là kéo quá lâu, làm hại Tiểu Ngào thành mục tiêu mọi người trong thôn, hảo ý cùng nhiệt tâm của mọi người đều bất trí bất giác thành một loại tổn thương vô hình. Phương pháp tốt nhất cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Ngài chủ động triển khai thế công vấn đề bây giờ là tiểu ngài đạo hạnh còn không có, Căn bàn là đánh công lại hút nhi sâu xa khó hiểu. nàng nhất định không phải là kiểu tiểu ngài liều lĩnh bốc đồng như vậy mới có thể đem hút nhi nhìn ra thái độ của mình. kỳ thật còn cũng không cần quá lo lắng đâu, còn không biết là hút nhi đến bây giờ đều không có dự tính thành thân, rất có thể là vì hàn lang chuyện lại truyền qua đột nhiên câu đó còn cố ý nói lại dùng ánh mắt thâm ý khác cười ngó qua nàng. Bị đe dọa cùng kích lệ luân truyền kích thích như vậy, vẽ ra tình cảm chân thật mơ hồ thoáng chốc đã trở nên võ ràng vô cùng, làm cho nàng như bị đả thông minh kinh mạch. Đem mọi lời của cha mình đối tốt với mình, giữa hai người có cử chỉ thân mật, hoàn toàn thành, điều kiện chứng minh cho một chuyện thực. Tiểu ngài trái tim đập bình bịch, chuyện vừa rồi làm cho nàng bài xích không thôi hôm nay lại ra một sự mong đợi cha đang đợi con lớn lên sao nàng hoàn toàn không ngại là nữ nhi thành con dâu nuôi tử bé chỉ cần có thể lưu lại ở bên cạnh cha thì liên tục có được cha yêu thương nàng cái gì đều không để ý nàng bây giờ chỉ hy vọng tới lời của a bình nói toàn bộ là thật cũng hy vọng mình không có đoán sai ám hiệu của mẹ con bé một chút liền thông làm cho hàn lạc cảm thấy mừng rỡ không thôi tình yêu vùi trong cát nhiều năm chỉ là đang chờ đợi một thời cơ để nảy sinh hôm nay nên đến lúc rồi có lẽ nên nói là nó muốn bảo hộ con hàn lạc đối với nàng nháy dưới mắt còn nhất định phải cho nó biết tâm ý của con đừng làm cho hai bên lại lãng phí thời gian nữa nhưng nhưng cha cũng biết rõ con đã trưởng thành cũng biết con rất thích cha tiểu ngài về mặt hoang mang đây không phải là chuyện rất rõ ràng hay sao còn chưa đủ con không ngẫm lại xem hai con trong lúc đó cùng với cha mẹ tiểu thuận cùng linh nhi có gì khác biệt không hà làng cho manh mối nói thêm gì nữa thì liền quá rõ ràng nàng tin tưởng theo tiểu ngại là thông tuệ nhất định sẽ hiểu được nàng đang nói cái gì nghĩ đến trượng phu năm đó cũng là trải qua một việc mới bằng lòng thừa nhận hắn đã bị nàng lấy bắt trái tim là chuyện thực Hàn Lạc không khỏi tự đáy lòng cầu nguyện. Nàng không sợ hai đứa bé lòng ngoằng, nàng chỉ hy vọng tiểu ngài có thể hiểu ra dụ húc nhi, toát ra tình cảm chân chính mà không phải dẫm vào vết xe đồ của cha mình, kiều ngạo che mắt trái tim. Bạo can mà làm đi, cha mẹ tuyệt đối sẽ ủng hộ con. Nên nói thì đã nói tất cả rồi. Hàn Lạc đứng dậy để cho con gái ngồi một mình suy tư. Mẹ đi trách viện, mọi người đang chờ ta gian bệnh đấy. Nương à, chờ một chút, con không hiểu. Mà kệ con bé có hỏi ra sao, Hàn Lạc cũng không quay đầu lại, để nàng một mình ở lại chỗ này. Tiểu Ngài đành phải dựa vào chính mình đau khổ mà suy tư. Kém ở đâu nhỉ? Ôm nên nắm tay đều có. Trà trước kia còn để cho nàng ngồi trên đùi. Chỉ là gần đây tương đối ít mà thôi. Thế này còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ lại muốn như cha đối với nương mà hôn rồi lại hôn như vậy? nàng ngần ra, huyết khí ẩm ẩm răng trào. Trước kia chỉ là cảm thấy hình ảnh kia đẹp mắt. Hôm nay sao lại làm cho nàng mặt hồng tim đập như thế này? Khác biệt kia thật sự là rất lớn sao? Nếu không đại phu đã già như thế, vẫn ưa thích cùng nương nương khanh khanh ta ta đây. Nghĩ đến người cha nuôi từ nhỏ của mình chung sống, là một nam tử rất tuấn tú, lại dạy ôn nhu hôn nàng như vậy. Tiều ngài khuôn mặt trắng, lộ hồng đỏ ửng cái cảm giác chưa từng nhận thức qua kia làm cho nàng vừa thẹn thùng lại vừa mong đợi nàng thật muốn biết thật muốn biết đấy muốn tìm ai để hỏi bắt đầu lại bất an nhưng mà nương đã đi xem bệnh ở chỗ người cư nhiều như vậy cho dù nàng muốn nhanh mồm nhanh miệng cũng không thể nói chuyện như vậy trước mặt mọi người được nàng thực là ngốc trực tiếp tìm cha thử thì tốt rồi phát hiện nàng có ý định này thì tiểu ngài có chính mình một cái. Chỉ tiếc là phụ thân hôm nay đã đi hàng xóm nói chuyện công việc rồi. Ít nhất phải chàng vạng mới trở về được. Nghĩ đến còn phải đợi, nàng ảo mão công ngồi Không được, không có được. Nàng không thể ngồi ở một chỗ để đây ngây ngần hết cả người. Nàng phải nhanh giúp nương xem bệnh nhân, rồi sau đó mới có biện pháp hướng nương mà hỏi kỹ. Sau đó nàng muốn đi cùng A Bình xin lỗi, thuận tiện cùng cậu ấy lãnh giáo một chút. Nàng còn có thể hỏi Tiểu Thuận và Linh Nhi Đại phụ thân nữa Nếu như có thể Nàng thật sự là không muốn hỏi ông ấy đâu Còn tưởng rằng thời gian dư thừa Đột nhiên trở nên không đủ dùng Tiểu ngải nhanh như bay Trên mặt tràn đầy hưng phấn Chạy cấp trời khỏi phòng Mức dũng cảm thái quá ập vào nàng Hồn nhiên cũng không nghĩ sau này Nếu bị cự tuyệt thì sẽ như thế nào Chờ sau khi cha trở lại Nàng phải làm như thế nào đây điều này có thể phải từ từ suy nghĩ một chút. Còn đang làm gì vậy? Đoàn Mộc Húc nhìn xem nữ nhi xinh đẹp này, liều mình muốn chân lên đùi mình, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi: nhà đầu này hôm nay dây thần kinh nào lại bị chập mạch rồi sao? Từ khi hắn trở về liền buồn bực không lên tiếng, không giống bình thường. Chỉ cần bạn này gặp được chuyện gì sẽ nói mọi chuyện lớn nhỏ cho hắn nghe. Còn hôm nay thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không cùng nhìn lại hắn nhưng rồi lại bị hắn nhìn được bắt được vẻ mặt liếc trộm hắn muốn nói rồi lại thôi đoán chắc nó sẽ giấu không được chuyện nên hắn cố ý bất động thanh sắc chờ chính nó sẽ nói không được mà khai ra kết quả ngay cả vào thư phòng hai người ngồi một chỗ theo thường lệ ngồi ở bên cạnh hắn nó cũng không nói một câu nếu là nó muốn cố ý thử kiên nhẫn hắn cũng sẽ bồi phụng nhưng hết lần này tới lần khác lại cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn, nhưng người lại không an phận chuyển chuyển, lại còn một bộ điểm nhiên như không, chỉ là không cẩn thận mới ngồi trên đùi của hắn. Vấn đề là giờ nó lớn như vậy, muốn hắn phối hợp làm như ra vẻ không thấy thì quá ép buộc. Hắn ngược lại rất muốn biết, nó sẽ giải thích như thế nào về cái tình huống không cẩn thận này. Lầm vào cục diện bế tắc, tiểu ngài đang buồn trầu không biết làm như thế nào, chỉ đem người truy chuyển lại bị cha không một chút lưu tình hỏi như vậy, làm cho nó không khỏi quẫn tũng mà đỏ mặt. A à Bình nói kỳ thật bọn họ chỉ thiếu một bước, muốn nàng trước hết hãy như bình thường một cách tự nhiên đến gần hắn, rồi sau đó hết thảy sẽ nước chảy thành sông. Nhưng nghe sao chuyện đơn giản mà làm thì lại khó khăn như vậy chứ? Ai ra? Cha mặc kệ con đi. Dù sao thì đã bị phát hiện, nàng rất khoát bấu phiếu cánh tay của cha nuôi, không khách khí một chút, coi cha như trâu bò mà túm lấy thôi. Không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại không làm, đã làm thì làm cho xong. Chứng kiến mình thật vất vả mới rút cuộc an ổn ngồi trong lòng cha, nàng về mặt vui vẻ, đoàn mộc húc nhíu mi, giống như là một khuôn mặt lạnh lùng, kỳ thật chứa đựng một tia không hề nhận ra, đó chính là vui vẻ. Hắn là đời trước thiếu nợ con bé này đi Chỉ có nó sẽ đem thứ hắn tự đèn nén ở trong lòng làm hắn giờ khóc giờ cười cho dù hắn tâm cơ quỷ quyệt cơ hồ không có người nào có thể địch được thì vẫn không ngờ được phản ứng nhanh nhẹn của nó có lúc là ngạc nhiên mừng rỡ khi có lúc lại là kinh hãi làm cho cuộc sống quấy đến lòng trời lở đất nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng đã tuổi này rồi con còn đòi làm như trẻ con làm đúng sao không muốn làm cho nó phát hiện mình cũng rất thích nó ỉ lại đoàn mộc húc cố ý lạnh giọng nói đã bao lâu rồi hắn không cho nó ngồi vào trong ngực mình như vậy phát hiện ra cái cảm giác này cực kỳ giống như lão nhân nhớ lại đoàn mộc húc không khỏi tự diễu câu dẫn ra khóe môi hắn cũng không có mất công mất sức đi nhớ là từ khi nào bắt đầu chỉ là khi hắn ý thức được nó đã trưởng thành thân hình trở nên đủ hấp dẫn đủ để câu dẫn ra một chút ý niệm không nên ở trong đầu mà những cái kia vốn là khi ở trước mặt người khác mới có thể xây nên phòng tuyến bắt đầu từ từ kéo dài ngay cả khi bọn họ ở một chỗ như xưa đều đứng sững hắn đương nhiên không có cẩm thú đến mức đối với con gái của mình mà ra tay nhưng khi nó dùng cặp mắt hoàn toàn tin cậy trong suốt to cười nhìn hắn làm người hắn mềm ra không biết lúc nào thì sát lại gần như là bị lực hấp dẫn phảng phất nói cho hắn biết rằng hắn có thể muốn làm gì thì làm hắn có thể mỗi lần ý nghĩ này dâng lên còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa cũng sẽ bị hắn hùng hằng đè xuống đồng thời cũng đem khoảng cách giữa hai người càng ngày càng kéo thêm xa nó là nữ nhi của hắn bộ dạng có đẹp như thế nào cũng là nữ nhi của hắn không hơn không kém hắn một lần lại một lần cường ngạnh tự nói với mình hoàn toàn không có muốn suy nghĩ dưới đáy lòng tạo sự táo bạo kia đến tận cục là vì sao mà tới. Con cũng không phải là đang làm nũng mà. Tiêu Ngài không phục mà kháng nghị. Nàng là đang dụ dỗ mà không thấy được ánh mắt của nàng muốn nói dối với cha đang nháy nháy mắt sao? Không có phát hiện tay nàng đang liên tục muốn dường như là vòng quanh eo của cha sao? Tại sao có thể đem nàng nói như khi còn bé ngây thơ chứ? Nàng đột nhiên phát hiện những cử chỉ này giống như là trước kia, là phương thức làm nũng thật sự cũng không có gì là khác biệt. Rốt cuộc là kém ở đâu? Vừa mới bắt đầu liền cực kỳ không thuận, làm nàng tâm tình vô cùng ẻ oải. Cho dù là thấy nhiều hơn nữa, lại có tiền bối chỉ điểm, nhưng thiếu hụt kinh nghiệm thực tế, nàng cũng chỉ biết học đến như thế nào cũng khó mà dùng được. Hãy mau xuống đi, còn như vậy ta không thể làm việc được. Đoàn Mộc Húc lạnh nhạt nói, có lẽ là quá lâu không để cho nó sát gần mình như vậy nhiều thứ thấy đã khác giờ hắn cũng nhận thức là nó không còn bé nữa bây giờ nó đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra vị kiểu vị của nữ nhân nghe được cha muốn đuổi người thì điều ngài bắt đầu nóng này nàng thật vất vả mới ngồi được làm sao có thể liền rời đi như vậy nàng còn muốn làm như không có để cầm lấy bàn tay của cha hỏi cha là có thích nàng không bàn tay thẹn thùng nhỏ bé chạm lên lồng ngực của hắn tràn đầy khẩn trương tính toán kế sách hấp dẫn toàn bộ rối loạn sợ tanh chân nàng không ủng hộ làm luôn mục tiêu cuối cùng nàng ôm gái của cha rồi đem ôm lấy cha dùng sức đua môi của mình lên cử chỉ này hoàn toàn ngoài dự liệu làm cho đoàn mục hức toàn thân cứng đờ Trừng mắt nhìn nó chưa bao giờ từng gần mình như thế này lại còn ở trên miệng hắn hút rồi lại cắn đau đớn dày vò lấy hai bên. Rốt cuộc là nó đang làm cái gì chứ? Kiếp sợ rút đi bay lên thành vẫn nộ. Đoàn mục húc cặp mắt từ trước đến giờ, sâu không lường được. Còn người đen tức muốn phun ra lửa. Tay nắm thành quyền đen nén tức giận, lại dùng một thái độ lạnh lùng chờ chính nó kết thúc sự náo loạn này. Như thế nào? Tuyệt không như nàng nghĩ. Chà không một chút phản ứng nào, chỉ có cảm xúc đau đớn làm cho nàng lúng túng đình trị trận đánh bất ngờ này lại vẫn còn một tia hy vọng len lén quan sát lên nét mặt của cha đó là một đôi mắt bắn ra tia bén nhọn tán loạn làm nàng rơi xuống tận đáy cốc cha cha không thích sao cho dù cô sở đến rất muốn tại chỗ lên tiếng khóc nhưng nàng cũng chỉ biết miễn cưỡng đối với hắn nở ra một nụ cười nàng còn dám có vẻ mặt vô tội như vậy để nhìn xem hắn ư Đoàn Mộc Húc bỗng nhiên có gan muốn hung ác hôn lại để trả thù dục vọng của nó. Phát hiện đến chính mình lại có loại ý niệm này trong đầu, mà tầm mắt của hắn cũng không ý thức được, lại rơi vào đôi môi mê người đỏ tươi kia, làm hắn lại càng tức đến không biết là muốn bóp chết nó hay là bóp chết chính mình nữa. Tại sao còn lại phải làm như vậy? Hắn nhất định phải dùng hết tất cả kiềm chế mới có thể cắn răng hỏi ra những lời này mà không phải là trực tiếp muốn nắm lấy đầu vai của nó mà thét lên thái độ của cha làm cho nàng không dễ chịu bị tổn thương không hiểu rốt cuộc là sai ở đâu vì cái gì mà cha lại tức giận như vậy cha cần phải rất vui vẻ chứ không phải sao chẳng lẽ là bọn họ đều đã nghĩ sai rồi sao kỳ thật cha cũng không thích nàng nghĩ đến chính mình yêu một người nhưng người đó lại không hề nghĩ như vậy làm trong lòng của nàng đau xót còn đã trưởng thành không phải là một tiểu quân hương tiểu ngài nhịn không được mà nghẹn ngào vẫn không lùi bước dũng cảm biểu đạt điều nàng muốn nói còn rất yêu cha muốn cùng cha thành thân muốn cùng cha làm xong thật nhiều chuyện tốt nếu như con có làm không tốt cha dạy con sẽ hào hào học có được mà nàng đơn thuần chỉ là muốn bảo đảm là nàng đã lớn lên để đủ trở thành một thế tử ôn nhô lại không hiểu được lần này nói lời thái quá như vậy làm cho nam nhân kia nghe vào trong tai sẽ chuyển thành một loại hàm nghĩa khác huyết mạch căng phòng. Đầu óc vọt ra hình ảnh nhô mì rung động. Đoàn mộc húc cho dù là đem suy nghĩ không nên, nén xuống, nhưng tim không ngừng cuồng loạn. Tình huống vượt qua ngoài tầm khống chế, làm cho hắn quá tức giận, lại vừa giận con bé, vừa tức mình dễ dàng như vậy đã bị trêu trọc. Khi con bé làm ẩm ý không nhận hắn là cha, thật vất vả nuôi lớn để giải quyết xong, thì ẩm ý muốn làm vợ của hắn. Vì cái gì? Nó không thể an phận thủ thường với thân phận nữ nhi này. Nó rốt cuộc là muốn đem hắn bước đến mức nào mới cam tâm đây. Còn coi ta là cái gì hả? Lờ giận lại càng rực lên, khẩu khí của hắn lại càng lạnh lẽo. Nó có thể nào như vậy mà xuyên tạc hắn đối với nó yêu thương chứ? Kiều toàn bộ lại thành tàn nhẫn lên án hắn. Lên án hắn tâm địa cũng bất quy. Lên án hắn mang lá cờ là thân phụ nhưng cực kỳ đem nó độc chiếm. Ta dẫn con về đây, chỉ là vì muốn một nữ nhi. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng có ý niệm muốn kết hôn, để con làm vợ của ta trong đầu. Hắn là ngẫu nhiên sẽ thác loạn, nhưng hắn cho tới bây giờ sẽ không có bỏ mặc khi chính mình bước vào cái kia vạn kiếp bất phục. Đang nổi giận, hắn cũng không có phát hiện kỳ thật, chính cái ý nghĩ này đã đem tình cảm của hắn rõ rành rành. Hắn lại chấp nhất kiên trì ngay từ đầu động cơ của mình là thuần khiết mà không nguyện đối mặt với phần tình cảm đã sinh ra thật kia. Nhưng, nhưng mà... Nương không phải là nói, nàng sợ liên lụy đến người hỗ trợ nàng, đành phải đem những lời kia nuốt trở vào. Trong lúc nhất thời không có cách nào phản bác, nàng gấp đến độ nước trong hốc mắt cũng muốn chảy ra. Không, nàng không thể khóc, như vậy cha sẽ cho rằng nàng là hồ nháo. Nàng cắn môi nín lệ, muốn chính mình kiên định đưa ra những cái dùng để trấn an thành nghi vấn của bọn họ nếu không sao cha tuổi còn trẻ lại còn phải dưỡng nữ nhi chứ vì cái gì cha không để cho con lập gia đình vì cái gì cho đến bây giờ còn không lấy vợ vì cái gì cha muốn con gần cha như vậy điều này là vô cùng kỳ quái mà cũng là bởi vì những câu hỏi liên tục này manh mối chỉ hướng đến của một đáp án nàng mới có thể tin tưởng kỳ thật cha cũng thích nàng lại không nghĩ tới rằng khó nhịn được thất vọng nàng vẫn còn khóc lên vừa rồi tình yêu chôn giấu nhiều năm sáng tỏ minh bạch rồi lại tại cùng một ngày đã bị người ta cự tuyệt thật đà kích biến hóa quá nhanh làm cho nàng căn bản không thể chịu nổi nếu như nàng bất quá có kinh nghiệm một chút nàng sẽ phát hiện ra cha đang giấu đôi mắt ở sâu trong ngay cả chính hắn cũng chưa phát giác tình cảm cùng dục vọng của mình nhưng nó chỉ là một người mới từ u mê tỉnh ngộ. Dù sao thì nàng mới chỉ là một thiếu nữ tinh khiết, đã hoàn toàn trong lòng rối loạn, căn bản là cũng không có dư lực để đi quan sát tinh tế. Bởi vì hắn nhàm chán, bởi vì nàng còn nhỏ, bởi vì hắn không muốn cưới, bởi vì hắn từ nhỏ liền đích thân dẫn nàng đi. Kia tất cả đều là những điều trước kia nó hỏi qua hắn, chỉ là có hỏi mà thôi. Đoàn một Húc rất rõ ràng chính mình đã nói qua không dưới 100 lần giải thích, đem nó áo khẩu không trả lời được, kết quả tức cười giờ lại ngược lại là hắn. Bởi vì lý do đó chỉ có thể nói qua cho vài điều, khi nó còn nhỏ có thể thuyết phục, nhưng khi giờ nó đã trưởng thành rồi, vấn đề là nếu hắn nói thật ra thì sẽ đả thương đến con bé. Hắn có thể nói ban đầu là vì muốn thay thế tiểu Thảo, mới mang nó trở về sao? Hắn có thể nói, hắn đem nó giữ ở bên người, là vì muốn hưởng thụ cảm giác khống chế người khác hay sao? Nếu như con muốn xuyên tạc hành vi của ta, đối với con như vậy thì tùy con. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng mặt lạnh để đối mặt với những nghi vấn của nó. Nhưng hắn cũng biết rõ, rồi lại như trước giờ không hỏi. Sau này, nổi hứng đẹp trời lại hỏi. Nhưng tâm trạng của nó thì... Quả nhiên, nàng dừng lại khóc thút thít ngừng đầu nhìn cha nuôi nước mắt tràn mi, con mắt tràn đầy sự không thể tin được. Nương muốn nàng bạo gan đi nói, à bình muốn nàng triển khai hấp dẫn, nàng đều đã làm theo. Tấm lòng của nàng trơ trụ mất đi, nhưng cha lại vẫn giống như là một đối phó với một đứa trẻ, cố tình gây sự, hoàn toàn không có đem sự cố gắng của nàng để vào trong mắt. Cha tại sao lại có thể như thế chứ? Nếu chưa cha còn lừa mình dối người, vậy thì tùy cha nàng quá tức giận dùng hết toàn lực hô lên những lời này rồi xoay người chạy ra khỏi thư phòng cho đến khi người kia đã đi xa đoàn mộc húc vẫn kinh sợ ngồi tại một chỗ nó trước khi đi ánh mắt nói những lời này rốt cuộc là không tha cho chuyện này sao cặp mắt kia luôn lóng lánh to tròn đây là lần đầu tiên xuất hận oán hận thống khổ phảng phất trong giây lát từ một cô bé ngây thơ lột xác thành một cô gái trưởng thành quyến rũ. Mặc kệ xem nhẹ khí thế, buộc hắn phải nhìn thẳng. Nó đã trưởng thành. Đoàn một húc nhắm mắt lại, nét mặt của con bé cứ lặp đi lặp lại trong mắt mình. Hắn không khỏi cảm thấy bực bội mà đứng dậy. Thật là đáng giận. Rốt cuộc là ai đã xuôi nó có những ý tưởng kỳ cái này? Buổi sáng hắn ra cửa nó vẫn đang còn tốt mà. Đoàn một húc đi qua đi lại, giận dữ đem tất cả tâm tình, toàn bộ chồng chất vẫn nổ hoàn toàn không muốn thừa nhận mọi việc đã qua khỏi sự khống chế của tay hắn. Hắn bị nữ nhi kém mình 6 tuổi làm cho vô dụng và thất sách. Thoáng nhìn trên bàn có phong thư chữ viết xinh đẹp. Hắn ngừng lại. Vốn là tâm tình phiền loạn, lại càng thêm hồng bét, làm cho hắn muốn rống thật to. Hắn đã có thể quên được chuyện này. Lúc trước, hắn cũng không cảm thấy có bất cứ một chuyện gì bất thường cả hôm nay sau khi nhóc con này đối với hắn biểu lộ tình yêu sau thì thấy lại khó giải quyết không thôi vì cái gì hắn có cảm giác là ông trời đang trừng trị hắn vậy khi con bé giận dỗi hành vi thì như thế hắn cũng không tận tâm tận lực làm được một người cha tốt có trách nhiệm sao hắn không thẹn với lương tâm căn bàn cũng không cần bấm bụng bấm xạ tiếp nhận sự đùa bỡn như vậy tức giận chuyển thành cao ngạo đoàn mộc húc một chút chần trừ cầm lấy phong thư sẽ làm hai mảnh, bốn mảnh, rốt cuộc thì sẽ thành mảnh vụn. Xem ra vốn là tràn trẻ lừa dân bất bình, Tuấn Dung đã khôi phục lại sự lạnh lẽo. Còn người đen sâu xa, làm cho người ta không nhìn ra suy nghĩ gì. Muốn khảo nghiệm hắn, hay là trừng phạt hắn thì cứ việc đến. Hắn, đoàn mộc húc, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lấy phần kiêu chiến này. Nàng biết giờ đây mình tâm tình là như thế nào Thật không hiểu nên là cao hứng Hay là nên khổ sở nữa Dù cho một đêm kia nàng đã khóc Đến mệt mỏi mà ngủ Hôm sau tỉnh lại Nàng ngoài trừ hai mắt vừa đỏ vừa sưng Cũng chỉ biết tức cha Cũng không được Đường đoàn mục húc lại dùng thái độ Như không có chuyện gì phát sinh Rất bình tĩnh mà nói với nàng Nàng cũng liền theo hắn vừa nói vừa cười lên Cho đến khi hắn đi ra cửa Hàn Lạc mới lén hỏi nàng như thế nào Nàng mới nhớ tới giữa bọn họ Đã không còn như trước Mà ảo não sầm chân Mặc dù đã bị hung hăng cự tuyệt Nàng cũng chỉ biết phải tích cực May dạn dày mặt lớn Mà đối mặt với cha cầu ái Mỗi một lần không phải là hắn nói Muốn nàng rời đi Thì chính là nàng bị tức Đến khóc mà chạy đi Nhưng nàng vẫn như xưa mà kiên cường Bởi vì khi biết thật ra là mình yêu cha nuôi nàng không muốn buông tha. Nếu chỉ là cam nguyện làm thân phận nữ nhi, sẽ bỏ qua cơ hội cùng cha bên cạnh Vĩnh Kiều. Không thành công thì cũng thành nhân. Nàng liên tục ôm chặt niềm tin như thế. Thời gian đã không cho phép nàng ngốc nghếch mà chờ đợi nữa. Cho dù lại mất mặt mà khóc đến thảm, nàng cũng tuyệt sợ không lôi bước. Nàng không cần phải chờ đến lúc cha cưới người khác, lại đến lúc đó mới hối hận thì đã muộn, nên nàng phải tranh thủ mà thôi bị nó quân lấy còn phiền là muốn làm cho hai bên yên tĩnh cùng một lúc đoàn mộc húc lại còn muốn để nàng đi khỏi thôn rời khỏi nơi này đến kinh thành nơi nàng chưa từng thấy qua cha không nói thực sự làm cho nàng thức mà chết cho dù là mẹ hàn lạc cũng đã giúp nàng nói nhưng là vẫn không biết cải biên được quyết định của cha rồi cần nóng giận bắt nàng phải đi theo bằng bất cứ giá nào đi thì đi chỉ cần không phải là bức nàng lập gia đình là được rồi. Nàng sẽ chứng minh, nàng tuyệt đối với cha tình cảm không phải là chia lìa ngắn ngủi mà có thể phai nhạt được. Nàng cho rằng chỉ cần nàng chịu đựng qua khảo nghiệm này sẽ làm cho cha hiểu thêm về quyết tâm kiên định của mình. Nàng lại không nghĩ rằng thì ra là có một bí mật lớn như vậy, nàng từ đầu đến cuối đều góc mặt chỉ là nàng chẳng hay biết gì cả khi nàng chờ hai ngày nữa tới kinh thành thì chàng vàng một đôi phu thê trẻ tuổi mang theo một đứa bé trai tới đoàn mộc phù tiểu thảo à thật sự là con sao chứng kiến hai người kia hàn lạc ôn nhu hôm nay lại kích động đến vừa khóc vừa cười tại sao về mà lại không nói chứ hại nương một chút chuẩn bị cũng không có ta còn phải quét dọn nhà cửa lại phải làm thêm một chút đồ ăn lão thiên lão thiên à lần đầu tiên chứng kiến mẹ hàn lạc như vậy bộ dáng tay chân luống cuống tiêu ngài cảm thấy hơi buồn cười nhưng từ tiếng gọi kia nàng đoán ra đó chính là vị nghĩa tỷ mà nàng chưa bao giờ thấy qua nàng không khỏi tò mò nhìn mấy lần chẳng biết tại sao nàng cảm thấy gương mặt đó rất quen thuộc giống như là nàng cũng không biết là lần đầu tiên gặp mặt vấn đề là nàng cảm thấy căn bản không có khả năng bởi vì bọn họ kể từ khi thành thân thì liền hành tẩu giang hồ, bốn phía giúp người nghèo khổ, bình thường đều dựa vào thư để liên lạc. Lúc sau tiểu phụ thân thay thế cha mẹ đi thăm bọn họ, vậy là nhiều năm qua bọn họ lần đầu trở lại nhà mẹ đẻ. Con có viết thư, cha mẹ không có nhận được sao ạ? Tiểu thảo thật vất vả mới chen được vào mà nói. Hàn lạc sừng sốt lập tức nghĩ thông suốt. Tiểu thảo thư đều là do tiểu húc nhi xem trước sau đó mới sẽ cho chuyện phút thế bọn họ. Húc Nhi chẳng những che giấu chuyện này, lại còn đúng lúc nhạy cảm này, muốn đem tiểu ngài đi kinh thành. Không muốn làm cho hai người này chạm mặt, dụng ý là quá rõ ràng rồi. Húc Nhi có thể băn khoăn đến điểm này, nàng đương nhiên thật cao hứng. Điều này có nghĩa là nó băn khoăn lo nghĩ tới cảm nhận của tiểu ngài. Nhưng vì sao nó lại không dám đoán ra tâm tình của chính mình cơ chứ? Liếc thấy nghĩa nữ vui sướng, làm cho hàn lạc ý thức được một vấn đề càng nghiêm trọng mà ngay cả việc phải đưa qua nhìn đứa cháu đầu tiên cũng đã quên trong lòng đang tính toán phải như thế nào mới không để lại dấu vết xử lý thì hoác tiểu tử đột nhiên toát ra một câu nói làm cho nàng nghe mặt lên biến sắc rất giống mẹ đúng vậy tiểu ngài ngạc nhiên mừng rỡ thấp kêu lúc này mới phát hiện ra miền lai mỗi ngày do gương đều thấy gương mặt này Nàng cùng với nghĩa tỷ là nhìn giống nhau Hai người nhìn nhau bèn cười Bất quá tiểu thảo tỷ tỷ So với mụi ôn nhu yên truyền Mụi thì giống một nha đầu Em là cây ngải cứu có đúng không? Chuyện về cô bé này Tiểu thảo đều là từ đoan mộc húc nghe được Cho nên cũng liền theo nhóc Gọi cô bé là cây ngải cứu Không nghĩ tới chúng ta không chỉ là cùng tên Lại lớn lên còn giống nhau nữa Cho là sự trùng hợp nên mừng rỡ làm cho câu nói thêm vài câu. Hàn Lạc bị hù dọa, tìm đập đều nhanh không ngừng. Còn chưa kịp nói sang chuyện khác thì cây ngải cứu đã mở miệng. Cùng tên ư? Nàng có hiểu hỏi nhỏ. Lập tức nghĩ đến cây ngải cứu đúng là một tên loại thảo dược thì bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay. Bởi vì cha mẹ cũng gọi tỷ là tiểu thảo, bảo muội là tiểu ngải. Cho nên muội mới không có liên tưởng có liên quan đến. Nếu không thì sớm đã phát hiện thật đúng là đó, nương ngay cả là nương, thần ý còn không chú ý tới đây. Đúng vậy. Hàn Lạc lần tránh thầm mắt của con bé, cười thanh âm cứng đờ, chuyển hướng phu thê của nghĩa tử. "Hoặc Nhung à, Tiểu Thảo à, hai con đi đường có mệt không? Có muốn đi tắm rửa không? Sau khi chúng ta nói chuyện hàn huyên một chút nhé." Nàng phải lén lút cùng nghĩa nữ nói một chút, chứ không thể cho hai đứa tiếp tục nói chuyện theo vấn đề này. Nếu như không phải hàn lạc quá mau, đem chị mang đi thì khả năng cây ngải cứu còn sẽ không phát giác. Nhưng mà cử chỉ giấu đầu hở đuôi kia ngược lại dẫn tới nàng cảm thấy nghi ngờ. Không đúng, nàng thường bị người ta gọi là tiểu ngải nên không thấy có gì chung. Nhưng tinh nương thông dược thảo thì làm sao có thể không biết. Còn có chuyện mình và tỷ ấy giống nhau, người trong thôn gặp không ít đi thì không nói làm gì. Ngoài cha mẹ trong nhà Còn có rất nhiều lão nô bộc Cũng có thể biết chuyện này Sao lại không ai nhắc tới chứ Bọn họ tại sao phải tận lực giấu giếm Càng nghĩ thì trong lòng nàng càng cảm thấy run lên Không thể dùng hai từ Trùng hợp để tự lừa dối mình Vậy thì tiểu phụ thân thì sao Là tình cờ nhặt mình hay là cố ý Cha liên tục muốn mình điềm đạm nho nhã, muốn nàng biến thành tiểu thư khuê các hay là còn có mục đích gì khác đây? Nàng không muốn hoài nghi, nàng cũng rất muốn tự nói với cha mình, đối tốt với nàng, tất cả là đều xuất phát từ nội tâm. Nhưng ở trong mắt hắn, nàng thật sự là nữ nhi hay sao? Nàng nhìn về phía nghĩ tỷ, vốn là cảm thấy rất hâm mộ tán thưởng ngữ tử ấy, ưu nhã. Nhưng tổn thương này khiến nàng cực độ đau nhức, toàn thân lạnh như băng. Tiểu ngài à, không cần phải suy nghĩ lung tung. Hàn Lạc vội vàng đến bên cạnh con bé. Nhưng câu nói kia chẳng khác gì là dám tiếp xác nhận suy nghĩ của nàng là đúng. Cây ngài kêu nhắm mắt, cố gắng đem những suy nghĩ hỗn loạn kia đầy rời đi. Không cần phải nghĩ, không cần phải nghĩ đến. Nàng muốn hỏi cha, có lẽ thật sự là trùng hợp mà thôi. Nàng muốn nghe cha trả lời. Mặc dù đáp án đã rõ ràng như thế, nàng cũng chỉ biết ôm một tia hy vọng, nói một cách khác là trực tiếp bỏ đi sự hiện hữu của mình mà trời đất sụp đổ. Tiểu Thảo không biết mình nói cái gì sai, chỉ có thể cầm tay trưởng phu yên lặng đứng ở một bên. Hai người tại sao lại ở đây rồi? Vừa mới vào nhà thì Đoan một khúc đã nhìn thấy những người này, không có một câu hoan nghênh, cũng không nhìn thấy nghĩa tỷ mà vui sướng, là thái độ lạnh buốt vô tình như là một khách không mời mà đến. Lại nhìn đây cây ngái cứu vẻ mặt đau lòng. Con mắt đen nghiêm nghị kia thoáng lên một tia ảo não, rồi lại lập tức biến mắt. Hắn muốn dùng ánh mắt bén nhọn đến cực điểm bao trùm hết thầy. Hắn cũng không muốn làm cho nó biết rõ. Đã đem mọi chuyện an bài tốt, mà kết quả lại vẫn bị rối loạn. Tiểu Thảo nghĩ nhanh tới để nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Chúng ta ở trên đường cũng không dừng lại cho nên mới tới sớm trước vài ngày. Hoặc nhung thay thế từ mở miệng, tâm tư của hắn đã phát giác được tình huống có một chút gì không đúng. Hắn cũng không lãng phí thời gian vô vị khách sáo cùng Hàn Huyên, mà trực tiếp có đáp án mong muốn. Giờ khắc này, đoàn Bộc húc cơ hội xúc động, muốn nhìn trời mà kêu gào. Kế hoạch của hắn tỉ mỉ, thậm chí sợ có số sai sót còn đi trước khi họ đến. Kết quả là tiền tính vạn tính thì không bằng trời tính. Cây ngải cứu, tới đây. Hắn muốn chính mình, nhưng không nhìn thấy cặp mắt tràn đầy khổ sở kia, dùng giọng hờ hững kêu. Xin lỗi, chúng ta đi trước không tiếp được. Hắn trực tiếp xoay người đi về phướng hành lang dài, cũng không quay đầu lại, cũng biết con bé đã đi theo tới. Đây là hắn nợ nó, nếu là đã không gạt được thì liền nói rõ ràng đi cây ngải cứu lặng lẽ đi theo phía sau tiểu phủ thân trong lòng cảm thấy đầy ủy khuất những năm gần đây khi cha ở trước mặt mọi người đối với nàng biểu hiện lãnh đạm nàng biết rõ đó là bởi vì hắn không muốn làm cho người ta cảm thấy hắn đủ chững chạc, cho nên nàng một chút cũng không để ý chỉ cần cha vẫn lén lút đối với nàng tốt như vậy thì được rồi nhưng mà lúc này đây nàng thừa nhận tiểu thảo thì tồn tại ảnh hưởng tới nàng nàng cần một lời khẳng định để cho nàng biết rõ kỳ thật là mình rất quan trọng hay là cha vẫn dùng thái độ lãnh đạm như thế ghen ghét sẽ cho người ta trưởng thành cho tới nay cũng không biết nhưng sau khi nhìn thấy người rồi thì một niềm tin nghi ngờ nho nhỏ đã trở thành vô hạn trọng lớn cha coi con là thế thân của tỷ tỷ thiểu thảo sao trong lòng vội vàng đã làm cho nàng không chịu nổi vừa bước vào đến thư phòng thì liền lập tức mở miệng. Đoàn Mộc Húc hít sâu một cái, đem tất cả cảm xúc giấu kín ở trong lòng, xoay người thẳng tắp nhìn nữ nhi. Đúng vậy, bởi vì tỷ ấy xuất giá, cho nên nhất định phải có người thay thế vị trí này. Là vì cha mẹ, hay là vì chính cha? Đau lòng, nàng đã bất chấp quên đi việc mình đã che giấu, xem phu thê hàn lạc trở thành cha mẹ. Cha yêu tỷ ấy sao? Mang con về để đền bù tiếc nuối. Khi không có được tỷ ấy sao? Sự liêng thiện bây giờ đau nhức rồi. Vẫn mang lại một tia hy vọng. Coi như là mắng chửi cũng tốt. Chỉ cần chăn nói phủ nhận, nàng có thể không cần lại nghĩ ngợi lung tung nữa. Còn bé tự tiện xuyên tạc tâm tư của hắn. Đoàn mộc hút trực giác muốn phải tức giận bác bỏ. Nhưng đối với đôi mắt tràn đầy tình yêu, cùng khẩn cầu, thì những lời kia đến bên môi lại không thể nói được. Cho dù nói không phải thì như thế nào chứ? Cho dù giải thích đây chẳng qua, chỉ là khi còn trẻ ngu ngốc, tham muốn giữ lấy thì như thế nào? Làm cho nó nín khóc mỉm cười, sau đó lại như mấy ngày nay, dùng sự kiều mỹ ngây thơ, đặc biệt đối với hắn, cầu ái, đem hắn từ từ mất khống chế bước ra khỏi phòng tuyến, để nó hiểu được lúc đó mình đang rất đè nén hay sao? Nghĩ đến con bé sẽ không hề giữ lại sự nhiệt tình của nó Mà đem hắn đốt đến toàn thân nóng lên Rồi lại làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng Không Hắn tuyệt sẽ không để cho chuyện đó phát sinh Đúng vậy Ta từ nhỏ liền muốn kết hôn với tiểu thảo làm vợ Kết quả nàng lại bị hoắc nhung cướp đi Ta không chiếm được nàng Đành phải tìm một người giống như nàng Để bỏ vào chỗ trống Nhưng mà đoàn một Húc muốn chính mình coi thường khuôn mặt đã không có một chút huyết sắc lại hùng hăng đâm xuống một dao bề ngoài thì giống nhưng còn vĩnh viễn không phải là nàng nhìn qua khuôn mặt vô tình tiểu ngài toàn thân lạnh như băng nàng thật lòng muốn khóc lớn để cho nước mắt phóng ra thừa nhận đau đớn trong lòng nàng nhưng nàng lại hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích chỉ có thể kinh ngạc nhìn qua người đã làm cho nàng yêu đem cho nàng một vết thương nghiêm trọng chồng chất. Thể ra là hạnh phúc những năm gần đây cũng không phải là từ trên trời giáng xuống mà là một âm mưu. Tất cả mọi người giúp hắn giấu giếm để cho nàng không một chút nào phát giác ra sơ hở. Nàng cho rằng cái thuộc về yêu thương của mình tất cả đều là một loại chiếm hữu bệnh hoạn, bởi vì hắn không lưu lại được người hắn yêu, cho nên hắn dùng tâm tư coi nàng như tượng gỗ giữ ở bên người. Nhưng nàng là nguyện ý ư? Hắn vì cái gì cũng không hỏi nàng chứ? Hắn dựa vào cái gì? liền quyết định cuộc đời của nàng như vậy. Thật đáng buồn chính là nếu hắn thực hỏi, thì có lẽ nàng cũng sẽ làm việc nghĩa mà không chuồn bước, tình nguyện để làm kẻ thế thân. Còn từ nhỏ, đã không an tính được làm cho ta thất vọng. Khó trách, hắn lại muốn nàng ngậm miệng, Tiểu thảo tỷ tỷ là như vậy, điểm đạm nho nhã. Nàng làm sao có thể mà so với tỷ đấy đây Nàng lại vẫn sợ Sẽ có người thay thế vị trí của nàng Nghĩ đến mình ngốc Thì tiểu ngài lại nở ra một nụ cười Cái vị trí kia đã sớm bị chiếm cứ Hắn là một kẻ vĩnh viễn, viễn không chiếm được người Mặc dù nhìn thấy nó cười Nhưng trên vẻ mặt lại bi thương gần chết Đoàn mộc húc chưa bao giờ từng gặp qua Nó có vẻ mặt đau đớn như vậy Làm cho hắn có một cố xúc động muốn liều lĩnh đem nó ôm vào trong ngực, nói cho nó biết. Hắn đã sớm không coi nó thành người khác, hắn chỉ muốn nó là một tiểu ngày mà thôi, nói nhiều và hoạt bát, đem hắn chọc cho giận lại vừa buồn cười. Nhưng hắn vẫn là lặng lẽ nắm chặt tay, lạnh cốc không nói một câu nào, tùy ý nhìn nó, lệ trượt xuống khuôn mặt. Hắn cùng nó trù toàn đủ cực khổ rồi, cũng đã bị nó trêu chọc đến vô pháp xóa đi tâm tư xấu xa của hắn thay vì bị vùi lấp khỏi vũng bùn thì hãy cho nó đau đến hoàn toàn làm cho nó chết tâm hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ yêu hắn đi ta luôn phải tận lực hắn giật giật khóe miệng giống như là đối với nàng không hề ôm bất cứ một mong đợi nào ta sẽ đến kinh thành nhờ người thân thích giúp con nhìn xem có đối tượng nào tốt không đến nơi đó con sẽ có nhiều sự lựa chọn Kỳ thật, đó cũng không phải là mục đích của hắn, muốn nó đi kinh thành. Nhưng việc đã đến nước này thì cũng là lúc nó nên bương tay. Còn bé đã 18 tuổi, bảo hộ nhiều hơn chính là hại nó. Giúp nó tìm một kẻ chân chính tốt, coi như là đem hết chức trách của một người phụ thân mà làm. Không phải là rơi xuống tình cảnh, ngay cả cha và con gái đều làm không được. Chỉ cần vừa nghĩ tới, nó sẽ bị một nam nhân khác ôm vào trong lồng ngực, thì điên cuồng bay lên. Kenti tị liền cháy sạch Hắn không có cách nào hô hấp được Hắn lại kệ mạnh mà tự nói với mình Đây chẳng qua là thân là thân phụ Ý muốn bảo hộ Khi ký thác một nam nhân tốt Thì hắn nhất định sẽ không khúc mắc Mà đưa nó lên kiểu hoa Sợ hãi lớn nhất đã trở thành sự thật Tiểu ngài vội vàng giữ lấy tay áo của cha Con chỉ muốn gả cho cha Nếu như không phải cha Ai con cũng không muốn cả thể thần cũng không sao muốn nàng không tuân theo tính cách cũng không sao nàng chỉ cần có thể đợi ở bên cạnh hắn mà thôi còn sẽ thay đổi mà còn sẽ an tĩnh còn thật sự sẽ không chọc giận lại cha phàn cầu cha đừng đưa con rời khỏi nhà này càng nói thì nàng càng khóc không thành tiếng tay vẫn nắm chặt áo của cha không tha vì cái gì đều đến khi nàng còn muốn yêu hắn trước lại muốn nói rốt cuộc ủy khuất đến mức nào mới cam tâm đây? Hàn mãnh liệt tự trách cùng với đau lòng. Đoàn mộc húc sắp không duy trì được vẻ mặt nguội lạnh. Không có cách nào tiếp nhận được một phần không hối hận mà hắn sắp phải trả giá. Chỉ có thể lựa chọn dùng cách đả thương đáp lại để phân cách giới tuyến giữa hai người. Nhưng người ta muốn cho tới bây giờ cũng không phải là con. Ta đối với con chỉ có tình cảm cha và con gái cũng đã chịu sự tùy hứng của con đủ rồi. Chỉ muốn giữ lứa lại một chút tình cảm tốt đẹp. Vì con thôi. Hắn dùng lực rút tay của mình về. Cũng không quay đầu rời khỏi thư phòng. Bóng đêm bao phủ đình viện. Một vần trăng sáng in bóng trên hồ nước lặng lặng nằm ở giữa. Bốn phía tràn đầy không khí yên tĩnh. Nhưng đều lắng nghe kỹ. Sẽ phát hiện ra một tiếng khóc nho nhỏ. Bên bờ thuyền truyền đến. Mặc dù khóc nhỏ nhưng bên trong là ẩn chứa sự đau thương cùng khổ sở rõ ràng. Tiểu ngài ngồi ở trên bờ, một bên cạnh tảng đá lớn, đem mình ẩn nút trong bóng tối, vùi đầu trên đầu gối mà không ngừng khóc thốt thít. Nàng cũng không có đi dùng bữa tối, cũng biết làm như vậy đối với vô tê tiểu thảo tỷ tỷ là rất thất lễ, nhưng nàng không có băn khoăn đến nhiều như vậy. Nước mắt của nàng hoàn toàn không ngừng được, nếu là xuất hiện, ngược lại sẽ làm cho mọi người lúng túng. Chẳng bằng trốn ở một nơi không có người phát hiện, như vậy đối với tất cả mọi người đều sẽ tốt. Dù sao chính chủ xuất hiện, kẻ thay thế như nàng, có lý do gì mà mong đợi đây? Nàng tự nói với mình phải bình tĩnh, tiếp nhận sự thật này, nhưng trong lòng lại quá đau. Nàng xích sao cắn môi, không để chiến khóc bật ra. Đây là lúc nàng cảm thấy khó khăn nhất từ lúc chào đời tới nay. Mà thôi, tất cả đều thành tránh chi cơ chứ. Khi có cha nàng cực kỳ ỷ lại, nhưng hôm nay cha lại đem lòng của nàng xé ra từng thành mảnh nhỏ. Mẹ đã cho nàng ôn nhu an ủi, nhưng là đồng lá giấu giếm sự thật. Cho dù nàng dù như thế nào hận cũng không được, thì vào lúc khi nàng vừa vặn bị đả kích to lớn này, thả rằng nàng cứ trốn đi một mình mà xoa dịu vết thương, làm cho những đau nhức ở trong lòng kia mất đi cũng không muốn gặp lại bọn họ. Cảm xúc bị kích động quấy loạn tâm thần, đợi đến khi nàng phát hiện bên cạnh đã có thêm một người, người kia cũng không biết đã đứng bao lâu. Chứng kiến trên mặt đất bóng người cao to, nàng tim lỡ mất một nhịp, gấp vội vàng ngẩng đầu, đập vào mí mắt chính là dung nhan hé ra tuấn ngạo, nhưng lại so với cha càng có mị lực hơn, đó chính là Đoan Mộc Bách Nhân. Gì vậy? Mình thật là ngốc. Chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng hắn sẽ đến ăn uổi nàng sao? Hắn chỉ muốn thoát khỏi nàng còn không kịp ấy là. Cô giờ lại sông lên, băn khoăn nhìn người bên cạnh, tiểu ngài hít mũi một cái, rồi dừng xúc, nuốt xuống sự nghẹn ngào. Mặc dù đại phụ thân về rồi không đây, nương cũng không có. Cơ hội nói với ngài ấy, nhưng nàng tuyệt không hoài nghi, trả đối với tất cả mọi chuyện rõ như lòng bàn tay. Nàng không hiểu được đại phụ thân là làm như thế nào được như vậy nhưng cha đã ở đây thì sẽ không có gì thoát được ánh mắt sắc bén của đại ca thủ này đại vũ thân là đang an ủi mình sao cái này thì không giống tác phong của ngài ấy có lẽ là đoan mộc bách nhân luôn là một thái độ lãnh đạm việc không liên quan đến mình không để cho nàng có cảm giác ngài ấy cũng là đồng lã nhưng cũng có lẽ là ngài ấy bị ngoài ý định tham gia để cho nàng đối với cử chỉ của ngày ấy cảm thấy hiếu kỳ. Ngay cả mẹ Hàn Lạc đều không muốn gặp lại nàng, cũng không có cảm giác bài xích, nhưng lại lặng lặng chờ đại phụ thân mở miệng. Trong giây lát, không có bất cứ một động tính gì. Nàng không khỏi dương mắt trộm dò xét đại phụ thân. Người này lại vẫn nhìn về phía ánh trăng trên mặt nước phía trước. Ánh mắt chuyên chú giống như là không phát hiện ra sự tồn tại của mình khoe môi vẫn rõ không cười hay không mặc dù rất tối mặc dù nàng quận mình nhưng cũng không có làm cho người ta làm như không thấy được chứ tiểu ngài trong lòng nói thầm không có phát hiện mình đã hoàn toàn ngừng khóc thút thít còn có tâm tư đi nghiên cứu tâm tư của đại phụ thân đoàn mộc bách nhân liên tục trầm mặc không nói đột nhiên dịch bước ở trước trên đầu cô bé này từ trên cao nhìn xuống rồi nói ra một câu kỳ quái Hôm nay trăng sáng rất tròn sao? Tiêu ngay sưng sốt, bị chặn tầm mắt nàng, chỉ có thể buộc nhìn qua ánh sáng trong bóng đêm lé lên. Không phải chứ, ngày ấy mới không phải là nhìn cả buổi sao? Vì sao lại còn muốn hỏi mình? Không rõ là chuyện gì, nàng đành phải thất theo trả lời. Nhưng vừa mới mở ra thì nàng lại phát hiện mình không thể đáp được. Chắc là tròn ạ. Nàng nói xong thì lại cảm thấy trột dạ biết rõ chỉ khi nhìn kỹ liền có thể xác định nhưng nàng không dám động bởi vì nàng có cảm giác đại phụ thần muốn cũng không phải là đáp án này không phải là gần ngay trước mắt sao như thế nào ngay cả cái này cũng không biết được chứ Đoàn mộc bách nhân khẽ cười rồi hướng bên cạnh lôi ra tiểu ngài lúc này mới chú ý không trung là ánh trăng kia toát ra ánh sáng ôn hòa bởi vì là con rất khổ sở Càng bạn không có tâm trạng để ngắm nó Đại phụ thân là đang ám chỉ điều gì Nhưng nàng càng nghĩ thì càng không hiểu Vậy lúc con tâm tình tốt Có chú ý qua nó sao Đoàn mộc bách nhân cười Rồi liếc con bé một cái Tiểu ngài bị hỏi khó Thì thật lơ mới có thể trả lời thành thật Rất ít Cũng không hẳn Đoàn mộc bách nhân nhìn lên không trông nói Cũng bởi vì nó luôn ở một chỗ cho nên làm cho người ta đã quên mất nó đẹp như thế nào Cho rằng mọi khi nó vẫn như thế Mặc dù cha đang nhìn Chính là mặt trăng Nhưng nàng biết rõ cha nói rất đúng Tiểu ngài nhìn không được mà nghẹn ngào Sự quan tâm lẫn ăn uổi này Làm cho nàng rất cảm động Đúng là con có Con rất cố gắng cho người ấy biết sự tồn tại của con Nhưng mà người ấy không thích trăng Thật sự là không có thói quen cùng đại phụ thân tâm sự nói xong lời này cũng chỉ biết nhìn lại ánh trăng. Nếu như ánh trăng kia đột nhiên không thấy, thì mọi người sẽ như thế nào? giọng điệu tự tin um dung kia phẳng vất, ngày ấy thực có khả năng ngay lập tức làm cho trăng biến mất, sẽ hụt đến mọi người thất kinh. nói ra những lời này, nàng dừng lại, đột nhiên có vẻ bừng tỉnh một điều. Trăng là quan trọng như thế nào? lại sẽ theo ngày tháng mà khi khít khi tròn. Nếu mà nó tạm thời không tồn tại, thì người ta sẽ cảm thấy rất không sợ hãi, bởi vì mọi người đều biết nó sẽ lại xuất hiện. Hắn và nàng quan hệ cũng là như thế sao? Bởi vì biết rõ ràng, nàng liên tục ở một chỗ này chờ hắn, cho nên mỗi một lần, hắn cũng có thể đi rất tiếu sái, hoàn toàn sẽ không nghĩ qua, nàng sẽ có khả năng rời đi, cũng không có đem tình cảm của nàng chân thành dân tặng đến trước mặt để vào mắt. Nhưng người âu cũng là thích bầu trời có trăng sao không là vì ánh trăng in trong nước kia vừa mới dâng lên được một chút hy vọng nhưng bởi vì nhớ tới sự cự tuyệt lạnh băng của đoan mộc húc thì lại chìm xuống cho dù ánh trăng giả trong nước không thấy thì người ấy cũng sẽ không để ý đâu nàng không dám nàng sợ hắn sẽ đuổi nàng còn không kịp mình lại còn tự rời đi nữa nếu như biết như vậy thời thế trực tiếp không cần làm nữ nhi của hắn thì làm sao bây giờ? Hẳn là nàng không dám thử rồi. Không có thật ra, chỉ có làm như không thấy. Cũng bởi vì bầu trời trăng sáng, với không đến nên mọi người mới có thể cho rằng nó là tốt nhất. Đoàn một bách nhân đem hòn đá nhỏ ném vào trong hồ, đem bóng trăng kia đánh tan. Nhưng nếu mọi người biết rõ, cái ánh trăng dễ nhìn như giờ bàn tay trong nước, kỳ thật lại càng khó nắm giữ hơn. Tâm tự nhiên sẽ nói cho kẻ đó biết đâu mới là thật. Tiểu ngài nhìn bóng trăng thẳng ra, sau đó lại nhìn gợn nước từ từ bình lặng. Theo lời nói, đó là lo sợ không yên. Tâm bất an phàng phất, lần lượt trở nên như là bóng trăng kia mà rõ nét dần dần được chân thực. Nếu như trăng không được thấy, thật sự sẽ rất nghiêm trọng, đến tiền hạ đại loạn sao? Cho dù nàng đã bị thuyết phục, cũng không biết nên làm như thế nào nàng cũng chỉ cần có một chút lòng tin. Nếu như không thử, thì bệnh viễn sẽ không biết được đâu. Đoàn mộc bách nhân hơi nhíu mày, rồi khóe môi vui vẻ càng đậm. Cũng đừng ngốc nghếch, đến lập tức bị người ta bắt trở lại. Ít nhất phải làm cho người đó tìm mười mấy ngày nửa tháng, mới được coi như là biến mất. Đằng sau lời nói này, nói xong lại rõ ràng quá. Vì cái gì? Nàng lại cảm thấy đại phụ thân giống như là có một chút hài hề nhỉ nhìn lên khuôn mặt dâu lên nụ cười nhạt nàng nháy mắt mấy cái rồi sau đó cũng không tự chủ được mà cười theo vừa rồi còn giống như là tuyệt vọng tới mức thiên địa hủy diệt giờ cách nàng rất xa giờ còn sức sống bừng lên tứ chi nàng đánh cuộc nàng không cần phải chỉ để cho ngây ngốc chờ đợi làm nữ nhi ngoan của hắn chính là như vậy hắn mới không sợ hãi rồi ngay cả muốn đem mình đi kinh thành cũng không lo lắng lúc này phải đổi để hắn theo đuổi nàng đổi hắn trở thành kẻ ngu ngốc mở trắng dưới đáy nước kia. Trên mặt tàn ra tia sáng rất chói mắt, nàng nhảy dựng lên phủi mông sạch bụi đất. Tốt lắm, chàng muốn biến mất, muốn hủ dọa mọi người trợn mắt, hà hốc mồm, làm cho mọi người biết rõ chàng có nhiều quan trọng. Nàng lòng đan tràn đầy tự tin biểu thị công khai nói xong, liền không thể chờ đợi muốn đi tiến hành đại kế biến mất của nàng. Nàng mới chạy đi được mấy bước, lại đột nhiên vọt trở lại, cho đoàn mộc bách một cái ôm thật chặt. Cha, cảm ơn ngài. Không đợi đạo phụ thần đáp lại, nàng liền vừa giống như một con chim sẻ, tung tăng nhảy dựng lên chạy đi. Đoàn mộc bách nhân cười khẽ, vất vất áo bị con bé làm nhăn. Tuy nói nó thành ra như vậy, hắn muốn thờ ơ, nhưng nó quá hồn nhiên, dễ dàng bị lợi dụng, cũng làm cho hắn khó trách, có một chút đau lòng. Về phần tiểu tử của hắn, nếu nó không mù quáng đến mức đối với tình cảm của mình lại làm như không thấy, hắn coi như là ra ra phải trợ giúp cho một cơ hội chứ. Dưỡng nữ mới biết ân cha mẹ nhiều năm như vậy, giờ phải để cho nó nếm mùi đau khổ, coi như là đối xử tử tế với nó quá rồi. Chỉ dùng một vài câu ẩn dụ mà nói, liền dễ dàng dịch truyền. Cuộc chiến khiến đoàn mục bách nhân vẫn là chứa đựng nụ cười lười biếng, hai tay chắp sau lưng. Dương Dương tự đắc bước ra khỏi sân nhỏ. Không xong rồi, tiểu ngài rời nhà đi rồi. Một hồi tiếng bước chân chạy dồn dập tới gần, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Hàn Lăng chạy vào phòng khách, ngồi ở trên ghế giữa, đoàn mộc húc mặt biến sắc, lập tức cố gắng lại bình tĩnh. Còn bé chỉ là cô ý trốn đi đâu mà thôi. Đoàn mộc húc lãnh đạm hừ, giống như là lơ đánh nhưng đứng dậy cướp đi Thứ ở trên tay mẫu thân Cơ động nhìn hắn cũng biết Hắn là nóng lòng rõ ràng ràng Mẹ đã tìm trong nhà Cũng không thấy người Mẹ có phải người đi vào trong thôn tìm Nhưng mà hàn là cướp đến độ mau khóc Vậy rồi nàng muốn đi khuyên tiểu ngày ăn một chút gì đó Nhưng lại không có bóng người Ở trong phòng Đồ của nó hình như mang đi một chút Chắc là muốn đi thật rồi Còn mẹ sẽ không đi xa Đoàn bọc Húc đem bất an trong lòng cường ngạnh đè xuống. Hắn không có phát hiện giấy thư trong tay, đã bị hắn nắm chặt đến méo mó. Nó chỉ là trẻ con đang đùa làm siếc mà thôi. Liên tùng không muốn đến kinh thành, chống đối mình chính là rời nhà đi sao. Hắn cũng không tin nó chưa từng xa nhà, nhìn xem nó có thể đi bao xa. Chờ hắn đem nó bắt trở lại, hắn sẽ làm cho nó biết rõ, những cử chỉ ngây thơ này cũng chỉ là vô ích mà thôi cũng khó nói lắm. nó đã cưỡi ngựa đi, con ngựa tốt nhất của ta rồi. nhàn nhã đi vào. đoàn mộc bách nhân lười biếng mở miệng. đoàn mộc húc tâm đột nhiên rơi xuống. hắn biết rõ cha mình nhìn như lo đắng. nhắc tới với thái độ lạnh nhạt. kỳ thật là tất cả đều là thâm trầm tính kế, chờ xem phản ứng của mình. hắn không muốn thua, cũng không muốn bị trúng kế của cha. nhưng mà sự kiêu ngạo không dập tắt được sợ hãi điên cuồng ở trong lòng làm cho hắn đã lâu chưa từng ở trước mặt người khác lộ ra tâm tình ánh mắt như dao bắn về phía phụ thân bởi vì chỉ cần phụ thân nhúng tay thì nguyên bản dễ như trở bàn tay cũng sẽ trở thành chuyện khó giải quyết là vậy sao cho dù là phụ thân thừa nhận tự mình là đưa con bé lên ngựa hắn cũng không có một chút ngoài ý muốn đây là con đang trách ta sao đoàn mộc bách nhân cười ngó qua con trai một cái giống như là tiếc hận, lại giống như là khiển trách mà kẽ thở dài. Kẻ đem con bé đẩy vào tuyệt cảnh cũng không phải là ta. Kẻ tổn thương nó đau đớn cũng không phải là ta. Kẻ cho nó hy vọng, ảo tưởng cho tuyệt vọng cũng không phải là ta. Khách quan mà nói, coi như là khoanh tay đứng nhìn cũng không có gì là đáng trách đi. Đoàn Mộc Húc càng nghe càng kinh hãi, cũng bị ý của những lời kia kích động lừa dần cuồng nộ. Hắn liều mình tự nói với chính mình rằng, đối với những lời kia bỏ qua, cũng không có bất cứ đáp lại, bởi vì hắn chỉ cần nói gì thì liền đại biểu kẻ dụ dỗ không ra gì là hắn. Nhưng hắn thật sự là không nhịn được. Nó là con gái của ai? Cùng ngài không có quan hệ. Hắn lạnh nhạt dùng lại lời nói nhiều năm trước, phụ thần nói cho áo khẩu không trả lời được. Năm đó chính phụ thân nói một câu lạnh lùng giọng điệu mỉa mai, khiến cho mình kiêu hãnh đi tìm một người thay thế làm cho cha định đoạt cha tự dưng lại nhúng tay vào chuyện này bảo sao hắn không tức chứ huống chi tất cả lời nói kia là để hắn lên án là cùng ta không có quan hệ ư đoàn mộc bách không có truy tiếp chọn cái cười về mặt tự hồ còn có một chút hài lòng ta tò mò dù cho cưới tiểu ngải cũng không hẳn là không có quan hệ lại có cái gì phải kháng cự chứ ngài nghĩ sẽ muốn nhúng chàm tiểu thảo sao? Đoạn mộc hút khẩu khí, âm trầm cất tiếng trả lời. Chuyện như vậy còn cần hỏi sao? Hắn là cha của con bé. Cho dù chỉ lớn hơn 6 tuổi thì vẫn là cha. Hắn nếu như thỏa hiệp, chẳng khác nào là chấp nhận những năm gần đây. Hắn đều đang lợi dụng nó, còn nó như là con cừu nhỏ, chờ để bị ăn ngon lành. Hắn không có biện pháp chịu được cử chỉ ti tiệt này ở trên người mình. Ta là loại cầm thú đó sao? Đoàn mộc bách nhân tuy nhẹ, khiển trách, nhưng nụ cười trên gương mặt lại vô cùng vui vẻ. Có vài người tính tình chơi chín chắn, còn trẻ nhất thời sẽ bị lạc, lại không chịu vứt bỏ tự tôn vớ vẩn kia. Người ngoài cho dù muốn giúp, cũng chỉ là lãng phí thời giờ thôi. Đây là đang ám hiểu, con bé rời nhà trốn đi, đã trải qua cao nhân chỉ điểm sao. Đoàn mộc húc căng thẳng cưỡng bách mình phải tỉnh táo lại. Hắn biết rõ cha đã giờ trò, thì không ai bằng cũng biết được cha am hiểu nhất dùng ra nói thật làm cho kẻ ngây ngốc kia khai ra tội trạng nhưng hắn không hiểu được cha suy đoán chu toàn đến mức này hắn rất xác định con bé sẽ không ngốc đến đem cha trở thành đối tượng để thổ lộ còn có một số việc thậm chí ngay cả nương đều không rõ ràng lắm cha lại hoàn toàn đánh trúng điểm yếu phảng phất cha liên tục ẩn vào chỗ tối quan sát nhưng đây là chuyện tuyệt không có khả năng. Bọn họ là người nhà đoan mục, một thân ngông nghênh căn bản kinh tường, lại làm ra loại hành vi này ư? Không, bây giờ không phải là lúc truy cứu cha tại sao biết rõ, rốt cuộc là biết rõ bao nhiêu, quan trọng là con bé đi đâu. Biết rõ chỉ cần hắn chịu hỏi phụ thân sẽ nói, bởi vì người nhìn như vô vị kia, thật sự sẽ chờ hắn khốm núm. Nhưng trong lòng dãy rùa lại làm cho mấy chữ ứ lại tại cổ họng. Những năm gần đây, hắn dùng sự tận tâm muốn chứng minh mình cũng có thể giống như cha hắn, vĩnh viễn ở vào thế mạnh. Hôm nay hắn nhất định phải nhờ vào cha sao? Đoạn mộc húc âm thầm nắm chặt tay, cắn chặt hàm răng cơ hồ kéo căng. Hắn không làm được, hắn không muốn chịu thua. Hắn thà rằng bằng năng lực của mình, đèn khắp thiên hạ lật tung lên cũng không muốn đem tôn nghiêm của mình dẫm dưới chân của cha mà cúi đầu. Cha đừng lại trêu chọc Húc Nhi nữa. Liên tục trầm mặc hàn nạc không nhận được giúp con giải vây. Nếu như chàng biết tiểu ngài đi đâu, cũng nhanh nói một chút đi, để cho Húc Nhi đuổi theo đi. Khi thấy trưởng phu mở miệng, nàng cũng biết chuyện này tuyệt đối cùng hắn có liên quan. Lo lắng lập tức tiêu tán, bởi vì trưởng phu chỉ làm chuyện khi đã nắm chắc. Nàng điên nhiên mình rỡ, cho hắn thao túng toàn bộ. Mặc dù nàng cảm thấy con trai làm cho tiểu ngài bị đau khổ như vậy là nên bị hung hăng dạy dỗ. Nhưng sợ chuyện quá mức thì sẽ hồi sôi hỏng bỏng không. Nàng tin tưởng trượng phu thông minh tuyệt đối sẽ hiểu được đắn đo này là đúng mực. Nhưng khi hắn đúng mực vô cùng tiến tới ranh giới cuối cùng thì nàng thấy run như cầy giấy. Hay là nên nhanh giúp con một chút nếu không sẽ làm hại mình sẽ bị hủ chết mất ta có phái theo người âm thầm bảo vệ rồi. Con chỉ cần theo manh mối rồi để theo là được. Thề tử thân yêu nói, làm đoan mục bất nhân lúc này mới nói ra phương thức liên lạc. Chả rảnh phải người theo dõi, lại không có thời gian ngăn cản nó sao? Đoan mộc húc tức đến muốn giết người, hung ác trừng mắt muốn trừ khử người gia họa. Nó cũng không phải là con gái của ta, ta cũng không cần quan hệ gì cả. Đoàn mục bách nhân nâng mi lên, Công nhanh cơm chậm dùng lời nói của con trai vừa nói mà phản kích. Ta quên con, vẫn là đem tranh thủ thời gian, miễn cho tiểu ngại đi xa quá, đến lúc đó tìm sẽ không quá dễ dàng đâu. Dù cho đoạn mộc húc đang nổi giận, thì chuyện hiện tại muốn làm, nhất là xông lên một quyền trên mặt phụ thân, nhưng lý trí cũng kịp thời giữ chặt hắn lại. Hắn nhất định phải nhanh chóng xuất phát, hắn không sợ tìm công được nàng, chỉ sợ phụ thân lại âm thầm tạo ra một cái bẫy nào đó tốt nhất là nên đem nó trở về để quyền công chế đặt lại trong tay. Tâm đã nhất định, đoàn mộc húc cũng không lãng phí thời gian nữa, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Chứng kiến vợ chồng tiểu thảo, có chạm mặt qua mà chỉ gật thoáng đầu một cái, rồi nháy mắt đã đi xa. Nó có sao không ạ? Tiểu thảo đi đến bên hàn lạc lo lắng cất tiếng hỏi. Hôm qua mẹ đã nói với nàng về chân tướng sậu việc, nàng rất đồng tình cho tiểu ngài. Nhưng chuyện này nàng thực là làm ngại không dám nói Bởi vì vậy nàng nghĩ trước tiên nên khuyên nhủ tiểu húc Thuận tiện quan sát nó đối với tiểu ngài có tình cảm hay không Kết quả Nó chỉ nhìn xung quanh hoàn toàn không để cho nàng Đem đề tài tiểu ngài nói tới Làm cho nàng cảm thấy rất kém cỏi Rất tức giận không biết làm thế nào Hàn lạc tâm tình trầm trọng Lồng mày thanh tú vặn lên Mặc dù nàng liên tục khẳng định nói với tiểu ngài là Húc Nhi yêu nó, nhưng thái độ Húc Nhi quá kiên định, làm cho chính nàng cũng hoài nghi. Có phải hay không, Húc Nhi chỉ đem muốn độc chiếm đối với tiểu thảo, liên tục đến trên người của tiểu ngài, kỳ thật căn bản không có tình yêu nam nữ. Nhưng tối hôm qua, trượng phu không để nàng đi tìm tiểu ngài. Sớm thành thói quen, hắn đối với mỗi việc luôn có bản lĩnh, biết tới tưởng tận cao cường, nên nàng không có hao tầm tôn trí cùng hắn thuật lại chuyện con gái nuôi về nhà mà thổ lộ nghi ngờ trong lòng cùng khổ sở nàng cực sợ sự khích lệ của mình ngược lại sẽ trở thành tổn thương lớn nhất đối với tiểu ngài khi đó trượng phu chỉ là thần bí cười cười cũng không có trả lời thì ra là hẳn tối qua đã là một chút chuyện mà nàng không biết nhưng mặc dù ngoài mặt xem ra trượng phu là giúp tiểu ngài nhưng thực ra là như thế nào kẻ tư tưởng khác hẳn với thương nhân như hắn sẽ cảm thấy là giúp Phúc Nhi thoát khỏi tiểu ngày mới là chính xác chứ. Hàn Lạc càng nghĩ càng giận, lại tự trách nàng nhịn không được giận chó đánh mèo sang trưởng phu. Ai biết được nói ra sao? Chẳng nói xem nam nhân nhà đoan mộc chẳng, suốt cuộc là có tâm tư gì vậy? Hai cha con đều cùng là một đức hạnh, luôn đem tâm tư ẩn sâu, làm cho người ta nhìn không thấu, làm cho những người yêu họ vì tình yêu mà khổ sở đến kết hận hành hạ. Thái độ của Húc Nhi không phải là đất rõ ràng rồi sao? Đoàn mục bất nhân cười nhẹ. Thông tuệ như nàng, kỳ thật sớm đã xem ra chân tướng sự tình, rồi lại lo bị nhiễu mất tự tin ư. Tiểu Thảo thật bất vả mới về nhà mẹ đem một chuyến. Nó lại hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ nhớ lấy ra đầu tiểu ngải kia. Tiểu ngải trong lòng hắn chiếm bao nhiêu nặng nhẹ, còn cần phải hoài nghi sao? lời nói này định ra cõi lòng của hàn lạc nhớ đến con trai vừa rồi đối với tiểu thảo không rảnh mà xem nhẹ trong lòng lập tức rõ như mây mù tàn ra thật là tốt quá hàn lạc vui vẻ cầm tay con cái nuôi các con trở lại thật sự là tốt quá mà tiểu thảo cũng thật cao hứng nàng đối với hai người chính là bên ngoài cũng không có khúc mắc bởi vì tối qua mặc dù chỉ là ở chung ngắn ngủi nhưng ánh mắt tiểu Húc nhìn tiểu ngài đã để lộ ra hắn biết rõ hai người là có sự bất đồng. Đó là một đôi mắt thuộc về nam nhân bá đạo, chỉ biết nhìn qua nữ nhân mình yêu dấu nhất. Nàng hiểu rõ, bởi vì có nam nhân cũng liên tục dùng ánh mắt như thế nhìn nàng. Tiểu thảo quay đầu lại nhìn vào ánh mắt ôn nhu chuyên chú của Hoắc Nhung, tình cảm chân thành mà không dùng ngôn ngữ nàng cũng có thể cảm thụ được. Đàn mộc bách nhân chú ý tới, trong mắt xoẹt qua một tia sáng ở trước mặt hắn còn không hiểu được mà bớt phóng túng. Hoặc nhung, cái tên tiểu tử này cũng không đem người nhạc phụ này để vào trong mắt. Húc Nhi cũng không có ở đây. Vừa bạn bị hắn quấy rầy. Cha và con gái chúng ta ôn lại tình thân đi. Đoàn mộc bách nhân tham gia vào bọn họ. Dường như đem con gái bảo hộ ở bên người mà mang tới bàn ăn. Mấy ngày này con cùng cha cùng nói chuyện đi. Nói xong, Hắn còn có ý nước mắt Sở hữu nhìn sang hoắc Nhung một cái Khi thấy người kia mang thê tử đi Thì hoắc Nhung rất giận không nói gì Cô nén lại cái tay xúc động Trên mặt tươi cười có một chút dữ tợn Cử động của trượng phu Làm cho hàn lạc không biết nên khóc hay là nên cười Có một tấm gương xấu như thế này Bảo sao húc nhi mới có thể lẫn lộn tình cảm của mình như vậy Bất quá trượng phu nói ngược lại đúng vậy Nàng đã lâu như vậy không có thấy con gái nuôi khó có khi được bọn họ thật sự muốn tranh thủ từng khoảnh khắc ông ấy đối với nó thật sự chỉ là tình cảm cha và con gái thôi đừng có lo lắng sợ con trẻ bị trốn kế hàn lạc lại đi bên cạnh hoác nhung mà cất tiếng an ủi con hiểu ạ à? bị nhạc mẫu nhìn ra tâm tình hoác nhung có một chút khốn quẫn lập tức khôi phục lại thần sắc tự nhiên có nhạc mẫu xinh đẹp như vậy. Một thầy tử ôn nhu ở bên cạnh, còn tin tưởng, sợ mẹ bị người khác đoạt đi còn không kịp đâu. Còn có tâm tư gì mà băn khoăn cái khác đây? Hắn thuộc về lòng dạ, kẻ thâm trầm, xảo ngôn đối với hắn mà nói là chuyện rất khó. huống chi là xuất phát từ sự tán thường chân thật. Phát giác được có đạo quang hắn bắn tới, nụ cười rung bái trên gương mặt của Hoác Nhung lại càng không chê vào đâu được. Còn, còn nhất định phải chọc vào ông ấy như vậy sao? Hàn Lạc đương nhiên biết rõ nó đang phản kích. Nhưng bị con rể khen người thành cần như vậy, nàng vẫn không tự chủ được mà thẹn đỏ cả mặt, đem coi mặt xinh đẹp kia tăng thêm quyến rũ phong tình. Hoác Nhung còn chưa kịp khen ngợi thêm thì đã bị một tiếng nói bình tĩnh truyền đến. Một nhà ba người đoàn tụ, nàng còn đứng ở đằng kia làm gì? Mau tới đây. Rõ ràng ghen ghét muốn trực tiếp vọt đi lôi nàng đi nhưng hắn vẫn còn làm ra vẻ cố tình tỉnh táo bất động, ngồi ở phía đằng kia, nói với giọng điệu kinh miêu đạm tà Hàn làng quay đầu lại, xem đến trên gương mặt trưởng phu, đã mang theo ý cười, nhưng ánh mắt đã thay đổi, đàm ý ngọt ngào trong lòng nàng toàn ra. Đây chính là hắn, một kẻ nam nhân, cao cao tại thượng, nguyện ý vì nàng mà cúi đầu xưng thần. Đây làm điều cho nàng cực kỳ yêu hắn. Ta sẽ không giúp con, mà dù nói với Hoắc Nhung, nhưng tầm mắt của Hàn Lạc luôn không rời khỏi gương mặt tuấn ngạo kia. Nàng mang theo nụ cười ôn nhu đi về phía trưởng phu. Tình yêu sẽ làm người ta bị thương, cũng sẽ làm cho người ta dũng cảm. Nàng tự đáy lòng hy vọng tiểu ngài cũng có thể thành công chinh phục được nam tử kiêu ngạo của nó, có được hạnh phúc chân chính. Vì sao còn chưa tới chứ? Tiểu ngài thất vọng thu hồi tầm mắt, nhìn bát mì trước mắt, mặc dù thơm ngào ngặt nhưng khuôn mặt trắng mịn có vẻ bề oải trong tay chiếc đũa như không gắp được hoàn toàn ăn không vô nàng đã rời nhà được 10 ngày ghi nhớ lại lời đại phụ thân chỉ giáo khi đi đường để lại dấu vết chỉ cần gặp ngã ba liền quay lưng ném lại cục đá đi qua rừng núi đã trải qua thôn trang trên đường dùng y thuật của nàng đã giúp người rồi không có chỗ đặt chân qua đêm ở nông phu tốt bụng nàng không biết mình đã đi bao xa cũng chưa từng hỏi qua đây là chỗ nào. Bởi một khi biết rồi, nàng rất có thể sẽ để ý hắn lúc nào sẽ đuổi theo. Có lẽ còn có thể chậm bước chân lại chờ hắn cũng không chừng. Nàng mới không cần. Sao nàng lại không buông ra một chút chứ? Nàng lần đầu tiên rời nhà trốn đi, muốn phải oanh oanh liệt liệt, muốn chấn động trời đất. Nhưng bao sự điên cuồng ngông nghênh cùng kiên định đều đánh không lại được nỗi nhớ nhà. Nàng thật lại nhớ nhà thật là nhiều cái khuôn mặt tức giận kia. Phát hiện mình nhanh chóng đã khóc, nàng vội vàng quý đầu ăn mì, đem tâm tình nghẹn ngào cùng nhau nuốt vào trong bụng. Thật vậy ư? Cha nuôi thật sự sẽ đến đuổi theo nàng sao? Thật sự sẽ phát hiện ra hắn kỳ thật đã yêu bóng trăng trong nước này hay sao? Nàng cũng không hiểu được chính mình tại sao lại dễ dàng bị kích động như vậy. Lần to gan lớn nhất từ nhỏ đến giờ nhưng đại phụ thân như vậy có một loại ma lực có thể làm cho người ta tự tin thuyết phục cảm thấy là theo như lời kia đều là đúng đắn nhưng mà cô đơn thật sự là rất khó chịu nàng không tự chủ được lại nhìn ra bên ngoài khát vọng có thể tìm tới thân ảnh quen thuộc kia nàng từ lúc mới bắt đầu đã đầy mong đợi dần dần truyền thành hoài nghi càng về sau thì càng mất tự tin mỗi khi tới một trấn nàng lại không tự chủ được lưu lại thêm một ít thời gian. Không phải là nàng ham chơi, mà là như thế này, nàng cũng sẽ không đi quá nhanh, hắn mới tương đối dễ dàng đuổi theo nàng. Chỉ là vì, vì cái gì mà hắn còn chưa tới, hắn rốt cuộc là không muốn tìm nàng, hay là ngốc đến mức không tìm ra nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhịn không được tức giận. Nhưng mặc kệ, dù nổi giận như thế nào, thì dưới đáy lòng vẫn không ngừng có sự thấp thầm cùng với hoảng hốt nàng hiện tại đã không sợ hắn tìm được nàng mà nàng chỉ hy vọng hắn sẽ đuổi theo hạ xuống bậc thang mà không phải rơi vào tình cảm mất mặt cứ thế tự mình về nhà tiểu ngài thơ sai miễn cưỡng lại ăn vài miếng đang chuẩn bị gọi tiểu nhị đến trả tiền thì bên cạnh chuyển đến tiếng tranh chấp đại gia ta xem trọng con gái của người là việc nên vui mừng mới đúng người khóc cái gì một nam nhân bộ dáng du côn ôm theo một cô nương hung ác mà đem ông già gầy cuộc đạp ngã xuống đất. Chúng tôi bản nghệ không bán thân, vạn cầu ngài, buông thà cho con gái của tôi đi. Lão già khóc kêu, cho dù bị đạp vẫn phải bò dậy, không nổi, cũng ôm chặt lấy nam nhân kia mà không buông. Chứng kiến cha con hát xong bị người ta khi dễ, nàng rất tức giận, từ trong bọc quần áo cầm ra kim châm cầm cứu, rồi lập tức mà vọt tới người không thấy cô nương kia không thích người sao còn không mau buôn ra kết quả có một người mau hơn nàng một bước có một cô nương kiều mị đi vào trước mặt trang hắn kia thân hình tuy mảnh khảnh nhưng khí thế không thua tên kia là bao cuối cùng cũng có người ra tay giúp tiểu ngài cũng không nhàn rỗi di chuyển đem ông lão trên mặt đầy đất đỡ dậy. ông lão à lão có sao không nàng bên cạnh nhìn thương thế của ông lão một bên quan sát tình hình vừa vặn có thể nhìn cô nương xinh đẹp đối diện kia và hai kẻ kia cùng chung ý chí hữu tình lập tức phát sinh. Chàng hắn đầu tiên là sừng sốt, gặp một cô nương khác đẹp hơn, tự động tơ tới cửa, sắc dục làm hắn cười theo mắt, rồi lập tức di rời mục tiêu. Tốt thôi, ta nghe lời nàng, đổi tới là nàng đi. Thấy thế, tiểu ngải nhanh chóng mang ngân châm ra, chuẩn bị hướng các huyệt đạo của nam nhân hung ác mà đâm tới nhưng cùng một thời gian đó cô nương nhìn như mảnh mai cũng dùng tốc độ xét đánh vật ngã tên kia vẫn còn ở cầm hắn dùng sức đánh một quyền cô nương này không đơn thuần phát hiện đối phương đều có chuẩn bị các nàng vừa vui mừng thoáng qua nhìn nhau người thử động thử một lần xem tiểu ngài còn muốn tặng hắn thêm một cây châm lại kinh ngạc chứng kiến chàng hắn ngã xuống đất kia hai mắt đã trận trắng toàn thân còn liên tục run rẩy làm sao vậy? Nàng đâm huyệt đạo của hắn, cùng lắm chỉ làm người ta đau nhức đến nước mắt chảy ròng ròng, sẽ không đến mức mất mạng chứ. Nàng đang muốn ngồi xổm xem lại thì đột nhiên có đến một cước đem trăm hãng kia đá văng. Tiểu Ngải ngây ngốc nhìn thấy một người mặt mũi cơm thay đổi, một nam tử ngang tàng, Còn người đem tên này dững sờ khiêng lên vai không coi ra gì xài bước đi vào khỏi quán ăn không chết được chỉ là sẽ hai ba năm bất lực mà thôi. Cô nương kiều mì thanh thúy nói, dáng điệu thất tha cùng nam tử kia rời đi. Chỉ là bất lực mà thôi. May quá, nàng vừa mới yên tâm ý thức, thấy không đúng, lập tức lại bị lời nói không giống về bề ngoài của vị cô nương kia, ngôn từ túng quẫn mà đỏ mặt. Phát hiện người kia ngoài đôi mắt kinh ngạc, toàn bộ rơi xuống trên người nàng. Nàng vội vàng cầm bao đồ, bước nhanh đuổi theo xuyên qua mấy con đường cho đến khi cách một quán ăn nam từ kia mới đem nam hán kia để xuống mà các nàng cũng vừa lúc đến tới mà thở hồng hộc đừng mới đến cái thôn này nếu không lần tới không ai có thể cứu được người đâu đối với lão nam hán kia cảm động đến rơi nước mắt hoàn toàn làm như không thấy cô nương kia kiểu mị nói xuống một câu rồi dứt khoát cất bước rời đi tiểu ngài vẫn còn thở Đối với nữ hiệp này cảm thấy không phục không thôi Lại đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng xa Hai cha con ôm nhau khóc kia Chờ, chờ một chút Nàng, nàng làm chi ôm lấy nàng vậy? Tiểu ngài giật mình nhìn xem kiểu tay của người túm lại Đối phương cũng không để ý tới nàng Còn đi thẳng dưới tình thế cấp bách Nàng đành phải vội vàng móc ra ngân lượng Cố gắng duỗi cánh tay Thật vất vả mới đưa tới ngân lượng nhét vào tay ông lão ông lão hà bảo trọng hai người mau mau rời đi thần bất do kỳ nàng cất giọng nói chứng kiến ông lão cùng nữ nhi của hắn trên vẻ mặt truyền thành mừng đến phát khóc nàng cũng bởi vì giúp người thành công cảm thấy rất vui vẻ vừa rồi tại quán mì nàng có cùng ông lão đó hẳn huyên vài câu biết rõ bọn họ không có chỗ ở cố định đi đến chỗ nào thì hát đến đó mong bọn họ về sau đừng gặp loại người xấu xa này nữa Khó có khi gặp được một người chung ý nghĩ Đến nhà ta ngồi một chút đi Khi đi xa một quãng Cô nương xinh đẹp này Thân mật ôm lấy nàng rốt cuộc mở miệng Khẩu khí giống như các nàng đã là bằng hữu Quen biết nhiều năm Nàng nhìn cô gái kia Lại nhìn một chút nam tử phía sau Không biết là hộ vệ hay là huynh đệ Hoặc là bằng hữu Chỉ thấy hắn vẫn là một vẻ mặt không thay đổi Nhưng Nhưng chúng ta vừa mới quen Cả tính của nàng đủ bình dị gần gũi rồi. Không nghĩ đến có một cô nương xinh đẹp so với nàng còn không câu nệ tiểu tiết hơn nữa. Ta tên là Linh Chi, thế còn ngươi? Cô nương xinh đẹp cười rồi liếc mắt nhìn nàng một cái. Vẻ đẹp hồn nhiên kia nháy mắt, làm cho tiểu ngài dù là nữ nhân cũng không nhịn mà đỏ mặt. Sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng tới là nàng đang hỏi tên của mình. Đoàn, đoàn mộc ngài. Mọi người hỏi, nàng đương nhiên phải đáp. Vị cô nương kia dừng bước lại, đôi mắt thủy mâu nhìn thẳng vào phía nàng, lại bông dưng, dừng lên một nụ cười khiến chúng sinh điên đảo. Như thế này coi như là biết rồi, chúng ta đi thôi. Cả tay kia lại một lần nữa chiếm hữu lấy khỉu tay của nàng, không nói một lời gì mà dẫn dắt nàng tiếp tục đi lên phía trước. Cô ấy có cần phải hiếu khách như vậy sao? Lần đầu hành tàu giang hồ, tiểu ngài không rõ ràng cử chỉ này rốt cuộc là bình thường hay là quỷ dị vẫn có một chút trần trừ Dù sao võ công của nàng không tốt lắm châm cứu lùi địch là phương thức có thể đánh úp cô nương này vừa rồi toàn bộ đều thấy được chiều này đã thành vô dụng cộng thêm nam nhân đằng sau kia cảm giác thâm hậu nếu bọn họ thật sự trong lòng có ý đồ xấu nàng căn bản là không đánh lại bọn họ bất quá cô nương này nếu là người xấu thì vừa rồi cũng sẽ không ra tay giúp ông lão nhớ lại tình cảnh vừa rồi, liền liên thủ kháng địch. Cảm giác hưng phấn tự nhiên sinh ra, đem nghi ngờ còn sắt lại tất cả đều xóa đi. Chỉ là đi nhà cô ấy ngồi một chút cũng không sao đâu. Đi thì đi, nàng cũng rất muốn thỉnh giáo cô ấy vừa rồi, đã dùng cách gì thoáng một cái liền chế trụ người xấu, hỏi cách điều chế đây. Đám chìm tại niềm vui kết giao bạn mới, tiểu ngài cao hứng bừng bừng, không một chút phản kháng đi theo đợi nàng phát hiện mình lên thiên giặc đã là lúc không còn kịp nữa rồi ngồi ở trong lương đình nàng nghe tiếng quay đầu lại chứng kiến linh chi quần áo công trình thì đi về phía mình nàng lại vừa tán thưởng lại vừa bồi phục vì sao có người trời sinh liền lộ ra vẻ kiều mị rồi ngay cả ngáp cũng có thể làm cho người ta mặt hồng tim đập như thế hết lần này tới lần khác Linh Chi lại không một chút tiếc rẻ lộ ra mị lực của mình. Dây lưng thoải mái buộc hờ, vạt áo rộng mở, ngay cả cái yếm đều không che được. Bị cậu xem sạch rồi. Tiểu ngài đỏ mặt nói thầm. Mặc dù mấy ngày nay trung động đã làm cho nàng đối với hành mi lớn mật của Linh Chi, thấy nhưng không thể trách. Nhưng có người hờ bộ ngực sữa lộ ra trước mặt sáng người, nàng cũng chỉ biết lúng túng con mắt không biết nên hướng sang chỗ nào tối qua trời quá ác liệt thực là mệt muốn chết mà linh chi mặc kệ ngồi đến bên cạnh nàng lại đánh một cái ngáp thật dài cậu cũng cần phải biết quý thị trước kia đến luôn đặc biệt là muốn mình tinh thông y thuật là chính cũng không phải là phòng trung thuật nàng cắn răn cắn đứt lời cô bạn vừa mới nói nhưng trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh hương diễm nhô mì mặt nàng lại càng đỏ hơn ơ ờ, tiểu ngài cũng động tình sao đình chi trông thấy thì dùng đầu ngón tay cao cạo nhẹ dưới cằm cười có muốn hay không mình kêu thiên hải giúp cậu một chút dẫn cậu đi lãnh hội cái tư vị mất hồn này cậu còn nói sao tiểu ngài đẩy ra cái tay kia giận mặt trừng nàng hai hai người muốn tham gia vui cũng nên tìm địa phương kín đáo một chút hình ảnh kích thích như vậy mình cũng không có biện pháp quên đi nàng hiện tại đã biết rồi. Đi theo người xa lạ về nhà là chuyện không tốt. Cậu đến nhà ta ngồi một chút, làm cho nàng ngồi xe ngựa hai ngày, đi tới một nơi làm cho nàng nghẹn họng trối chân. Linh Chi nói đến, bọn họ là bái nguyệt giáo, ở trên giang hồ tiến tâm lừng lẫy, tình thông thái dương bổ âm, điều hòa tình dục nam nữ, mà cậu ấy thân là đại đệ tử, lại nói trong phòng nàng, thậm chí có thể tùy thời mà cung cấp nam luyến cho nàng nam nữ hoan ái vô cùng sung sướng. Nàng là không hiểu thị phi ở trên giang hồ, cũng không mang theo bất cứ kỳ thị nào. Nhưng nàng không có biện pháp trông thấy nam nhân cứ như vậy, lợn quan luận lại khiến người ta thật là đỏ mặt. Không cẩn thận lại nghĩ tới hình ảnh kia, thì không khỏi che mặt lại xấu hổ. Trước hòa rơi trăng thật làm cho người ta không kìm lòng được. Nhưng Linh Chi đã biết rõ, nàng là khách ở đây, chẳng lẽ không thể bớt phóng túng lại sao? hại nàng đến giờ còn không dám nhìn thẳng vào thiên hải mà linh chi thậm chí ngay cả thiên hải đem chia sẻ cho mình cũng nói ra cửa miệng được như vậy mà đã bị hù dọa rồi sao linh chi cất tiếng cười hay là đau lòng cho nam nhân không thương mình mà ăn mình cậu hay là suy tính một chút làm cho thiên hải dạy cậu đi bằng không cho dù ngày cậu có tình lang xuất hiện cũng vô dụng người kia có bản lĩnh dụ hoặc hoặc ác bồ nhào bỏ đó đi mình không cần phải thế thân thể của mình chỉ có hắn mới có thể đụng thôi nàng liều mạn lắc đầu rồi sau đó nhỏ giọng lầm bầm nên phải học sao khi phát hiện nơi này là một nơi kinh hãi như thế không có làm cho nàng chạy trốn chết mới lạ cùng linh chi hợp ý là thứ nhất cho dù quan niệm tranh lệch cực xa nhưng cá tính của các nàng lại ăn nhịp với nhau ngắn ngủi mấy ngày thì các nàng tình đã như tỉ muội sau đó là linh chi theo như lời nói. Nàng vốn là dấu không được chuyện gặp lại người bạn tốt hợp ý để nói. Đương nhiên là đem nguyên nhân nàng rời nhà, đi cùng bạn nói ra. Cũng thuận tiện thỉnh giáo ý kiến của Linh Chi. Cậu ấy hiểu nam nhân như vậy, sẽ có sự lý giải. Loại nam nhân ra vẻ đạo đạo này, mình rất hiểu. Chờ nhìn thấy hắn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thật trong đầu đã sớm đem cậu ăn sạch rồi. Đừng có nôn nóng vội, tỷ tỷ sẽ thật tốt giúp cậu chờ hắn đến đây. Xem phản ứng của hắn nếu là như thế này, thì cậu phải như thế này. Nếu hắn vẫn là như vậy, tỷ tỷ có pháp bảo giúp tốt cậu. Khi nghe thấy kết quả của Linh Chi, nàng rất hưng phấn. Nói thẳng giúp nàng, kêu nàng dù bận vẫn ung dung đợi tại chỗ này, đợi cá lớn tự chui đầu vào lưới. Còn muốn nàng thừa dịp thời gian chờ đợi học một chút tình huống nam nữ, chuẩn bị cho bất cứ hoàn cảnh nào miễn cho kỳ thực thi có công dụng, chứ không phải là sự cấp cáp như lần trước. Nàng rất nghiêm túc mà học, cũng đem mọi kế sách bạn cung cấp ghi nhớ ở trong lòng. Cho dù hại nàng mỗi ngày xấu hổ ở trong đầu, muốn đầu hàng, nhưng muốn hắn phải rốt cuộc trốn không thoát, làm cho hắn ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Vấn đề là nếu như hắn không đến, thì những thứ này tất cả đều uổng công sao? Cậu nói xem, hắn thật sự sẽ đến sao? tiêu ngài thất giọng hỏi dù cho linh chi vỗ ngực bảo đảm nàng cũng rất sợ đều nhiều ngày như vậy nếu như hắn thật sự có tìm mình thì đã tới rồi chứ yên tâm đi người của bán nguyệt giao chúng ta trên giang hồ có nhiều kẻ không ưa cho dù hắn không thương cậu nhưng nghe được lời này cũng sẽ không thể nào không thể ngồi nhìn được chứ nói đến kinh miệt trên giang hồ linh chi chỉ cảm thấy kiêu ngạo nếu như hắn thật sự không đến cậu đúng lúc phải hết hy vọng buông lòng dạ cảm thụ niềm vui nam nữ giao hợp đi. Cậu rốt cuộc là muốn an ủi hay là muốn trọc thêm mình đây? Tiêu Ngạnh kêu cứu mà ảo não chua miệng lên. Khi nàng đi theo Linh Chi tới, Thiên Hải đã phát hiện nàng có người âm thầm bảo vệ, lại cố làm ra vẻ không biết, tùy ý theo tới. Chắc hẳn là tai mắt. Nàng vừa vào bái nguyệt sáo giữa không trời đi, vì vậy người theo dõi đương nhiên cũng thấy rõ càng tường tận biết rõ hướng đi một mực trong lòng bàn tay của người nào đó. Lòng nàng kinh hoàng không ít. Nếu không nàng thật sự, thật sự là không ai tìm thấy được nàng. Nàng cũng chỉ có thể không ngừng mà lang thang đi tiếp. Nàng dám khẳng định, tùy tổng kia nhất định là đại phụ thân phái tới. Không đếm dề nhìn, lại hoàn toàn thao túng. Ngoại trừ đại phụ thân thì cũng chỉ có người, không có người nào khác có khả năng này. Nhưng nàng cũng không hiểu, nếu đã hành tung của nàng rõ ràng như vậy, vì cái gì hắn còn không đuổi theo hại nàng mỗi ngày đều càng chờ đến hoàng hốt luôn bị lời nói của linh chi trêu đùa nhiễu loạn đến đứng ngồi không yên cậu không phải nói hắn chỉ là bị lễ giáo trói buộc kỳ thật là nội tâm nhiệt tình như lời sao nàng cùng ngửa lên dùng lời nói của bạn phản bác đồng thời cũng là cường thế thuyết phục chính mình hắn yêu mình hắn rất yêu hắn nhất định sẽ đuổi theo này không phải là Đình chỉ chờ đúng một câu này. Nếu không mỗi ngày nhìn bạn thân thở thì phiền chết đi được. Còn muốn hay không? Mình lại làm mẫu cho cậu chiêu xem. Nếu không mình sợ đến lúc đó. Tình lang kia đến cậu không có dũng khí ra tay. Dù có vương thức ứng biến, mình cũng chỉ có thể uổng công thôi. Biết rõ ra mặt của bạn mỏng, nàng ấy còn cố ý trêu chọc cô. Không cần, mình cũng không muốn về sau chứng kiến thiên hải phải trốn đâu không cần đoán cũng biết linh chi sẽ tìm ai phối hợp làm mẫu nàng xin miễn cho kẻ bất tài khi nghe được câu nói ấy thiên hài nam luyến của cậu ấy thì nàng thực sự là cả kinh bởi vì hắn cao ngất lạnh lùng lại có hơi thở cao ngạo căn bản cũng không giống như là người chơi trò luyến nô nhưng nàng không cẩn thận bắt gặp người thường xuyên ở trong phòng của linh chi truyền đến tiếng người ngâm nga cũng rõ ràng hắn sức thực là công cụ làm vui cho bạn mình làm cho nàng cũng vẫn không tin cho lắm. Với lại lai lịch của thiên hải, không hiểu vì sao hắn vì cái gì mà lại tình nguyện khuất phục thân phận này, liên tục cảm thấy thật tò mò. Nhưng cái đề tài này thực là quá cấm kỵ vô cùng khó mở miệng. Linh Chi cũng không có chủ động đề cập qua. Nàng cũng có thể chỉ đặt ở trong lòng. Mỗi lần chứng kiến hắn như là người hộ vệ, lặng lặng đi theo bạn mình, vấn đề này lại nổi lên. Vậy cậu bây giờ nên trốn còn chưa trốn sao." Nhìn qua bên kia Linh Chi cười nói, "Thiên Hải đến sao?" Cậu cũng đừng nói với hắn. Nàng cũng nhìn như vậy, vội vàng cùng Linh Chi dặn dò. Các cô nương bí mật cười nói là một chuyện, nếu như bị Thiên Hải biết rõ, vừa nhìn thấy hắn liền hướng tới sự việc kia thì nàng một đầu đâm chết mất thôi. Linh Chi chẳng nói, đúng sai cười liếc nhìn bạn một cái, thật may là lúc Thiên Hải đến gần, nàng cũng không có nói bất cứ một câu nào làm mình khốn quẫn. Thiên hài à, có chuyện gì vậy? Nàng cười, một bên đưa cánh tay phẩy phẩy, động tác này khiến cho một bên tà áo nghe ra, lộ ra bờ vai có vẻ phong tình vạn trùng. Tiểu ngài lại mặt hồng tim đập, thật là muốn giúp nàng đem y phục kéo lên. Linh Chi rốt cuộc là cố ý vẫn không có tự giác, nàng lén lén ngó qua hướng nam nhân kia, dừng tại bước đình nghỉ mát. Đối với hắn mặt không đổi sắc thật sự là bội phục. Sẽ có tưởng tượng người nội liễm như vậy. Sẽ có sự mất khống chế mạnh mẽ như thế. Thật vất vả hình ảnh tạm quên lại bắt đầu hiện lên. Tiểu ngài vội vàng, nghĩ phải vững vàng, không dám loạn tường Có khách. Phản phất đối với cảnh mê người trước mắt, tập mãi thành thói quen. Thiên hài bình tĩnh đáp rồi hướng tới tiểu ngài một cái. Là đến tìm đoàn bộc cô nương. Lời này vừa nói ra, làm cho nàng cùng Linh Chi cả người đều ngạc nhiên mừng rỡ. Trời ạ, à, suốt cuộc đã tới rồi, thật là tốt quá. Liên tục như nắng hạn cặp mưa, đột nhiên khiến cho tiểu ngài không khỏi nghẹn ngào kích động, không ngừng thì thầm. Suốt cuộc cũng đến rồi sao? Còn Linh Chi về mặt lại như có trò hay bắt đầu hưng phấn. Đi, chúng ta đi tiếp khách. Nàng lập tức đi khỏi đình mát, lại bị tiểu Ngài kéo lại. Cậu, cậu không thể thế mà đi gặp cha mình được cho dù linh chi sẽ cười nàng thích ăn giấm chua cũng không sao nàng cũng không cần tầm mắt của hắn lại dừng trên người nữ nhân khác nhất là người có hướng riêng kích thích như vậy bất kể là kinh ngạc hoặc là sợ hãi cũng là không được đúng là đồ cổ hồ. ngoài miệng mặc dù cười mắng nhưng linh chi vẫn cầm quần áo sửa sang cho tốt cho dù nàng như thế nào cũng không muốn làm cho tỉ muội có chỗ bất an như vậy đi được rồi chứ Ừ. Tiểu ngài lúc này mới dừng lên một nụ cười. Vậy thì chúng ta đi mau, mau mau mau. Nàng chờ thật là lâu. Hắn sẽ là có vẻ mặt gì đây? Sẽ là tức giận, sẽ là lo lắng. Hay là sẽ nghĩ đến nguyện ý ở trước mặt người khác, thao xuống vẻ mặt tỉnh táo đây. Tiểu ngài tim đập thật nhanh, trên mặt trần đầy mong đợi, không thể che hết cùng với vui sướng. Hắn thật sự đuổi theo, làm cho nàng tin tưởng, hắn xác thực là yêu nàng. Nàng rất nhớ hắn đó. Nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy hắn rồi. Từ lúc chào đời đến nay, đoàn màu húc lần đầu tiên nếm đến loại tư vị đứng đống ngửa lồi đống than này. Mặc dù khuôn mặt xem ra lãnh ngạo vẫn bình thản ung dung, giống như đối với sự vật xung quanh mình đều làm như không thấy. Nhưng kỳ thật trong lòng ngực hắn nóng chảy lừa giận, làm cho hắn sắp xúc động ức chế tới mức muốn bước từng bước đem tiểu ngu ngốc kia mà tóm ra ngoài trong đầu nó rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy cho dù không hiểu ân oán giang hồ thì cái chỗ không khí quỷ dị rành rành ra đó nó lại có thể coi nơi này là nơi nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy hay sao từ khi vào cửa chính bức họa đông cung chỗ có thể thấy được rồi những pho tượng dáng người sao hợp trông rất sống động càng như sợ hãi xem kẻ nhẹ trên cao xuống dưới làm cho người ta có thể thấy góc độ tường tận. Nghĩ đến nó cũng thấy được những vật này. Đoàn mộc húc trong nội tâm tức giận càng tăng, vịn chặt tay ghế, lực đạo to lớn, gỗ vỡ vài đoạn. Hắn hiện tại muốn đem nhất kẻ băm thay vạn mảnh, là một kẻ tự tiện chơi nhà, làm cho hắn phải đuổi tới cái nơi này. Còn là một kẻ phụ thân hiện tại đang ở nhà, chờ xem kịp vui. Nếu không phải phụ thân tận lực lừa gặn, hắn sẽ lãng phí thời gian như thế này hay sao? Đầu tiên là lộ ra, nó cưới ngựa rời nhà, rồi sau đó lại dùng manh mối giả, đem hắn dẫn tới hướng ngược lại. Khi hắn tốn công một phen thì rút cuộc vượt qua con ngựa kia, lại phát hiện ra kẻ cưỡi ngựa cũng không phải là nó. Nếu không phải từ cái miệng tên thuộc hạ nghe lệnh làm việc kia, hỏi ra manh mối đúng, thì hắn tuyệt đối sẽ làm cho hắn phải hối hận vì sao mình lại nhận lấy cái nhiệm vụ này bị trì hoãn như vậy, làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt, mỗi ngày mỗi ngựa đều không dừng cấp rút trên đường, chính là vì muốn đuổi theo nó. Ai người, người chờ đợi hắn thật sự tìm được một tên tục hạ chịu trách nhiệm bảo hộ, nói chờ hắn nói ra một tin tức làm hắn muốn giết người. Người về cái gì mà không cần nó chứ? Khi đó hắn mãnh liệt lo lắng cùng với phẫn nộ làm cho hắn hoàn toàn mất đi sự khống chế túm lấy áo kẻ tùy tòng kia mà hung ép hỏi, cơ hồ muốn xé xác hắn ra. Bái Nguyệt Sáo trên giang hồ nổi tiếng dùng tinh thông phòng trung thuật, đối với chuyện nam nữ không hề kiên kỵ, chỉ cần người hơi có đạo đức lương tri đều tới làm bạn, mà cái thuộc hạ chết tiệt này lại khoanh tay đứng nhìn ư? Dạ, dạ phân phó chỉ là còn sống, khi nào gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn lại không được nhúng tay. Tên tùy tùng kia bởi vì không thở nổi mà đỏ bừng cả mặt, ngay cả lời nói thiếu chút nữa cũng không nói nên lời. Chỉ cần nghĩ đến đoạn trả lời kia, đoàn mộc húc vẫn có ý muốn giết người. Khá lắm, nguy hiểm đến tính mạng ư. Nếu nó ở trên đường bị người ta ghi dễ, cái tên tùy tùng được phụ thân dám còn tự tiện ra tay sao? Phụ thân hạ lệnh như vậy, cũng may mắn con bé dọc đường đi đều bình an vô sự. Nếu không cho dù thiên địa, khó dung, hắn cũng muốn giết chết người cha này. Một hồi tiếng bước chân từ xa kéo đến gần. Đoàn Mộc Công Tử, thật đúng là tuấn tú lịch sự, cũng có trách muội muội tiểu ngài của chúng ta liên tục nhớ mong, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Linh Chi giờ lên tiếng cười như chuông bạc đi vào đại sảnh, không có hẳn huyên cách giáo như bình thường, mà vừa mở miệng đã là sự chế nhạo. Nói thì hay. Đoàn Mộc Úc lạnh lùng đáp lại, lại đối mặt với người trước mắt, cô gái nổi tiếng trong giang hồ, hoàn toàn làm như không thấy. Tầm mắt của hắn liên tục nhìn về kẻ đang đứng núp ở phía sau. Hắn rốt cuộc đã tìm được nó rồi. Cố đè nén vui mừng ở trong ngực sông tới, hắn vừa muốn ôm chặt lấy nó, vừa muốn hòa vào nó, máu thịt để không có cách nào tách ra. Chống lại ánh mắt của hắn, trái tim cô đầm nhanh không thôi làm cho mình phải cúi đầu xuống. Cha là rất tức giận sao? Tại sao phải liên tục trừng mắt với nàng như thế? Nàng nhìn không thấu nét mặt của hắn, chưa từng gặp qua đôi mắt có xúc động nhanh như vậy, không rõ là vì chuyện gì. Tiêu Ngài sợ hãi, rồi lại bị ánh mắt cuồng hữu chiếm hữu kia làm cho nàng toàn thân nóng lên. Nếu không tránh đi, hắn nhìn chăm chú, nàng căn bản là không thể hô hấp được. Cây ngài cứu, Đoàn Mộc Húc không thể tin được cảnh ở trước mắt mình. Nó là sợ hắn ư. Đang nhẽ chia lìa những ngày qua, nên làm cho nó trực tiếp phóng tới hắn chứ. Nó thậm chí ngay cả nhìn thẳng hắn đều không nhìn được. Vừa nghe được tên gọi kia, nàng chấn động bao khắc chế xúc động muốn chạy về với hắn. Nàng thật sự là rất nhớ hắn, nghĩ muốn ôm chặt lấy hắn, để hắn mang nàng về nhà. Nhưng nếu như vậy, những cô đơn trong thời gian qua liền tất cả đều uổng phí sao nghĩ đến linh chi trước khi vào cửa còn ân cần dạy bảo mình nàng cắn môi cả người núp sau lưng linh chi lại như thế này có thể giấu được mình đang bắt đầu dao động không muốn bị hắn phát hiện nàng không hiểu dục vọng nam nhân nhưng linh chi lại rõ trong lòng bàn tay tiểu ngải ngu ngốc này lo lắng cái gì ánh mắt nam nhân kia đang đói cát giống như là đem người nuốt vào trong bụng ai mà tin hắn đối với cô bé kia chỉ có tình cảm cha và con gái chứ không biết đoàn bộc công tử đến thăm chúng ta là có việc gì vậy? Linh Chi cười quyến rũ nói. Có phải chuyện phòng the có vấn đề? Hay là muốn lãnh giáo vài chiều cô Bồ Dương? Ngài cứ mở miệng đi. Ta Linh Chi đây tuyệt đối sẽ dốc sức giúp đỡ mà. Tiếng nũng nịu mềm kia. Từng làm mềm vô số con người rắn rỏi. Nhưng vào tai của đoàn mộc húc, nghe vào chẳng những kích động không dậy nổi một chút tình dục nào ngược lại còn tức đến nỗi nổi trận liều đình những ngày này con bé rốt cuộc đã phải nghe qua bao nhiêu lời tương tự như vậy đây nghĩ đến nó đơn thuần vô cùng khả năng bị người ta dụ vào lối lạc đoàn mộc húc không khỏi run lên như cầy giấy hắn hít một cái rồi muốn chính mình tạm thời đem những ý niệm trong đầu kia tất cả đều bài trừ đi điều kia không quan trọng hiện tại quan trọng nhất là dẫn nó cách xa nơi này về phần nó muốn như thế nào thì ép hỏi nó, coi như là làm sao đi. Xin tha thứ cho kinh nghiệm sống của tiểu nữ chưa nhiều. Ở trong phủ quấy rầy hồi lâu, thỉnh cho phép ta dẫn nó trở về quản giáo. Ngày khác sẽ phải người đến để tạ ơn sau. Để hắn mở miệng thì tiếng nói đã khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù tìm từ hữu lễ chu đáo, nhưng trong giọng nói mang theo ý cường hãn, hàm xúc lại rất rõ ràng. Nữ nhân này vừa mới tiến vào, Câu nói đầu tiên thì đã để lộ rõ, nó đã biết quan hệ giữa hai người bọn họ. Cũng không giấu giếm một chút nào nhìn một chút nữ kỳ ở bên cạnh như vậy. Hắn cũng không muốn tốn nhiều nước miếng giải thích, cho dù phải dùng sức thì cũng phải dẫn nó đi. Làm chi nói giống như là ta đây đang trói chặt cô ấy vậy? Là tiểu ngài chính mình không muốn trở về, ta cũng không có biện pháp mà. Đình chi che miệng cười duyên, đối với ánh mắt bắn thẳng đến lạnh lẽo mà bất vi sở động vất cánh tay hướng về phía sau thôi trò chuyện đi nha nếu như cha cậu đều coi mình là người xấu đến viên nàng tiểu ngại nuốt một ngụm nước miếng phải tranh thủ hạnh phúc của chính mình làm nàng thật khẩn trương nàng dùng sức hít sâu một hơi nếu nếu như con trở về với cha cha sẽ một lần nữa cân nhắc lại quan hệ giữa chúng ta sao nàng một hơi nói xong Trái tim cuồng loạn ngừng thở chờ đợi câu trả lời. Không cần hỏi hắn có yêu nàng hay không. Không cần hỏi hắn có nhớ nàng hay không. Nàng biết rõ hỏi như vậy là đủ rồi. Để cho kẻ kiêu ngạo như hắn có đường sống mà trả lời. Không phải đáp án cũng không phải mở miệng. Chỉ cần hắn nói nguyện ý nàng liền tin tưởng Bởi vì tự cho mình rất cao. Hắn là không thể nào dùng lời qua loát để lừa gạt nàng. Hắn thậm chí ngày càng một câu cũng sẽ khiến cho lời không muốn nói mở miệng. Cũng là bởi vì như thế, nàng mới có thể yêu và bất an như vậy, yêu không có tự tin như vậy. Đoàn Mộc Húc, tức giận không nói, nhìn thằng hướng của con bé, như là thể xuyên thấu cái người đang vướng bận kia. Thằng tắp nhìn kẻ chìm dám nút sau lưng, đang nghĩ cái gì. Nội nhìn nghe lời của vũ thân là đạo lý hiển nhiên. Muốn ân đoạn nghĩa tiệt, hay là ngoan ngoãn trở về, thì là do chính con quyết định. Càng bị uy hiếp, thì đoàn mộc húc càng không nhượng bộ. Hàn đem tất cả chuyện kia đều bỏ xuống. Tốn gần nửa tháng tìm nó đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ lắm rồi. Nếu là nó lại khư khư cố chấp như vậy thì đừng trách hắn vô tình. Nàng dùng sức cắn môi, Kim nén nước mắt không ngừng ửng lên trong hốc mắt. Mặc dù trước đây Linh Chi đã dự đoán đến khả năng này, cũng đã sớm nghĩ ra phương pháp để đối ứng. Nhưng khi thấy hắn vẫn kiên định như trước, nàng cũng chỉ biết tức giận. Cha cũng chỉ sẽ nói những lời này sao? Mà dù rất tức giận, nhưng nàng cũng chỉ biết nhịn mà thốt ra lời nói đó. Không quan tâm tới nữ nhi này, muốn đem ta lập gia đình, muốn đem ta đuổi đi, có bản lĩnh liền thật sự làm đi, chỉ biết dùng lời nói để dọa con sợ. Còn nghĩ rằng ta không dám sao? Cảm xúc tích lũy nhiều ngày đã đạt tới giới hạn, thêm một lần đầu tiên bị nói chống đối như vậy đoàn mộc hút giận dữ tiếng nói càng thêm lạnh lùng ai nha tiểu ngài muội muội à sao lại có thể nào đối với cha cậu nói những chuyện như vậy chứ linh chi thấy tình huống không đúng vội vàng ngăn cản hai người thuận tay đem tiểu ngài kéo ra phía sau đoàn mộc công tử à ngài cũng đừng nóng giận tiểu hải từ còn không hiểu chuyện chuyện gì cũng phải từ từ mà thối tiểu ngài lại hại nàng trở thành đại thẩm khuyên can đình trì buồn bực mà ngầm véo bạn một cái không phải đều dạy dỗ là loại nam nhân này rất dĩ diện một khi đem lời đã nói ra thì chết liền không quay đầu cứng rắn chỉ hỏng việc thôi sao biết là chính mình không đúng tiểu ngài nhịn đau không có phát ra tiếng nhưng nước mắt ngập đầy ủy khuất cùng khổ sở càng không ngừng rơi nàng những ngày này bị tương tư khổ sở hành hạ rốt cuộc là làm cái gì hắn vẫn không có nhận thức được tầm quan trọng của bóng trăng kia Đoàn Mộc Húc biết rõ Linh Chi là đang diễn trò. Nhưng nghĩ đến chính mình lại bị kích động, thiếu chút nữa đã nói ra lời tuyệt tình. Hắn không khỏi thoát ra một thân mồ hôi lạnh. Mà cái khuôn mặt cắn môi cố nén tiếng khóc lại như roi quật vào trong lòng hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn không có biện khác muốn đem nó ôm vào trong lồng ngực. Bởi vì nàng đã không còn là tiểu cô nương kia. Bởi vì sự an ủi của nàng, hắn căn bản cấp không nổi đào lòng chuyển thành lừa giận, làm cho hắn càng giận con bé hơn. Nó vì cái gì mà nhất định phải đem hắn bức thành cái này. Hắn thường nó tận dương như vậy còn chưa đủ ư. Nó lại muốn ồn ào long trời lở đất, đem một đống người không có liên quan, lôi vào, làm rối hắn. Đoàn mộc công tử, như vậy đi. Ta trước phái người chuẩn bị gian phòng cho ngài nghỉ ngơi. Cho tiểu ngài một chút thời gian ngẫm lại. Để con bé tỉnh táo lại, sẽ đi tìm ngài nói chuyện. Như vậy đối với hai bên đều tốt chứ Linh Chi lại trộm véo tiểu ngày một cái Một mặt cảnh cáo nó không cần phải hành động thiếu suy nghĩ Một mặt cũng là nhắc nhiều cô bạn Nên tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch Nghe vậy đoàn mộc húc ép mình phải tỉnh táo lại Hắn có dự cảm đây chỉ là một mưu kế khác Nữ nhân kia trong mắt lộ ra một cỗ tà mị Sẽ không thể nào dễ dàng dừng tay như vậy Rốt quá lão thiên gia quá thương nó Hay là vì lão thiên gia quá hận hắn đây. Vì cái gì luôn có người giúp nó. Vô luận là phụ thân xảo trá, cái gì đều không để vào trong mắt. Hoặc là nữ nhân tà đạo này, tất cả đều như tre giá măng mọc vì nó hiến kế, buộc hắn nhảy vào hố của bọn họ đào chứ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía các nàng. Lúc này tiểu ngại vừa vặn lén lén thăm dò dò xét hắn. Chống lại ánh mắt sâu lạnh kia, nàng có rúm lại vội vàng rụt trở về mặc dù chỉ là chợt lóe lên, thế nhưng khuôn mặt hơi hồng dừng lại tiếng khóc thút thít đã rơi vào trong mắt của Đoan Mộc Húc, giống như là có tật giật mình, làm cho hắn càng xác định phỏng đoán của mình. Ngạo khí trong lòng không cam bài tự nhiên bày bố sinh ra. Hắn chính là không muốn cưới nó, hắn chính là muốn coi nó như nữ nhi, xem bọn họ có thể làm gì được hắn. Thôi được rồi, đèn theo hứa cô nương làm phiền cô vậy. Đoàn Mộc Húc được nô bộc mang đến một gian phòng xương nhỏ hắn không có tâm tư chỉ nhắm mắt dưỡng thần vì mấy ngày này muốn đuổi kịp nó hắn không có chính thức nghỉ ngơi qua ngày hơn nữa bài trí trong căn phòng này vẫn là dùng xuân sắc là chính thay vì càng xem càng nổi giận trả thẳng nhắm mắt nằm ngơi một chút không cần lo lắng an nguy ngắn ngủi phải nghỉ ngơi giữ sức một chút bởi vì trận đấu tiếp theo sẽ tới rất nhanh thôi không ngoại dự liệu qua thời gian hoàng hôn. Tiểu ngải bưng thức ăn đến đây. Gò má nhụm hồng có một chút lúng túng, có một chút e lệ. Vào phòng liền cúi đầu không nói một lời nào. Đoàn mộc húc cũng liền theo mà tận lực trầm mặc, vẫn ông dung chờ nó muốn bắt đầu như thế nào. Cha, còn tức giận sao? Giây lát, một chốc lát nàng mở miệng, cắn môi cúi đầu bộ dáng lầm bầm, hệt giống như nàng con bé muốn cầu hòa làm cho người ta trìu mến. Phát hiện mình có xu thế mềm lòng, đoàn Mộc húc vội vàng già có tâm tư, tiếng nói lạnh băng không mang theo một chút tâm tình gì cả. Còn lần này thật là quá đáng. Người quá đáng là hắn mà, có đúng hay không? Nàng ai oán đức hắn một cái, nghĩ đến mục đích của chính mình quyết tâm chiến đấu. Nàng hít hơi sâu một cái, muốn đem tức giận của chính mình, tất cả đều tạm thời mà vứt bỏ. Thật là xin lỗi không nên tức giận. Còn biết rõ cha rất vất vả, ăn một chút có được không? Kỳ thật cũng không khó, chỉ cần trở lại cái vẻ ngây ngốc trước kia, không biết yêu là được rồi. Chỉ một lòng muốn làm hắn vui, làm cho hắn điều tốt nhất, đem hắn đặt ở vị trí quan trọng nhất. Nhìn qua nụ cười xem ra không hề khúc mắc chân thành. Đoàn mộc húc không biết có nên tin tưởng nó hay không, vẫn nên giữ tin tưởng trực giác của mình. Nhiều lần dãy rủa Tiếng xấu của bái nguyệt Giao làm cho hắn vẫn nên là lựa chọn phòng bị. Ta không đói bụng. Cũng đã đi vào hang hồ. Đặc biệt là đối phương lại nổi tiếng dùng mỹ thuật trên giang hồ. Cộng thêm cử chỉ của con bé. Như là muốn hắn chú ý. Suy tính hắn không thể không phòng bị. Tiểu ngải lộ ra về mặt thất vọng. Đầu vai rụ xuống. Con không phải là cố ý liên tục muốn chọc giận cha. Chỉ là... Không thể khóc. Nàng hiện tại phải làm chính mình cảm thấy nàng rất đẹp. Nàng cố gắng nhịn xuống nghẹn ngào, cho đến khi có thể đối mặt với hắn dương cao một nụ cười sáng lặng, rồi mới tiếp tục nói. Chỉ là có thể hay không? Giống như trước ôm con một cái. Lâu rồi cha không có ôm con. Đoàn mộc hút không ngừng tự nói với mình, vài lạnh giọng cự tuyệt. Nhưng nhìn khuôn mặt của nó, lã chả trực khóc, cố gắng nặn ra một nụ cười thì bức tường thật vất vả xây lên đã tan rã ra từng mảnh phụ thần yêu thương nữ nhi có cái gì không đúng chứ hắn liên tục cự nó mới là giấu đầu lòi đuôi đi ngược lại cứ làm như trước kia mới có thể chứng minh là mình rất chiêm chính hắn không phải là nhớ khi nó ỉ lại mình cũng không phải là ý chí không rắn hắn chỉ là một phụ thân có nên yêu thương hơn không hắn tự nói với mình lý do đó tới đây đi đánh không lại đoàn mộc húc vẫn là mềm lòng được hắn cho phép thì nàng vui vẻ cười nhào vào trong lồng ngực của hắn con rất nhớ cha rất nhớ rất nhớ cha nàng xếp sao ôm gáy của hắn không ngừng không ngừng ở bên tai hắn nỉ non đoàn mộc húc vòng tay ôm con bé vào trong lòng cái ấm áp này làm cho hắn nghĩ than thở trận tranh chấp này duy trì quá lâu mặc dù cuối cùng nhận thua vẫn là nó nhưng mà hắn gần đây cũng như là tâm tư lao lực quá độ. Cho đến giờ phút này đem nó ôm chặt vào trong lòng, thì tâm mới thực sự được an ủi. Nhưng còn lại bao lâu đây? Nó cuối cùng sẽ phải lập gia đình và rời hắn đi. Sẽ bởi vì băn khoăn trượng phu mà cùng hắn giữ khoảng cách. Cái ý niệm này vọt qua trong đầu làm cho tim hắn căng thẳng. Đoàn mộc húc nhắm mắt lại, đem cảm xúc hỗn loạn tất cả đều ném ra phía sau chỉ chuyên tâm cảm thụ sự ỉ lại của nó. Bất quá, thời khắc cảm động này không bao lâu liền bị phá hư. Đoàn Mộc Húc phát hiện con bé vốn là ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, lại bắt đầu không an phận nóng nảy, khoảng cách quá thân cận, cộng thêm hắn lại còn chưa kịp củng cố tâm thần mất phòng bị, bị nó chủ động tìm đến địa phương không nên động, lửa giận cùng dục hỏa bị nó nhen nhóm. Còn đi số cho ta. Vì cái gì nó không có cách nào ghi nhớ dạy dỗ đây Đoàn Mộc Húc giận dữ đứng lên Kéo ra kẻ vịn ở trong lồng ngực của hắn Không cần đâu Còn muốn ôm cha mà Nàng hai gò má đỏ hồng Hai mắt sinh ra quyến rũ Tiến lại sát trong lồng ngực của hắn Còn ngã bệnh sao Phát giác nhiệt độ cơ thể nóng cực cao Đoàn Mộc Húc cả kinh Nguyên bản muốn đẩy nó ra Lại truyền thành bất mạch chuẩn đoán con không có không có sinh bạch. tiếng thì thầm nói khờ khe khẽ nàng mềm mại dựa vào trong lồng ngực hắn cả cơ thể nóng ran làm cho nàng không tự chủ được muốn dựa gần hơn linh chi nói muốn cho người cha kiêu ngạo như vậy cởi ra gương mặt kia thì phải gạo nấu thành cơm cho nên mặc kệ nàng xấu hổ như thế nào lại giờ hắn tức giận cũng muốn phóng một tay một lần nếu không nàng liền thật sự chỉ có thể là một nữ nhi vô duyên đoàn mộc húc mặc dù không có chỉ hướng học y thuật nhưng vì lo lúc trước cọc phải họa hắn vẫn đi theo hàn lạc để học y thuật cơ bản bắt mặt tay con bé mạch đập nhanh giống như làm cho hắn hốt hoảng nhìn nó hai má đã xuất hiện mồ hôi hắn lại càng cả kinh đến khó có thể nói Còn con tự bỏ thuốc mình ngàn phòng vạn phòng hắn không uống nước cũng không đủ thức ăn nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra nó thế nhưng lại đem sân dược hạ thải trên người mình. Bởi vì... Tiếp muốn chàng. Nàng không ngừng hướng tới hắn nỉ non. Hai người cùng nhau hướng tới giường mà ngã xuống. Tiếp thật là khó chịu. Phàn cầu chàng hãy ôm ta. Linh Trí đã dạy nàng rất nhiều. Nhưng vì cái gì nàng đều nhớ không ra. Trong đầu lặn lên cố gắng nhớ ra cái gì đó thì phải nhớ là làm theo những thứ gì lại cũng không biết nên nàng làm, làm như thế nào. bàn tay nhỏ bé lung tung tại trên người hắn lục lọi, nhưng lại không giải được. dự đoán nàng học tập nhiều hơn đều là uổng phí. hôm nay nàng hoàn toàn chỉ là theo bản năng, không bắt được trọng điểm trên người hắn liếm. nàng lại không biết đây đối với hắn đã nói là quá đủ. thăm dò không lôi laz đều là hấp dẫn trí mạng. với hắn con bé đã bị dược tính thúc giục, hơi thở nóng hầm hập đều treo chọc khiến hắn mất khống chế. Sụp vọng cho tới nay cưỡng chế đè nén đã trở thành mãnh thú hung ác vồ cắn nuốt lấy lý trí của hắn ta khi đoàn mộc húc còn không có ý thức được mình đang làm cái gì thân thể của hắn có đạo động tác của mình xoay người đè con bé xuống dưới thân rồi cúi đầu hôn lên đôi môi kia không biết phải đáp lại như thế nào nàng chỉ có thể ngửa đầu nghênh hợp với hắn làm cho hắn dùng sự khát cầu đốt hủy nàng đã còn thừa không còn lấy một mảnh thanh tình. Nàng hy vọng hắn có thể liên tục hôn mình như vậy, lại vi vọng hắn nhiều hơn nữa làm những gì. Nàng có nhịn để cho mình có thể càng gần sát hắn, phát ra lời mời dụ người. Đoàn một hút cảm nhận được, nhiệt tình của nàng cùng chủ động làm cho hắn không có cách nào tự kiềm chế. Kiên trì muốn quên đi, muốn theo bản năng mà có được nàng, lấy lòng nàng, chiếm lĩnh nàng môi của hắn bắt đầu xâm lực đi xuống tê dại làm cho nàng từng trận từng trận khẽ run mông lung kiếm tìm cảm giác kỳ diệu khi thấy tuấn dung kia nàng không tự chủ mà hô ra một tiếng quen thuộc cha con muốn cha tiếng nói lười biếng kia lại tự như một thùng nước lạnh phủ đầu hắn đoàn một khúc toàn thân dừng lại phát hiện môi của nàng đã bị hôn đến đỏ tươi kiều mị lệ dung đầy tục tính lại làm cho hắn hoảng sợ nhanh chóng nhảy ra khỏi giường hắn đang làm cái gì vậy hắn là nên hung hăng mắng tỉnh nó mà không phải là như cầm thú nhà vào trên người nó hắn vóng ra khỏi cửa phòng muốn thoát đi cái không gian làm cho hắn mất khống chế lại phát hiện cửa phòng bị khóa trái mặc hắn rung chuyển như thế nào cũng không thể mở ra được chết tiệt hắn tức giận vô cùng vận công lực nhưng then cửa vẫn không chịu nổi bị phá hư. Cửa gỗ vỡ ra từng miếng sắt ở giữa thanh cửa. Hắn buông tay lùi về phía sau, hiểu chính mình rơi vào một cái bẫy không có cách nào né. Không cần phải bỏ con lại, van cầu cha. Nàng có biết mình đã làm sai điều gì? Nàng chỉ biết là hắn vừa mới khó nhịn xả, nhưng bởi vì hắn đã rời đi mà lại dâng lên. Vì cái gì lại không giống như vừa rồi hôn nàng? Đoàn một hút quay đầu lại, chứng kiến con bé ngang dọc trên giường dự tính phát tác không tự chủ được mà ăn ủi thân thể mình hình ảnh tuyệt hảo kia làm cho dục vọng trong cơ thể hắn lại quàng rực lên làm cho hắn nhất định phải dùng lửa giận cường đại hơn mới có thể đem mình bao trùm gọi bọn họ ra mở cửa đi hắn lạnh lùng nói buổi sáng ngày mai nàng không có cách nào suy tư chỉ là theo vấn đề của hắn mà trả lời Linh Chi nói nàng mặc kệ nghe được âm thanh gì cũng sẽ không mở cửa. Đem hắn vây hãm, kẻ ngốc mới không hoàn thành. Đoàn một hút cắn răng, toàn thân bởi vì giận mà da căng lên thật là căng. Hắn sẽ không như mong muốn của bọn họ, cho dù đem hắn giam tại trong căn nhà này, cũng đừng hỏng bắt hắn làm theo kế hoạch của các nàng. Hả một ra, hắn tiến lên, lấy ra viên thuốc tùy thân nhất vào trong miệng nàng, rồi ép mình phải đối mặt trước cảnh đẹp trước mắt trông như không thấy. Cảm giác hắn tới gần, nàng lập tức nhòi người, nghĩ kéo hắn sẽ đến gần bên cạnh mình. Đối với viên thuốc trong miệng còn giống như là chưa tỉnh. Đoàn mộc húc lại nguội lạnh kiềm chế, cổ tay của nàng lại, quắt lên đầu rồi kéo lên đai lưng, đem hai tay của con bé trói ở trên đầu giường, làm cho nó rốt cuộc không đụng vại vào hắn. Khi nàng phát hiện hắn đã làm cái gì, thì kinh hoàng sát tay lại kéo không ra trói buộc kia. Cha, không được như vậy, thả con ra đi. Vậy thì để cho con, sợ tác sở vi sao? Đoàn một húc lùi đến một cái ghế. Hắn bị giấy lên dục vọng mãnh liệt, khẩu khí của hắn có nhiều giận dữ. Ngay cả đối với mình bỏ thuốc, chuyện như vậy cũng làm. Con nhìn xem con kết giao với loại bạn bè gì hả? Còn bàn cầu cha, con thật sự là khó chịu, không cần phải như vậy mà nàng khóc ròng loại hàm muốn chưa từng nhận thức qua quá mạnh mẽ làm cho nàng bất lực uốn éo người lại vẫn không có cách nào thoát khỏi chính là còn phạm lỗi thì phải chịu cánh quả đi đoàn mộc húc khuôn mặt lạnh lùng muốn chính mình bất vi sở động ta đã cho con uống thuốc một hồi sau liền qua thôi đau lòng khiến cho tình dục bị tình dục lý trí thoáng trở lại nàng lúc này mới ý thức được hắn cho mình ăn cái gì đó là dược liệu tùy thân của bọn họ, có thể giải bách độc. Nhưng hốt thuốc phải đúng bệnh thì tốc độ chậm hơn, nàng nhất định phải tiếp nhận thống khổ khốn khó. Vì cái gì? Cứu người có rất nhiều cách. Vì cái gì hắn lựa chọn phương thức hành hạ nàng chứ? Niềm kiêu ngạo của hắn so với nàng còn quan trọng hơn sao? Hắn lại nhẫn tâm nhìn nàng như thế ư? Con cũng không có bức cha yêu con. Con chỉ là muốn cha thừa nhận thừa nhận thì tốt rồi Vì cái gì cha lại không làm chứ Nàng khăn giọng khóc kêu Từng lời nói làm cho sâu trong lòng nàng đau nhất. Bởi vì ta không thương con Muốn ta thừa nhận như thế nào đây Đoàn Mộc Húc lại tức giận đáp lại Còn lại nhất định làm cho ta phải vượt qua Tình huống này thật là buồn nôn Ta thà rằng đi tìm kỹ nữ Cũng sẽ không đụng vào con gái của mình Bị buộc đến mất đi khống chế Cùng với lời giận làm cho hắn nói câu nghĩ từng câu từng chữ đều hóa thành lời trách mắng nghiêm khắc nhất những lời kia đem vào trong lòng nàng vỡ thành mảnh vụn nhưng mà đó cũng không phải là thống khổ cực hẳn mà từng đợt từng đợt sóng lại rợi đến nàng bức điên thả con ra thả con ra nàng không nói được nàng không biết nên hận hắn vô tình hẳn nên hận mình tự giúp lấy nhục lại cảm thấy một sóng triều tình mãnh liệt làm cho nàng bật ra âm thanh kiều mị. Nàng cảm thấy thật là khó có thể, nhưng nàng đã chấp nhận xấu hổ liệt hòa kia, làm cho phần thân thể của nàng thống khổ, không có biện pháp tiếp nhận. Ta không thể thả con ra, đây là trừng phạt con. Đoàn Mộc Húc cắn răng cứng rắn nói, nó tại sao có thể cho là hắn sẽ làm nó thành ra như vậy? Chúng sống một phòng, lại nhìn nàng ở trước mặt làm ra những cử động kia khiến huyết mạch căng phòng so với tội trực tiếp đụng nó thì lại càng không thể tha mà nghe được nàng khàn khàn kêu lên là một loại kinh hãi nghĩ đến đây đoàn một húc lại càng giận nó làm cho mình lâm vào tình huống không có cách nào đào thoát tức giận đem mọi cái đau lòng đều đáp lại làm cho hắn nhẫn tâm quay đầu không nghe không nhìn không để ý tới chỉ có như vậy hắn và nó mới có thể toàn thân lôi Hắn có thể tàn nhẫn như vậy sao? Nàng nước mắt rơi như mưa. Sục vọng không có cách nào giải khiến thân thể rất đau. Nhưng đau hơn là tâm của nàng bị hắn không chịu tháo xuống phòng vệ kiêu ngạo kia. Nàng tuyệt lại không cầu xin hắn. Cũng không cần làm cho hắn nghe được nàng yếu ớt. Nàng xiết sao cắn môi. Cho dù đầu lưỡi nếm đủ mùi máu tanh, nàng cũng không nhả ra. Nàng muốn dùng ý chí xông qua đoạn thống khổ này. Nhưng dược tính quá mạnh, khó có cách nàng vẫn bị dược tính dụ dỗ mà uốn éo cả người. Trong phòng bị trầm mặc bao phủ, hơi thở trầm thấp của nàng cùng tiếng động rất nhỏ sột sạt kia trở nên rõ ràng. Đoàn mục hút mặc dù tận lực không nhìn sang hướng này, nhưng dòng suy nghĩ của hắn vẫn bị tác động. Ngồi trên ghế dự, hắn cũng nhận hết mọi hành hạ. Rốt cuộc, thuốc hắn đã bức nàng nuốt vào phát huy tác dụng. Nàng dừng lại giống như là mệt đến ngủ tiếp đi nằm ở đằng kia cũng không nhúc nhích. Đoàn bọc khúc cho đến khi củng cố tất cả phòng bị mới đứng dậy đến gần. Đầu của nàng nhìn về bên trong, mái tóc rối che đi khuôn mặt hơn phân nửa, chỉ nhìn thấy nàng lệ sung còn nhuộm tình chiều nhàn nhạt, nhạt, đỏ ửng. Cổ ra tay không chịu nổi ma sát đã phiếm rách ra, để lộ ra nàng mới vừa thừa nhận thật là mãnh liệt thống khổ bao nhiêu. Đoàn bọc khúc muốn chính mình đối với hết thầy đều làm như không thấy. Chỉ cởi trói rồi sau đó lui về tại chỗ, thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Giây lát, tiểu ngồi vốn là nằm thẳng trên giường xoay mặt vào bên trong, vẫn không phát ra tiếng vang gì, mà đầu phai mảnh khảnh bởi vì cố nén khóc mà run lên nhẹ nhẹ. Hai người cứ như vậy một đêm không chợp mắt, hoặc là chỉ có thể trốn vào trong mộng đẹp. Không có người nào hiểu được một đêm cứ như vậy trôi qua. Khi ngoài cửa truyền tới tiếng mở cửa rất nhỏ, tiểu ngải giống như ngủ say xuống giường lao đào hướng tới cửa đi đến linh chi mở ra khóa liền định rời đi lại chứng kiến cánh cửa bị kéo ra nàng tâm vui mừng đang muốn chuẩn bị chúc mừng dù sao thuốc cũng uống giường cũng có nếu là kẻ vô ích thì nam kia xác định chắc sẽ không rung chuyển nhưng mà khuôn mặt nụ cười nhìn đến khuôn mặt tràn đầy nước mắt cứng đờ linh chi lập tức hiểu được hết thảy dẫn mình đi Tiểu ngài nghẹn ngào nhói Rồi nắm chặt bàn tay của Linh Chi thân thể run rẩy mà lạnh như băng Giống như là nhất định vừa dựa vào nàng Mới có thể đứng thẳng Có tỷ tỷ ở đây đừng sợ Nàng giống như là chuyện gì Không còn phát sinh Cho bạn cho một nụ cười kiên định Rồi đưa cô đi về hướng hành lang Một chút tiếng vang nhỏ Làm cho Linh Chi quay đầu lại Chứng kiến đoàn một húc đứng ở phòng Nhìn về phía các nàng Tức giận trong lòng nàng lười không thèm để ý cùng hắn giả bộ cười, mà dùng ánh mắt bén nhọn không cam lòng, yếu thế mà trừng hắn. Nếu là hắn dám mở miệng cùng nàng cướp người, nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn, đời này làm người được. Đoàn Mộc Húc đối với ánh mắt giết người kia, làm như không thấy, tầm mắt hắn khóa chặt vào thân ảnh cuộn mình bất lực đó. Hắn không biết, mình đuổi ta ra tới đây, để làm cái gì. Hắn không có tàn nhẫn đến lúc đó, còn muốn cất giọng gọi nó đi cùng với hắn nhưng hắn chính là không yên lòng cho dù mình đem nó bị thương thành ra người như vậy tiểu ngài không có ngừng đầu cũng cảm giác được sự hiện hữu của hắn cũng nên kết thúc thôi nàng có thể làm được điều gì thì để đã làm qua nếu cứ như vậy nàng không cần phải mong đợi cứ như trước đây ít nhất nàng sẽ có cha mẹ thương nàng nàng đã không cần tiểu phụ thân này nữa nàng nhắm mắt lại hít sâu một cái rồi nhẹ nhàng mở miệng. Nói cho anh biết mình sẽ trở về, nhưng để mình một mình đi. Tiểu ngài theo lời hứa của mình, hôm sau trở về nhà đoan mộc. Chỉ là nàng cũng không là nàng nữa, nàng trở nên trầm mặc khuôn mặt loạn bát kia đã mất đi nụ cười sáng lặng, chỉ là một cái sắc trở về. Hồn của nàng giống như là sức sống đã bị đánh bay mà không còn lưu lại. Hàn lạc thật lo lắng, liên tục hỏi nàng trong thời gian kia đã phát sinh chuyện gì vốn dị nghĩ rằng nàng sẽ thổ lộ bí mật nhưng tiểu ngài lại trầm tĩnh không nói đối với bất cứ truy vấn gì cũng chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu nàng không phải là đối với mẹ lạnh nhạt cũng không phải là vẫn còn giận mẹ giấu diếm mà là tâm của nàng đã suy sụp tổn thương hóa thành bụi đất đem những chuyện có quan hệ với hắn tất cả đều che giấu nàng không muốn khôi lục và nhớ lại đây hết thầy làm cho đoàn mộc khúc cảm thấy kinh hoàng. Nguyên là muốn đến kinh hành, hắn chậm chạp chưa đi. Tính cách của con bé làm cho hắn không an tâm, căn bàn là không có biện pháp rời đi. Nó chỉ là đang giận dỗi, theo tính tình nó tuyệt đối sẽ chống đỡ không lâu. Hắn cứ như vậy tự nói với chính mình, muốn chính mình át mình bất động, Chờ nó chủ động tới cùng hắn sám hối là nó đã làm sai. Nhưng mà hắn lại không đợi được cặp mắt kia chấp động ái náy Mở to mắt mà mỉm cười. Từ sau khi về đến nhà, nó rốt cuộc chưa từng tới thư phòng. Nàng sẽ không tận lực lần tránh hắn, chẳng qua là khi có hắn, sẽ không đối với hắn vui vẻ, cũng sẽ không lại dính lấy hắn. Thái độ của nàng đối với hắn tự như chỉ là một người xa lạ. Mỗi khi ánh mắt của nó lướt qua hắn, nhìn về một nơi khác, lồng ngực của hắn nhói lên, đau lòng làm cho hắn cơ hồ không có cách nào hô hấp được nhiều lần hắn đến nhanh mất đi khống chế muốn xông lên chất vấn nói rút cuộc là muốn nháo tới khi nào nhưng cử chỉ xem như hắn là kẹp đứng bên cạnh dừ thừa khiến cho hắn đem xúc động này thả lỏng lại vào trong tiếp tục duy trì vẻ mặt lạnh lùng kỳ thật nó chỉ cần lén lút đến tìm hắn thì hắn sẽ tha thứ xác thực mà nói là hắn muốn nghe lời xin lỗi đoàn mộc húc không muốn thừa nhận nhưng trong lòng có một âm thanh một mực trách cứ hắn mặc dù nó dùng sai phương thức, mặc dù hắn kiên định lập trường của mình, đem nó như thế, nhưng không phải là mong muốn của hắn. Hắn cần có một cơ hội khuyên bảo nó. Một mặt cũng là biểu đạt ái náy của hắn, làm cho nó có thể lại tính ngay thẳng vào hoạt bát kia, mà không phải làm bộ dạng làm cho người ta đau lòng đến như vậy. Không muốn đè xuống, lần đầu tiên đoàn mộc húc chủ động cầu hòa, chuyện này giữa bọn họ là chưa từng phát sinh qua. Hôm đó sau khi dùng qua bữa tối, đoàn mồ húc tại hành lang ngăn con gái lại. Đừng có như vậy. Giận dỗi đối với chuyện này không giải quyết được gì đâu. Hắn biết rõ khẩu khí này không giống như đang nói lời xin lỗi. Nhưng đối với một kẻ thời gian liên tục ở vào thế mạnh như hắn, muốn chủ động nói ra lời này đã rất không dễ dàng rồi. Tiểu ngài không lên tiếng chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Trong đôi mắt kia không có gì là vui sướng cũng không tức giận, đôi mắt như che đi tất cả. Còn không có giận dỗi. Một giây lát, nàng rủ đôi mi rồi nhẹ nhàng nói ra, mà không phải như trước đây giận dỗi chu môi, muốn tự biện minh cho mình. Phát hiện mình lại không nhìn thấu nó. Bất an mãnh liệt trong lòng dâng lên, đoàn mộc hút cố ý không thèm để ý, nhưng cảm giác vô lực này không khống chế nổi, làm hắn cáo lên. Nếu không, còn đối với ta làm như không thấy Cô không có bất cứ một hành vi như trước đây Là thái độ của nữ nhi nên có hay sao Hắn muốn cố gắng giữ tỉnh táo Nhưng khâu khí Vẫn không để ý mà trở nên hùng hồ dạ người Tiểu ngài co rốm lại Trước những lời nói kia Nhiều có người dùng cái sành trong lòng hắn Liều mình đào ra Đào ra nàng đang chôn sâu trong đau nhức Hắn có thể bá đạo như vậy sao Nàng đã bỏ đi tình yêu với hắn Là hy vọng xa vời chỉ muốn phong bế tâm tư đem cuộc sống nơi này trôi qua thật tốt vì cái gì hắn ngay cả tâm nguyện nho nhỏ này cũng không thành toàn cho nàng chứ nàng không muốn tỉnh lại nàng chỉ muốn quên đi một đêm không chịu nổi kia quên mất nàng chẳng biết xấu hổ quên mất hắn đối với nàng như thế nào nàng nhất định phải dùng hết tâm lực mà có thể không muốn nhớ lại nhưng hắn vẫn còn trách nàng ư cặp mắt vốn trống rỗng vô thần kia bị đau thương dính lầm màu sắc tiểu ngài cán môi vẫn miễn cưỡng đối kháng nàng hít sâu một cái lại hít sâu một cái thật vất vả mới đen nghẹn ngào nén xuống còn chỉ là đang thay đổi an tĩnh giống như tạng cha liên tục muốn mà hắn nên cao hứng không phải sao nàng ủy khuất nghĩ một cấu xúc động đột nhiên xuất hiện làm cho nàng bổ sung một câu cũng giống như tiểu thảo tì vậy câu nói kia làm cho hắn cảm xúc tích tụ những ngày này bộc phát hoàn toàn, kể cả đối với nàng vô kế khả thi, còn đối với dục vọng không khống chế của mình, toàn bộ liền biến thành lửa giận mà không có nơi nào trút vào. còn cho rằng như vậy có thể thay đổi được gì sao? đây chẳng qua là bắt trước mặt thôi. lời nói vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy hối hận. rõ ràng là mình đã đến năn nỉ nó rồi lại dùng lời nói để tổn thương nó. Nhưng hắn nuốt xuống không nổi cơn tức này. Vì nó mà ngay cả tiểu thảo tỷ khó được về nhà mẹ đẻ ăn cơm, hắn cũng không đếm xỉa tới. Hiện tại người cũng đã đi, nặng nhẹ như thế nào còn chưa đủ rõ ràng sao. Nó lại cứ muốn dùng lời nói này để nói hắn. Là bắt trước sao? Nàng không thể tin bằng ngẩng đầu. Nếu không, chả muốn con phải làm như thế nào? Còn tích cực theo đuổi cũng không đúng, yên lặng không nói gì cũng không đúng. Là cha đã nói cha chỉ cần yêu người như vậy, còn chỉ là trôi chảy làm theo tâm ý của cha. Như vậy còn không tốt sao? Đau lòng làm cho nàng mắt đỏ hoe nhưng lớn hơn nữa là cơn phẫn nộ, tức giận đến nắm chặt tay áo mở rống to. Con đã không yêu cầu cha yêu con, nhưng ít ra cho con một câu tán tử rất khó sao? Đôi mắt sáng lạnh kia đốt sáng thật lâu, in sâu vào trong tâm của hắn, làm cho hắn trống không, trong đầu rung chuyển, rồi lại làm cho hắn không hiểu ra ánh mắt. Những năm gần đây hắn đối với nó tạo thành bao nhiêu tổn thương, không ngừng dèm pha, không ngừng muốn nó trở thành một người khác, thậm chí dùng mọi lý do để làm cho nó hết hy vọng. Kỳ thật hắn đã sớm hiểu chính mình đối với tiểu thảo không có quyến luyến, hắn vẫn nguyện phi tỷ ấy đi vào nơi nước sôi lửa bỏng. Nhưng đây chẳng qua là yêu thương của em trai đối với tỷ kính yêu mà nó. Con mẹ luôn khóc luôn cười đến kinh thiên động địa, mới thật sâu chiếm cứ ở trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng coi thường sự thật này, đem nó mà liên tục tổn thương. Hắn rốt cuộc là làm sai bao nhiêu chuyện, nhưng mà hắn luôn là cây ngay không sợ chết đứng trách mắng nó, muốn nó cúi đầu, hắn như vậy thì khác gì là một kẻ bảo thủ chứ? Còn chỉ cần duy trì tốt con là được rồi Không cần ủy khuất chính mình Hắn muốn ôm nàng vào trong ngực ăn ủi Lại bị nó tránh ra Còn làm công được Nàng gạt đi hàng lệ Nhưng mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra Không cần để ý đến con Chả mau tìm một người đem gạo con đi Con van cha đó Muốn nàng có thể giống như trước kia sao Lại không muốn yêu hắn sao Nàng không có lợi hại như vậy Nàng muốn duy nhất có thể là cách xa hắn thật xa để chặt đứt những ý niệm không có ở trong đầu của mình. Hành động cô lời nói của nó đều nêu lấy tâm của hắn. Nghĩ đến hắn cứ như vậy mà mất đi nó thì một cỗ xúc động làm cho hắn cản rộng róng to. Tả tuyệt sẽ không gặp con ra ngoài. Ý thức được chính mình nói gì đoàn một khúc không hăng chấn động trong phút chốc vắt ngang trong lòng lập tức tàn đi. Hắn đột nhiên phát hiện mình không chỉ là đi lầm đường mà như vậy còn cậy mạnh không muốn thừa nhận sai lầm của chính mình. Sớm đã không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn lại không coi nó như là nữ nhi mà đối đái, bởi vì tự phụ, bởi vì không muốn thừa nhận cái ý chính mình. Định hắn không ngừng phủ nhận, phủ nhận đến chính mình cũng tin là thật, dùng phong thái tự tin ngạo nghễ để đem tình yêu của nàng mà vứt bỏ. Hắn yêu cô bé, hắn coi nàng như là một nữ nhân thật sâu để yêu. Tiểu ngải đầu tiên là sừng sốt. Sau đó bị ánh mắt của hắn không tiếp tục ẩn núp tình cảm mà kích động. Hắn không hiểu. Hắn rốt cuộc nguyện ý thừa nhận đối với nàng là có tình cảm sao. Nàng ngừng thở không dám nháy mắt. Cũng không dám làm cho nước mắt vui sướng rơi ra. Chỉ sợ đây là một giấc mộng mà thôi. Nàng cất tiếng hỏi. Là vì cái gì? Hắn muốn thỉnh sự tha thứ của nàng. Nhưng lời nói đến bên miệng lại cứng lại. Đoàn mộc khúc khó có được lúc khốn quẫn quanh co như thế này. Đột nhiên hiểu tình cảm của mình, thành một cường lực đại đánh thẳng vào trong lòng. Bỏ qua tất cả kiêu ngạo đối với nàng, thằng thắn là một ngọn núi cao khó có thể vượt qua. Lại chống lại ánh mắt mong đợi của nàng, xúc động mãnh liệt ngược lại muốn đem hắn nốt hết, làm cho hắn một chữ cũng không nói ra lời. Chả sẽ giống như trước, thương con. Hắn chỉ có thể tránh mình, muốn ôm nàng vào trong ngực, không để cho nàng nhìn thấy, hắn đã bắt đầu đỏ mặt lên. Hắn lại muốn rụt về sao? Nàng không thể tin mà phát hiện điểm này. Khi nàng làm nhiều như vậy, đem tôn nghiêm hoàn toàn bỏ đi. Chỉ cầu hắn thẳng thắn nhìn vào tình cảm của mình thì khó lắm sao? Nàng không muốn hắn khúm núm, không muốn hắn than thở khóc lóc. Chỉ là muốn một câu nói của hắn, ngay cả như vậy cũng không làm được sao? Không nên đụng vào con nàng lại một lần nữa tránh ra tay của hắn, tức giận mà trừng mắt với hắn. Khi cha không có biện pháp trả lời vấn đề kia, thì cha cũng không nên đến gần con. Nàng thờ phì phì đi, bỏ lại hắn đứng nguyên tại chỗ. Lần này không chỉ là tình thế truyền nghịch, hơn nữa còn là phong thủy luân truyền. Đáng giận. Hắn câu nói kia ư tứ lại quá rõ ràng, nàng cần phải hiểu chứ. Đoàn mộc húc lạnh cũng tuấn, lại vừa tức giận ảo à não phát hiện mình lại làm hư chuyện. Hết lần này tới lần khác, có người cố ý bỏ đá xuống tiếng. Nếu không cũng đừng đến nơi ta đi tới. Nếu không có thể có thể đầy đủ nắm chắc được thu phục ngay từ lần thứ nhất. Làm cho người làm cha như ta không dám xuất hiện đi. Đoàn mục húc đã không có tinh tâm, lại phải duy trì vẻ mặt điềm nhiên như không. Tối tăm quay đầu, trường thấy thân phụ nhàn nhã bước tới. Nếu như ngài không tìm được phòng ngủ của con, thì còn có thể dẫn đường. Hắn nhìn không được mà nói ra giọng mỉa mai. Người nào tới đây chứ? Lúc này căn bản sẽ không có người nào đi qua nơi này. Đối mặt với con trai muốn phụ thân chia tay giúp đỡ thì không tốt lắm đâu. Đoàn Mộc Bách Nhân cười nhẹ, luôn lấy tức giận của con trai để làm thú vui. Không cần. Đoàn Mộc Húc trực tiếp cất lời từ chối. Trước phụ thân hỗ trợ hại hắn lãng phí hơn 20 ngày mới có thể để cho nó làm sao kết bạn xấu hắn hận không thể muốn phụ thân quanh tay đứng nhìn, vĩnh viễn đừng xen vào chuyện của hắn. Cần gì về cực người như vậy chứ? Đoàn một bác nhân cười đến càng vui vẻ. Kiều ngạo, chỉ sẽ họng việc thôi, còn còn không hiểu sao. Đoàn một húc muốn phản kích, lại đột nhiên phát hiện được câu nói kia ẩn chứa thâm ý. Về mặt truyền thành suy nghĩ sâu xa, cứ như vậy mà trầm mặc lại. Đoàn mục bách nhân biết rõ hắn nghe lọt được, trong mắt hiện lên tia vui vẻ coi như là có một chút bồi thường nho nhỏ trước cho con trai chịu khổ đủ nhiều. Đôi khi yêu thế mới là cường hãn, hiểu được suy nghĩ của người thua mới là người thắng đấy. Cười một cái, đoàn một bách nhân xoay người rời đi. Cho đến khi người đã đi xa, đoàn một hức vẫn đứng nguyên tại chỗ, đem những lời kia mà suy nghĩ cho kỹ. Từ thế này là kinh nghiệm sao? Trình độ tự phụ của hắn so với cha chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn bởi vì quá mức kiêu ngạo mà đầy bùn đất hay sao? Hắn thực tại là rất khó tưởng tượng. Nhưng hắn tin tưởng những lời kia, hắn đã biết nên làm thế nào. Vừa rồi trong lòng còn đầy vô kế khả thi, đã hoàn toàn bỏ đi. Hôm nay tất cả đều tràn đầy lòng tự tin. Đoàn một húc dâng cao nụ cười tự tin bước chân rời đi. Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, thì tiêu ngài vẫn là rất tức giận. Từ ánh mắt của hắn, nàng đã nhìn ra hắn cũng phát hiện đối với nàng có tình cảm. Lên chỉ một câu mà thôi, vì cái gì hắn lại nói không nên lời chứ? Mặt mũi thật sự là quan trọng đến như vậy hay sao? Quan trọng đến mức hắn thả rằng trơ mắt nhìn nàng cả đi, cũng không chịu đem tình cảm để nói ra. Phát hiện mình ở trong phòng lăn qua lăn lại, lại còn nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được, muốn đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng. Nàng ao não vùi mặt vào trong chăn buồn bực kêu, vừa lúc hắn treo trọc, tâm ý của mình không kiên định. Đều là vì hắn, vốn là nàng có thể làm được không để ý tới hắn, kết quả là hắn lại chủ động tới tìm nàng, còn lộ ra cái loại ánh mắt thâm tình đó, làm hại nàng thật vất vả mới hít hy vọng lại một lần nữa lại đốt lên, hơn nữa còn là hy vọng thật lớn, làm cho nàng đứng ngồi không yên, trong lòng bởi vì mong đợi lại dấy lên cùng cảm giác thất bại dày vò. Nàng hối hận khi quăng xuống câu nói kia. Nếu như hắn nửa đường bỏ cuộc thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn vẫn luôn không trả lời nàng, làm sao giờ đây? Chẳng lẽ hắn không nói nàng liệt túc phải chờ đợi như vậy hay sao? Nghĩ đến mình quá xúc động, nàng lại phát ra buồn bực mà rống to. Nàng cậy mạnh cái gì chứ? Hắn tính sĩ diện, nàng không phải đã rõ hay sao? Nhưng hắn một chút thì có gì là không tốt nào Hắn đều nói sẽ giống như trước đây Thương nàng lại Có thể vùi ở trong ngực hắn Thì có gì không tốt chứ Được hắn về quanh ấm áp Chẳng phải là hơn một câu nói hay sao Nàng cắn môi Trong lòng không ngừng dãy rủa Cuối cùng là nàng nhảy dựng lên Thôi, nàng không cần câu trả lời của hắn nữa Chỉ cần hắn đừng có lại Như là cách xa ngàn vạn dặm Nàng lên đủ hài lòng rồi Mặc dù vòng lớn như vậy cuối cùng vẫn trở lại chỗ cũ nhưng ít ra nàng đã xác định hắn đối với nàng là có tình cảm như vậy là đã đủ rồi đợi khi nàng quyết định muốn đi tìm hắn thì đã có người gõ cửa khi nàng mở cửa thì chứng kiến người nam tử nhiễu loạn đầu óc đang đứng ở trước mặt trong khoảng thời gian ngắn nàng vừa muốn cười lại vừa muốn khóc tâm tình chợt hỗn loạn tuân ra làm cho nàng chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn hắn để cho ta vào Đoàn một khúc nói nhỏ tiếng nói so với bình thường lại khăn khăn, giống như là phát hiện ra mình vội vàng hắn lại bổ sung một câu có được không tuy là hỏi thăm nhưng hắn khẽ nghiêng người, người. tư thế so với bên ngoài là hơi thở cường hãn đã để lộ ra hắn là tình thế bắt buộc nàng ngừng thở không biết là do bóng đêm hay là cảnh giác của nàng nàng cảm thấy hắn trước mắt không giống như bình thường trong mắt của hắn có một cỗ lửa sáng xuyên suốt muốn nhìn từ khi hắn đi đến bái nguyệt giáo Muốn dẫn nàng đi Bắt đồng là lần này Nàng không thể núp sau lưng lên chi Mà ánh mắt của hắn so với trước kia Gần như là điên cuồng muốn mất khống chế Nàng không gọi lôi bước Tâm quần loạn làm cho nàng nói không ra lời Nàng muốn chạy trốn Nhưng thân thể mềm mại không có cách nào di động Chỉ có thể nhìn hắn đóng cửa lại Rồi đi vào phòng của nàng Ta tới là để trả lời vấn đề của con Đoàn Mộc khúc cười cười, tầm mắt bắt đầu nhìn vào mọi nơi. Hắn đang tìm cái gì vậy? Tiểu Ngài cảm thấy khó hiểu, cũng phát hiện mặt của hắn có một chút hồng. Đây đối với kẻ có khuôn mặt lãnh nghiêm là rất khó gặp. Cái cử chỉ kia làm cho người ta lại có vẻ cảm thấy thật là đáng yêu. Cha cứ nói đi, con đang nghe đây. Hắn là uống rượu sao? Hiếu kỳ thấy thật là thú vị, làm cho nàng đã quên đi ánh mắt của hắn. Lúc mới bước vào cửa, còn có cầm tư nháo hắn nữa. Đàn một khúc không trả lời, mà là chọn cái ghế có tay ngồi xuống, sau đó chính mình trói vào. Nhìn xem hắn tay phải trói tay trái, rồi sau đó miệng lại sử dụng, đem tay phải trói ở trên ghế. Nàng giật mình, mở to cả mắt. Cha, cha làm gì thế? Nàng thật vất vả mới tìm được thanh âm của mình. Hắn không phải là đến muốn trả lời vấn đề của nàng hay sao? nhiều thế nào lại như vậy? Ta Vừa mới mở miệng Đoàn mộc húc liền dừng lại Hai mắt nhắm nghiền giống như là chịu một nỗi đau đớn Đột nhiên xuất hiện Giây lát Hắn mới mở mắt Khuôn mặt Tuấn Dung hơi hồng Trong mắt hảo quang kia trở thành nóng bỏng Thật là đáng yêu Nếu không phải hắn khóa chặt tầm mắt của nàng làm cho nàng lại gần lần nữa toàn thân vô lực Nàng thật sự sẽ không nhịn được mà tiến lên Cắn lấy gò má của hắn Tới đây thấy nàng như một chú thỏ nhỏ chỉ nhút nhát e lệ trần chờ theo dõi hắn đoàn mộc húc khẽ cười ta sẽ không ăn con mới vừa nói xong thì sóng chiều thật không dễ dàng nén đè dậy đoàn mộc húc hít sâu một cái cắn răng cố nén thật là đáng đời hắn biết rõ muốn tận lực cố gắng giữ tỉnh táo lại còn nói ra loại từ đầy ý nghĩa này nữa cha cha bị ngã bệnh sao hắn thật sự là rất kỳ quái nàng bị hù vội vàng tiến lên muốn giúp hắn bắt mạch nhưng mà không chịu đụng vào hắn thì hắn đã ngét lên đừng đụng vào ta đừng đụng vào ta đàn một khúc nói nhỏ tay trói tên ghế bởi vì nhẫn nại mà buộc chặt ngày đó nàng cũng bị hành hạ mãnh liệt như vậy nàng ngần ra đột nhiên cảm thấy một màn này có cảm giác quen thuộc chỉ là khi đó nàng bị trói chặt mà nàng là tự mình ăn xuân dược vào Chà, chà đã ăn sai đồ sao? Nàng không dám như dạng hùng hồ dạng người kia, chỉ thư do xét hỏi, bởi vì đoán sai thì rất mất mặt. Hơn nữa hắn không có lý do gì mà lại làm như vậy. Ta nghĩ, ta cũng vậy nên nếm thử qua tư vị này, như vậy mới có thành ý. Hành hạ hơi chìm xuống, đoàn mộc húc mới có thể cười khổ, xác nhận suy đoán của nàng. Nàng kinh ngạc không thôi, thì ra là hắn đã làm cho người ta muốn trộm cắn đỏ mặt, trong mắt của hắn có cuồng sắc, tất cả đều là dự tính đưa tới, nàng vừa rồi lại cho rằng hắn có đồng ý biến thái sao? Chà, chỗ nào tìm được thuốc này vậy? Không đúng nha, hắn không nên sẽ có loại thuốc này. Đàn mộc húc lại càng đỏ hơn, bởi vì cả cơ thể dậy sóng mà có phần khốn quẫn đưa lên. Ta đã mời nương giúp ta khi đó vẻ mặt mẫu thân rất giống như hắn đột nhiên dài ra ba đầu sáu tay sau khi lấy lại tinh thần rồi thì thằng lại cười trộm không ngừng coi mình như ánh mắt trẻ đã trưởng thành mà vui mừng mặc dù cái quá trình đó phi thường thuận lợi hắn vẫn có cảm giác sống không bằng nàng phải giết sao che miệng mới có thể nén khóc coi như nàng cũng không có dũng khí muốn tìm nương tìm loại thuốc này mà hắn kiêu ngạo như vậy lại muốn biết nàng thống khổ như thế nào mà đem tôn nghiêm của mình ném qua một bên. Nàng vẫn còn ở đây để cưỡng câu cái gì? Hắn làm như vậy so với bất cứ một lời hứa hẹn nào, đều đã động lòng của nàng, chứng minh là hắn coi trọng nàng, liệu ý mà yêu nàng. đụng là ngốc ngách. Nàng nghẹn ngào sẵn giọng đi đến trước mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua mu bàn tay hắn. Cảm giác được hắn bởi vì cố nén mà run rẩy, nàng đau lòng muốn ôm hắn thật chặt rất là khó chịu sao? nàng nhẹ nhàng hỏi. dịu dàng đụng chạm, vào lại tăng vọt lên qua sống lưng, làm cho đan mục húc vươn ra tiếng khó nhịn, dù cho nhắm mắt, nhưng hương thơm của nàng cần sát hắn đều được đem dược tính đốt hắn đau. còn có thể xa thêm một chút nữa không? chỉ cần đừng làm cho ta đụng phải con là tốt rồi. hắn gần như là tự làm khổ mà cắn răng nói, bởi vì cái dạng thống khổ của hắn sẽ sâu hơn hắn chỉ cầu nguyện cái ghế này đủ chắc chắn. Nếu không tránh thoát, thì hắn rất có thể mất đi lý trí, đem trừng phạt của mình biến thành một loại cước đặt. Lời của hắn làm trong lòng nàng hoàn toàn hòa tan. Tiểu ngải yêu say đắm nhìn xem hắn, đem hắn trơ trụi hiện ra trước mắt nàng, thần phục in vào trong mắt. Linh Chi nói lặt mềm buộc chặt, đừng quá mau làm cho nam nhân nếm ngon ngọt. Nhưng nàng hiện tại chỉ muốn trực tiếp bồi nhào vào trong lòng hắn đâu còn chú ý gì mà cái dục vọng lên chứ. Bất quá, nên nhớ nàng cũng chỉ biết đều là nên nhớ. Nàng thản nhiên cười, chen vào giữa chân hắn, rồi làm cho hắn trở thành không có cách nào kiên cường được. Vậy thì tiếp có thể đụng vào chàng sao? Nàng nháy mắt rồi vô tội nhìn hắn, dùng khẩu khí tà mị nói. Như vậy chàng sẽ càng khó chịu đi. Vội vàng cùng cơ thể đối kháng dậy sóng. Đoàn một khúc đã mất nhạy cảm bình thường, cũng không có phát giác được. Nàng ánh mắt xinh đẹp cho rằng nàng thật sự là muốn trả thù hắn, nhưng hắn không có bất cứ một câu oán hận nào mà dũng cảm thừa nhận. Bất quá điều kiện tuyên quyết, hắn vẫn phải nhắc nhở nàng miễn cho đến khi cuối cùng ngược lại biến thành một cái khen thường. Chỉ cần đừng động từ phần eo trở xuống, tùy con. Đây đều là hắn nên trả giá bằng bất cứ thứ nào được cho phép. Bàn tay thon dài dọc theo cánh tay của hắn bắt đầu mạo hiểm, bỏ qua đồ vai của hắn, rồi sau đó sờ vào cái cổ hắn, theo vạt áo sò xét đi vào. Cha kia đó, có giống muốn con giống như vậy mà đụng cha sao? Nàng ở bên tay hắn nói nhỏ, dùng hơi ấm áp đầu độc hắn. Rõ ràng người uống là hắn, nhưng thân thể của nàng lại nóng lên theo từng này là chứng minh lúc đó không thể nào chịu nổi nàng còn hắn nên làm cái gì đây hắn chần chờ đáp một tiếng có cảm giác được lòng bàn tay của nàng đang dán lên da thịt của hắn đoàn mục húc cố gắng phải tự khắc chế ngừng tụ cường đại hơi mới có thể kiềm chế được đau đớn đương nhiên lúc này cũng không có dư lực để nói ra những lời khác mặc dù chỉ là một từ ngắn ngủi nhưng đối với nàng mà nói đã đại biểu tất cả bởi vì nếu như hắn nói trước mặc dù hắn cắn nát hàm cũng sẽ làm chuyện tuyệt đối không thừa nhận. Nàng cúi đầu, rốt cuộc đã được như ý nguyện, một mực cắn gương mặt của hắn, mà bàn tay bướng bỉnh cũng vượt qua lời dặn dò của hắn, để tới một chỗ mà nàng đã thấy lâu nhưng chưa bao giờ được tiếp xúc qua cấm địa. Đoàn Mộc Húc thở dốc vì kinh ngạc. Nàng mặc dù xấu họ đến đỏ bừng cả mặt, vẫn không một chút nào lười bước nhìn hắn, ánh mắt càng trở nên rực lửa muốn đem tình yêu hoàn toàn truyền cho hắn. Cha, lần này còn muốn cho con khó chịu đựng như thế này sao? Nàng đưa tay cười sợi dây trói. Đoàn một khúc không thể tin tưởng được nàng sẽ làm ra loại hành động này. Nhưng là ta vẫn chưa trả lời. Câu nói kế tiếp bị nàng dùng miệng hôn mà cắt đứt. Đôi môi mềm mại của nàng đã đem lý trí còn sót lại của hắn hoàn toàn thiêu đốt. Hai bàn tay được tự do, lập tức đem nàng ôm chặt vào rồi dùng cái hôn khát khao đem hơi thở của hai người đều trở nên hỗn loạn không còn quan trọng nữa nàng thật vất vả mới có cơ hội trả lời lập tức lại bị hắt hôn tới mức thôn tính nàng không có nói được nữa mà thỏa mãn nhắm mắt lại tùy ý để hắn nhu tình như vậy mà vây quanh nàng đúng vậy tất cả đều không quan trọng quan trọng là nàng có thể rút vào ngực của hắn để được hưởng tình yêu của hắn, nàng cũng chỉ biết như vậy mà thôi. Nàng yêu sâu cũng vĩnh viễn không xa tiểu phụ thân này. "Cha, nhanh lên nhanh lên, Còn không đợi kịp nữa rồi." Nàng hưng phấn thúc giục, trên vai đeo túi sách, nàng không thể chờ đợi, nghĩ đến phải lên đường. Đang kiểm tra hành lý, Đoàn Mộc Húc động tác chợt dừng lại hừ tiếng cảnh cáo. "Kể một chục năm, người ta có thói quen rồi mà." Nằm mèo của hắn nàng nũng nịnh nói rồi sau đó lại thúc giục xong chưa nếu không mặt trời sẽ phải lặn về phía tây đấy đoàn một húc rất muốn dùng đôi môi hung ác coi như là trừng phạt nhưng băn khoăn đến quanh mình không có một chỗ đôi kia rõ ràng là hứng thú ra sao mắt lại điềm nhiên như không đem dục vọng kia của hắn hóa thành lực đạo dùng sức buộc chặt dây thường ai Thiệp nóng ruột nóng gan đến tối hôm qua ngủ không ngon kết quả còn lại không nguyện ý đến. Một bên truyền đến tiếng thở dài. Nàng quay đầu lại chứng kiến mẹ Hàn Lạc vừa đang bục mình vừa buồn cười nhìn nàng thì lập tức nghề nhào vào trong ngực của mẹ. Còn đương nhiên là để ý đến, chỉ là đem tưởng niệm đều trong lòng mà thôi. Nàng thật sự là không bỏ mẹ được, chỉ là chuyện mừng rỡ lớn hơn kia làm cho nàng cười hì hì. Mẹ à, con nhất định sẽ nhớ ngày nhiều mà. Đúng là hoa ngôn xảo ngữ. Hàn Lạc cười mắng, nghĩ đến con bé rốt cuộc có thể quang minh chính đại kêu nàng một tiếng mẹ, mà không khỏi hốc mắt phiếm hồng, đem nó ôm chặt. Cũng khó trách tiểu ngài vui vẻ như vậy. Lần trước là thừa dịp ban đêm lén lút rời nhà trốn đi, còn rất đáng thương, dùng hai chân đi bộ, mà lần này lại có tướng công cả đường làm bạn, đương nhiên sẽ cười không khép miệng lại được rồi. Ngày nào đó thật sự muốn chuyển ra, thì tiếp tục diễn lại lời loại này, còn không trễ đâu chậm rãi đi vào đình viện. Đoàn mộc bách nhân hử lạnh. Không phải là muốn mau xuất phát sao? Tới đây đi. Đoàn mộc húc tự mình động thủ đem thê tử xoay lại bên cạnh. Quản gì hai mẹ con người này, cho dù đều là nữ nhân, thì chứng kiến vậy vẫn là có độc chiếm hoài bão, vẫn cảm thấy gần như là rất trói mắt. Trong lòng người của người tốt đi, hai cha con liếc mắt nhìn nhau, trong mắt như là cảnh cáo lẫn nhau. Bọn nó đi chuyến này nhất định nửa tháng không thể về Để cho thiếp cùng với tiểu ngài nói vài câu nào Hà lăng đối với trưởng phu Lên tiếng kháng nghị Thiếp sẽ lên cả đường Cùng với chàng mà Không nên tức giận như vậy Còn tiểu ngài lại khoác tay trưởng phu Dùng một nụ cười ngọt ngào thỏa mãn ham muốn hắn giữ lấy Ta không có tức giận Dị váng ở trước mặt mọi người biểu hiện lĩnh đạo Đoàn mộc Húc hôm nay Lại cho nàng một nụ cười an ủi mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn là một nụ cười. Nàng vô cùng cảm động, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc rút vào trong cánh tay của hắn. Cha, à không, tướng công. Nàng phải nhớ về đổi giọng. Tướng công bởi vì nàng trễ thời gian đi kinh thành, nhưng vừa mới thành thân, nàng lại không bỏ được cùng hắn chia lìa, liền biến thành thuận đường mang nàng đi du sơn ngoạn thủy đến kinh thành. Quãng đường này còn thuận đường, muốn đi thăm nhà tiểu thảo tỷ thêm mấy ngày. Bọn họ lần trước về, nàng không có cùng với tiểu thảo tỷ Hàn Huyên, nên trong lòng đã sớm tiếc nuối. Vừa bạn bọn họ cũng đã ở nơi đường kia, nghe nỗi chỗ đó, sân minh tụ thủy không thua nơi này. Thời dịp ra hỏi để tìm biết nhau thêm một chút. Đi thôi. Đoàn bộc húc đem nàng lên lưng ngựa, rồi lập tức nhảy lên dùng cương, vòng cánh tay một không gian ổn định. Hắn quen rời nhà, nên một chút tân tình cũng không có nhưng lần này là dẫn theo người hắn yêu thương cùng đi xa. Nghĩ đến nàng sẽ không lại bị mẫu thân chiếm đi thời gian, thì khóe môi không tự chủ mà nhếch lên. Người còn không thể đợi được xuất phát, đổi lại chính là hắn. Phát tay mang theo thê tử, chạy về phía hành trình bọn họ đang mong đợi. Cha, mẹ à, con dạy nhớ hai người đấy. Nàng không ngừng phát tay càng ngày càng đi xa. Hàn lạc viên vắt tay đưa tiễn, cho đến khi không thấy bóng người thì lúc này mới thả tay xuống. Làm sao bây giờ? Thiệp đã bắt đầu nhớ nó rồi. Nàng cất tiếng thở dài. Lần trước tiểu ngài rời nhà, tâm tình lo lắng chiếm đi hết thầy. Hôm nay biết sẽ có người che chở cho nó, thì tâm là an nhưng lại cảm thấy không nữ Có ta ở đây, nàng có con tinh thần để nhớ tới người khác sao? Đoàn mộc bách nhân ở vòng ép của nàng rồi mang nàng đi vào trong. Giọng nói kia cũng mang theo ngạo khí lạnh nhạt như thường. Nhưng biết hắn như vậy, Hàn Lạc lập tức cảm giác được trượng phù đang rất vui sướng. Đây cũng là quỷ kế của chàng, có đúng hay không? Nàng nhớ tới lúc trước, chính hắn giống như thuận miệng nói một câu, mới để cho húc nhị muốn mang theo tiểu ngài cùng nhau xuất môn. Hàn Lạc giận hắn liếc mắt một cái. Cho dù không đem con đuổi ra ngoài, thì tiếp vẫn là của chàng mà. Đoàn Mộc Bách nhếch mí mắt lên. Vấn đề là lòng của phu nhân thật là cho nhiều người. Mặc dù hắn chiếm đóng một khối to, nhưng đương nhiên là có thể vơ vét bao nhiêu thì liền vơ vét rồi. Nàng giúp Húc nhi có loại thuốc kia, thật khiến ta kinh ngạc đấy. Đoàn một bách nhân không có trả lời, mà di rời đề tài lần này. Nghĩ đến chính mình đem y thuật dùng thành phương pháp không đứng đắn thì hàn lạc đỏ ưng cả mặt. Nhưng nếu không phải là nàng phóng tay một lần, thì Húc nhi cùng với tiểu ngài, đến nay khả năng vẫn còn lãng phí thời gian đều là chàng cả. Cả cho chàng nhiều năm như vậy, cũng bị lây một chút tà ác của chàng rồi. Nàng dựa vào trường phu, phi thường xác định chính mình không có làm sai. Có phải không? Ta còn một mặt tà ác hơn. Nàng còn chưa nhận thức đến đây sao? Đoàn mộc bách nhân cất tiếng cười nhẹ. Phát hiện trưởng phu mang theo nàng hướng về phía phòng ngủ. Hàn lạc mặt ngày càng đỏ hơn, nhưng cũng không có vạch trần hắn. Vậy thì thiếp sẽ chờ xem sao? bởi vì nàng căn bản cũng là không thể chờ đợi được nữa rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bán mình chôn cha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thư giãn khi nghe chuyện và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.